Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả Bộ truyện Gả cho, gả cho lão, lão nam nhân Của tác giả Lạc Vũ Thu hàn Thuộc thể loại Xuyên không, điền văn, cổ đại Bao gồm 71 chương Tóm tắt nội dung Truyện gả cho lão nam nhân của tác giả Lạc Vũ Thu hàn Thuộc thể loại truyện xuyên không Pha chút yếu tố huyền bí Làm cho câu chuyện trở nên mượt mà Nhẹ nhàng, sống động, nàng là nô tỳ bé nhỏ, vì bị o ép đến chết đi sống lại, nên nàng muốn phải làm lại từ đầu, để không còn chịu cảnh đầy đọa này nữa. Sau khi trở lại, nàng đã biết phải đi từng bước nhẹ nhàng, tránh xa những nơi quỷ kế đa đoan, cùng rời xa những nơi tranh giành, sủng nịnh. Hắn tuy có ngoại hình không tốt, nhưng lại đầy vẻ nam tính, mị lực, cao ngạo. Hắn mang gương mặt dọa người, nhưng lại có tấm lòng bao dung và trái tim nhân hậu là một võ tướng oai phong lẫm liệt, nhưng khi về bên nàng là trái tim mềm nhũng, sủng nịnh, yêu chiều. Chuyện hay nhẹ nhàng, mang chút điền văn không đấu đá nhiều, tình tiết lôi cuốn đầy hấp dẫn. Mời các bạn theo dõi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube các truyện hương xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Lâm Thị nhìn chút gạo ít ỏi còn lại trong cái bao đây Trách tả tơi, ánh mắt buồn bã, miệng giật giật, phụ thân bọn nhỏ Trong nhà chỉ còn khoảng hai đấu gạo mà thôi Tay Dương Đại Dũng hơi dừng, lại tiếp tục hút mẫu thuốc đang cháy dở Chỉ là nếp nhăn giữa trán hàng sâu hơn Lâm Thị cẩn thận buộc bao gạo lại, cúi xuống thở dài Mặt xấu hổ nói đều tại thân thể này của ta không tốt Đến một ngụm sữa cũng không cho tiểu tứ uống được Vừa nói, nàng vừa cẩn thận bế đứa trẻ trong tả lót lên. Đứa bé kia mặt nho nhỏ, mũi bị đông cứng đến đỏ bừng, thân thể bé xíu vặn vẹo, khẽ phát ra thanh âm nho nhỏ. Lâm thị sờ đầu con trai, nhìn Dương Đại Dũng một cái, thử dò xét hỏi nếu không, để ta lại về nhà nương mượn. Mặc dù nhà nương nàng cũng không dư giả, nhưng so với bọn họ thì tốt hơn một chút. Dương Đại Dũng lắc đầu một cái, hay là thôi đi. Vốn hắn định nói, đến nhà đại ca mượn, nhưng nhớ tới tánh tình đại tẩu nhà mình hắn nuốt lại lời này vào bụng lâm thị dỗ tiểu tứ ngủ cùng lúc nhìn dương đại dũng một cái trên mặt xuất hiện thần sắc nan giải lắp bắp hỏi nếu không chuyện ngày đó vương bà tử nói chàng xem ấp a à ấp úng không nói hết câu chuyện này ngươi không cần nói nữa sau này cũng không được nhắc đến dù cho dương đại dũng ta có nghèo hơn đi nữa ta cũng không làm được chuyện bán vợ bán con như thế nói xong dương đại dũng đứng lên cầm tẩu thuốc hít mạnh một hơi sau đó đi ra ngoài còn lại mình lâm thị nhìn đôi nam nữ trên giường đất thở dài dương nghi mơ hồ mở mắt ra chỉ thấy khuôn mặt mừng rỡ của lâm thị ở cạnh đại nữ nhi con không sao chứ dương nghi trận to mắt nhìn phụ nhân trước mắt sao bà lại giống nương của mình đến vậy nghe phụ nhân liên tục kêu tên của nàng thanh âm cũng vô cùng giống nương dương nghi có chút không rõ nàng không phải không phải là đã chết sao? Nguyên Hòa năm thứ 23, nàng 20 tuổi, bị định tội danh tư thông nam nhân, bị đánh đến chết ở trong đại viện Đồng Gia. Nhưng hiện giờ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lâm Thị kêu dương nghi mấy lần, nàng vẫn chỉ sững sờ nhìn bà, không nói một câu, nghĩ rằng cơn sốt tối hôm qua, khiến đầu óc nàng nóng đến hỏng rồi, nhất thời bà vô cùng sốt ruột. Phụ thân bọn nhỏ, phụ thân bọn nhỏ, mau vào đây, khuê nữ của ông không nói chuyện được. Dương Đại Dũng vừa gánh nước về đến cửa, liền nghe tiếng kêu của phụ nhân, cho là đã xảy ra chuyện gì, vội để đòn gánh trên vai xuống, vọt vào trong nhà. Đại nữ nhi! Đại nữ nhi! Dương Đại Dũng lo lắng gọi khuê nữ. Dương Nhi chớp mắt, nhìn phụ thân, nương trẻ hơn chừng 10 tuổi, nàng chần chờ kêu một tiếng, phụ thân. Nương! Ai da, nữ nhi! Lâm Thị thấy nàng có phản ứng, mừng rỡ, vội vàng đáp lại, lấy chăn trên giường đất đắp lên người Dương Nghi, sờ trán của nàng, hỏi, trên người còn có chỗ nào không thoải mái sao? Dương Nghi lắc đầu một cái. Lúc này, tiểu tứ bên kia có động tĩnh, Lâm Thị vội đi xem tiểu tứ, không kịp ngoảnh đầu lại nhìn Dương Nghi, đại nữ nhi, con đang bị bệnh, trước nghỉ ngơi một chút, lát nữa nương sẽ nấu cho con một bát cháo ngon. Lúc này, Dương Đại Dũng cũng yên tâm, sau khi dặn dò mấy câu, liền tiếp tục đi ra ngoài làm việc nhìn phụ thân nương vẫn còn đang tuổi tráng niên lại quan sát xung quanh một lượt xác định nơi này đúng là nhà nàng cuối cùng dương nghi cũng tiêu hóa việc nàng có thể đã trở lại lúc trước mặc dù cảm thấy khó có thể tưởng tượng nhưng cảm giác hưng phấn đánh thẳng vào đại não khiến cho cả người nàng tê dại không dứt hốc mắt không nhịn được đỏ lên cuộc đời của nàng có lẽ có thể bắt đầu lại lần nữa nàng lúc này nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ của trước kia. Sợ nương thấy bộ dạng này của nàng sẽ lo lắng, Dương Nghi vội nghiêng người quay mặt về phía bức tường. 10 tuổi, nàng bán mình vào đồng gia, từ một tiểu nha hoàng gánh nước, quét nhà chậm rãi leo lên đại nha hoàng, thông phòng, rồi đến di nương. Con đường quanh co cùng hung hiểm này, chỉ có người đã đi qua mới có thể hiểu được. Nàng xuất thân không tốt, trong trang viên cũng coi như là một người lanh lợi, nhưng khi đã bước vào bên trong, mới hiểu được chút lanh lợi này căn bản không đủ. Đại trạch vốn là một cái hố sâu, muốn ngo lên nhất định phải có người ở trên rớt xuống, người mới có cơ hội bổ khuyết vào. Cho nên sự đấu tranh trong đó cũng rất lợi hại, chỉ hơi không cẩn thận, nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị bán đi, bị đánh đến chết, đều là chuyện thường gặp. vài năm này của nàng cũng phải trải qua vô vàng cực khổ mới bò lên được vị trí di nương, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thua, thua một bước còn mất cả tánh mạng hơn nữa nàng còn phải chịu tiếng thông dâm mặc dù là bị vu hãm nhưng người đời không biết chuyện nàng không tuân thủ nữ tắc nhất định sẽ liên lụy người nhà cũng không biết sau khi nàng chết đi gia đình sẽ như thế nào vuốt ve mua bàn tay gầy trơ xương dương nghi thở dài kiếp trước còn trẻ trải qua ít chuyện bị người khác dùng vinh hoa phú quý làm mờ mắt bất chấp tất cả nhào tới lại không ngờ cuối cùng rơi vào kết quả tan xương nát thịt còn liên lụy người nhà. Mười năm này, trên tay nàng cũng không sạch sẽ, nhưng cuối cùng vẫn thua, mặc kệ là ai thiết kế, nàng cũng đều không hận, không phải nàng thiện tâm, mà là lòng của nàng đã chết. Nếu nàng còn có chút hy vọng, sẽ tiếp tục phân tranh đến khi một mất một còn. Nhưng hy vọng của nàng đã tắt, một nữ nhân, không có con cái bên thân, lại bị người ta hạ thuốc đánh mất khả năng sinh nở, hơn nữa, còn mất đi sự sủng ái của nam nhân, còn có cái gì đáng để sống đâu vả lại nàng cũng quá chán nản mới không muốn biện giải mà chết đi nhưng dù cho nàng dùng hết khả năng để tìm ra hung thủ hãm hại mình thì thế nào người đó ắt hẳn chỉ là một trong các thê thiếp của đồng gia mà thôi đồng văn nóc sẽ xử trí sao khi lòng của một người đàn ông đã không ở trên người ngươi thì dù chỉ phải nghe ngươi nói một câu cũng sẽ ngại phiền dương nghi cười khổ nghĩ đến việc nàng đã dùng toàn bộ tuổi thanh xuân trên người một tên nam nhân cặn bã như vậy thật không đáng giá Kết quả thế này cũng là chuyện tốt. Nhớ tới khoảng thời gian 20 năm của kiếp trước, nàng đã từng hận, đã từng ăn năn, cũng thường nghĩ nếu không phải nàng có giả tâm, tất cả có thể khác đi hay không. Trên đời không có thuốc hối hận, nhưng điều đáng mừng chính là nàng có cơ hội bắt đầu lại lần nữa, như vậy ắt hẳn mọi chuyện sẽ không còn giống như trước nữa chứ. Nàng sẽ có con của mình, có lẽ còn sẽ có một trượng phu đáng tin, dù người nam nhân này không nhiều tiền, nhưng phải có bản lãnh, tính tình tốt. Kiếp này nàng nhất định phải thật cảnh giác, không thể để bị lời ngon tiếng ngọt của nam nhân làm mờ mắt lần nữa, cũng không thể để mình bị những thứ hư vô như vinh hoa phú quý mê hoặc. Dương Nghi vẫn thức đến nửa đêm, sợ đây chỉ là một giấc chim bao, cho đến khi cực kỳ mệt mỏi mới ngủ thiếp đi. Phụ thân bọn nhỏ, ông nói xem, có phải đại nữ nhi nhà chúng ta bị cái gì đeo bám không? Từ sau khi lên cơn sốt cho đến bây giờ cả người cứ mơ mơ màng màng hoàn toàn không có dáng vẻ lanh lợi như trước kia dương đại dũng để tẩu thuốc xuống từ trong làng khói cẩn thận nhìn nữ nhi một cái xem thường nói tôi thấy đại nữ nhi vẫn đang rất tốt bà đừng đoán mò nữa vừa nói được vài câu lâm đại dũng đã bị đại ca hắn lâm đại trụ gọi đi hỗ trợ tu sửa nóc nhà lâm thị dặn dò con lớn nhất dương uy chăm sóc cho hai đứa bé đang nằm trên giường xong mới vội vàng đi ra sau nhà làm việc thật ra thì bệnh dương nhi đã khỏi đến bảy tám phần, nhưng Lâm Thị vẫn cảm thấy nàng còn yếu, mới bắt nằm ở trên giường thêm hai ngày. Dương Nghi ôm tiểu tứ khẽ dỗ, dương mắt quan sát người đại ca này của nàng. Tiểu Nam Hài chỉ mới hơn 11 tuổi, chính là thời điểm không an phận, giờ phút này bị bắt ở nhà, đang buồn bực không vui. Đời trước, lúc vừa 10 tuổi nàng liền vào đồng gia, kiến thức hạn hẹp, tâm lại lớn, tận đáy lòng không vừa mắt phụ thân, nương kiếm ăn dựa vào chút đất nhỏ này tình cảm với người nhà cũng dần dần phai nhạt mỗi tháng trừ sai người mang một chút bạc về căn bản là không muốn nhắc tới nhà mẹ đẻ này sau khi nàng nghèo túng phụ thân cùng nương ngược lại thường bảo đại ca mang cho nàng ít đồ những thứ đó nàng không biết đại ca có âm thầm khấu trừ hay không nhưng đại tẩu nàng đã gặp là một nữ nhân vô cùng ích kỷ nàng luôn luôn không thích mặc dù dáng dấp còn tạm chấp nhận được nhưng tính tình quá xấu ở nhà chồng có thứ gì tốt cũng thích mang về cho mẹ đẻ mình đại ca, nhị muội đâu. Làm nữ nhân rất khó khăn, khi trượng phu không nhờ vả được, thì nhà mẹ đẻ chính là đường lui duy nhất. Đời trước nàng không hiểu, đời này, nàng sẽ không bước vào vết xe đổ lần nữa. Đại cửu cửu đón nàng đi rồi, nói là ở lại hai ngày. Dương Uy không vui mở miệng, nhà cửu cửu có rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng cửu cửu thiên vị, ông chỉ đưa nhị muội đi, lại không dẫn hắn đi cùng. Dương Nghi sáng tỏ gật đầu, Nương nàng trong 3 năm liền sinh ba, thân thể tổn thương không ít, cách sáu năm mới lại mang thai tiểu tứ. Lúc tiểu tứ sanh ra, nương không có sữa, cả ngày chỉ có thể dùng nước cơm để nuôi, vì vậy thân thể hắn cũng không được tốt. Nhưng đại cửu cửu của nàng thì ngược lại, hôm nay đã hơn 20, nhưng dưới gối lại chưa có con cái. Thầy bói nói muội muội của nàng, Dương Du có số mệnh tốt, vậy nên đại cửu cửu luôn muốn nhận nhị muội làm con thừa tự. Nhưng phụ thân nàng không chịu, nhà có nghèo hơn nữa cũng không muốn đem con cho người khác. Sao lại không có cách nào, đại cửu cửu liền thường thường mang Dương Du qua nhà ở một thời gian, trong mong nàng có thể mang đến cho mình nhất nam bán nữ. "Ca, huynh qua đây." Dương Nghi vẫy tay về phía hắn. "Có việc gì?" Dương Uy chạy lại. "Kẹo này cho huynh." Dương Nghi nhét khối đường vào tay hắn, đây là do phụ thân thấy nàng bệnh, miệng nhạt chẳng muốn ăn cái gì mới len lén cho nàng, chỉ có một khối duy nhất thôi. Muội muội, muội thật tốt. Dương Uy vui mừng nhận lấy, vừa định bỏ vào trong miệng, thấy muội muội dương mắt nhìn mình, lập tức chia khối đường thành hai nửa, lấy một phần đưa tới, muội muội ăn đi. Dương Nghi lắc đầu một cái, muội khát nước, không muốn ăn đường. Nàng đã qua cái tuổi thích những thứ này rồi. À, đợi ta. Dương Uy nhét đường vào trong miệng, sau đó chạy ra ngoài, không bao lâu liền bưng theo một chén nước đi vào, muội muội uống nước. Dương Nghi nhìn bộ dạng chân chó của hắn, khẽ mỉm cười, trẻ con luôn rất đơn thuần, ngươi đối tốt với hắn, hắn sẽ tìm cách hồi báo ngươi. Không đành lòng phụ ý tốt của Dương Uy, nàng bưng lên khẽ uống. Cám ơn ca ca. Thấy muội muội uống nước xong, Dương Uy cười ngọt ngào, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, còn muốn uống nữa không? Dương Nghi lắc đầu một cái, không cần. Ca ca, huynh đi quét sân giúp nương đi muội ở trong nhà với tiểu tứ có chuyện gì muội sẽ gọi huynh sắp hết năm trong nhà ngoài ngõ đều phải thu dọn lại một chút không quá nặng nhưng rất nhiều việc dương uy nghe xong tâm hơi động đi quét sân chẳng những có thể lấy được sự khen ngợi của phụ thân cùng nương hơn nữa so với việc ở trong nhà thú vị hơn rất nhiều được rồi lát nữa muội cần cái gì gọi ta một tiếng là được ta có thể nghe thấy muội còn đang bệnh ngàn vạn lần đừng bước xuống giường đó dặn dò xong thấy dương nghi ngoan ngoãn gật đầu dương uy làm huynh trưởng cảm thấy rất có thành tựu vui vẻ bước ra ngoài giúp nương làm việc nhà trong quá khứ nàng trưởng thành sớm hơn hắn chuyện gì cũng làm chu đáo tỉ mỉ hơn huynh trưởng như hắn ngược lại càng có vẻ giống đệ đệ dáng vẻ như hôm nay là toàn bộ uy phong của huynh trưởng đã trở lại dương uy nghĩ thầm đại nữ nhi như nàng vẫn cứ như thế này là tốt rồi Bên ngoài băng tuyết ngập trời, trong nhà bởi vì có bếp lò để sưởi nên ấm áp hơn. Lâm thị đang ngồi may vá, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Phụ thân con đến nhà đại cửu cửu đón nhị nha đầu, đã trễ thế này, sao còn chưa về, thật khiến người ta sốt ruột mà. Lâm thị đột nhiên lên tiếng, dọa tiểu tứ sợ hết hồn, dương nghi ôm hắn vào trong ngực khẽ dỗ, không bao lâu, hắn mới chép chép miệng ngủ tiếp. Chắc hẳn phụ thân cũng sắp về rồi. Dương Nghi nhẹ giọng an ủi. Hy vọng là vậy, bảo tuyết lớn thế này, cũng không biết muội muội con có mặc đủ ấm không, trên đường về mà bị cảm lạnh sẽ không tốt. Lâm thị lo âu nói. Nương, người cứ yên tâm đi, coi như phụ thân có quên, đại cửu cửu cũng sẽ nhớ. Lúc này ngoài cửa lớn có động tĩnh, họ ở trong phòng, xa xa liền nghe thấy tiếng một cô bé gọi nương. Đây không phải là đã trở về rồi sao? Dương Nghi cười nói. Nương con đã trở về, đột nhiên, một cô bé toàn thân đầy tuyết vọt vào nhà, nhào vào trong ngực Lâm Thị. Ai yêu, tiểu tổ tông của ta, con chậm chậm một chút. Lâm Thị thư thái nở nụ cười, thấy nhị nữ nhi định bổ nhào vào người Dương Nghi, vội kéo nàng lại, từ từ đã, tỷ tỷ con vừa ngã bệnh, con cả người đều là tuyết, đừng quấy nàng. Nói xong, cầm cây chổi lông gà tự chế phủi tuyết trên người nàng. Dương Du ngoan ngoãn đứng ở đó, để cho nương nàng làm việc, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Dương Nghi, tỷ tỷ, ngươi đỡ hơn chưa? Dương Nghi cười khẽ, đỡ hơn rồi. Dương Du lấy lòng nói, tỷ tỷ, đại cửu cửu biết tỷ bị bệnh, cho ta một khối thịt heo cùng bốn cân gạo mang về. Tối nay chúng ta nói nương nấu thịt heo hầm cách thủy cho tỷ ăn có được không? Được, tối nay sẽ để nương con làm thịt heo hầm cách thủy cho chúng ta. Dương Đại Dũng xách mấy bao vải đi vào, cười ha hả nói, nương bọn nhỏ, ngươi dọn dẹp một chút, thịt heo ta để ở bên trong rồi. Xe trâu vẫn còn ở ngoài, ta phải mang sang trả cho nhà ngủ thúc cái đã. Được rồi, ngươi đi nhanh đi. Lâm Thị nhận chiếc túi, lấy hơn nửa cân thịt heo ra, lại đổ bốn cân gạo vào chung một bao, cục lại thỏa đáng, lúc này mới vội vàng đi đến phòng bếp. Dương Nghi muốn đi giúp, nàng định bảo nhị muội muội ở lại trong phòng chăm sóc tiểu tứ, nhưng thấy muội muội cứ trơ mắt nhìn mình, không có cách nào khác, đành phải lấy chăn mình đắp ở ngoài giường, tránh cho tiểu tứ rớt xuống, sau đó dẫn nàng cùng đi đến phòng bếp. Dương Nghi vừa nhóm lửa, vừa nghe Dương Du ríu rít kể lại những chuyện ở nhà đại cửu cửu, phòng bếp nho nhỏ nhất thời náo nhiệt không dứt. Không bao lâu, Dương Uy cũng từ bên ngoài trở lại, chui vào phòng bếp, cùng tỉ muội Dương Nghi chen lấn trên cái ghế trước bếp lò. Cả ngày không có nhà, hôm nay sao lại chịu về sớm như vậy? Sao Huynh không đợi chúng ta ăn xong cơm tối rồi hẳn về? Dương Nghi dẻo cợt đại ca của nàng. Dương Uy nhìn chầm chầm nồi thịt nuốt nước miếng, không để ý đại muội muội dẻo cợt. Lâm Thị thấy hắn nhìn chăm chú, mở vừa chín xong, liền nhét cho ba huynh muội bọn họ mỗi người một miếng. Dương Nghi vốn định nói không cần, nhưng khối thân thể này lại tự có phản ứng, miếng mở vừa vào miệng, nàng không nhịn được nhai nhai. Nàng thở dài trong lòng, mặc dù đây không phải là món hiếm lạ gì, nhưng khối thân thể này của nàng đã thật lâu không dính thức ăn mặn rồi, tự nhiên sẽ sinh ra khát vọng. Đợi lúc thức ăn được nấu chín, trời đã chập tối, Lâm Thị không nỡ đốt đèn dầu, vội bảo mọi người vào ăn cơm. Tối nay có thêm món ăn, tâm tình của mọi người hình như cao hơn rất nhiều, vẫn là dương uy tích cực nhất. Cả nhà vừa nói cười vừa quay quần bên chiếc bàn ăn, trên đó là món thịt heo hầm cách thủy đang tản ra mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta muốn chảy nước miếng. Không gian nho nhỏ dường như ấm hơn rất nhiều, Đối lập với một mảnh băng tuyết lạnh lẽo bên ngoài. Sức ăn của Dương Nghi không lớn, nhưng trước món ngon thơm nức, cũng ăn được hai chén. Lâm thị thấy mấy đứa bé ăn đến vui vẻ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, lúc này ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng gõ cửa, thanh âm của đại bá mẫu niên thị từ xa xa truyền tới, "Đệ muội, mau mở cửa đi." Lâm thị liếc mắt nhìn trưởng phu một cái, hai người cũng rất buồn bực, đại tẩu đến đây lúc này, không biết có chuyện khẩn yếu gì đây. Niên thị đến phá vỡ sự ấm áp của cả gia đình, làm cho không khí cũng trở nên lúng túng. Thừa dịp lâm thị đi mở cửa, Dương Nghi nhanh chóng gấp hết thịt trong mâm vào chén Dương Uy cùng Dương Du, gấp hết thịt rồi, lại múc thêm nhiều cháo hơn vào chén bọn họ, ăn nhanh lên. Đại bá mẫu này tính tình như thế nào, Dương Nghi rất rõ ràng, là người mà chút lợi ích nhỏ cũng muốn chiếm hết của kẻ khác, lại mặt dày, thường nói lời giả tạo khách sáo, nhưng trên thực tế chỉ là giả bộ hồ đồ mà thôi dương đại dũng thấy thế cũng không lên tiếng mặc cho dương uy ăn như hổ đói dương du còn nhỏ không rõ chân tướng mặc dù không hiểu nhưng tốc độ ăn thịt của nàng cũng không chậm thịt này vốn không nhiều lâm thị còn lấy thắng chút dầu nên lại càng ít đi nhưng mà phụ thân cùng nương của nàng đều để phần ngon lại cho con cái còn dương nghi lại muốn nhường cho ca ca cùng muội muội nên cũng không ăn thịt trong mâm mới còn nhiều một chút lúc niên thị tiến vào đĩa thịt gần như đã hết có chăng cũng chỉ còn vài miếng mỡ nhỏ ôi thịt heo hầm cách thủy à nhị đệ nhị đệ muội nhà các ngươi càng ngày càng phát đạt nha tối nay nhà ta cũng chỉ là một món cải trắng xào đơn giản qua bữa mà thôi niên thị vừa vào đến nhìn thức ăn trên bàn xuất khẩu chính là những lời chua chát hôm nay phụ thân bọn nhỏ đi đón nhị nữ nhi nhà đương ta cho một miếng thịt cùng vài đấu gạo mang về nếu tẩu không chê ngồi xuống cùng ăn một chút đi Lâm thị khách khí cười nói. Niên thị quả thật cũng chẳng thèm khách khí, không nói hai lời, ngồi xuống vị trí vốn là của Lâm thị, cũng không bận tâm đến chiếc đũa trước mặt có sạch sẽ hay không, cầm lên vương tay ra đĩa thịt cắp ăn, không bao lâu, số cháo và thịt còn lại trên bàn, toàn bộ chui hết vào trong bụng Niên thị. Dương uy miếng môi không nói lời nào, còn Dương Du thì cố gắng che chở chén của mình thật chặt, chỉ sợ Niên thị tới giành. Niên thị nhìn món ăn trống rỗng trên bàn, liếc mắt nhìn đống cháo chất cao trong chén hai đứa bé, mơ hồ còn có thể thấy được những miếng thịt phía dưới, nhưng lại không có mặt mũi dành ăn với trẻ nhỏ, chỉ có thể tiếc nuối để đổ xuống, trong lòng thầm mắng lâm thị giảo hoạt, mời nàng ta ăn cũng không phải thật tâm. Dương Đại Dũng mở miệng nói, không biết đại tẩu đến đây trễ như vậy, là có chuyện gì? Nhị đệ, ngươi xem, bây giờ cũng là sắp bước sang năm mới rồi, trước đó vài ngày ngươi mượn 800 tiền của đại ca ngươi, có phải nên trả rồi không? cả năm qua, cháu gái ngươi cũng chưa có được bộ quần áo mới nào. Niên thị vừa mở miệng liền không khách khí mà hỏi nợ. Đại tẩu, cái này cái này, Mặc dương đại dũng có chút khó xử, trong nhà gom tới gom lui, cũng mới chỉ được 200 văn tiền, sao có đủ để trả cho nàng ta đây? Nhị đệ, không phải ngươi không muốn trả chứ? Thanh âm niên thị đột nhiên tức cao, người cũng đứng lên, không chút khách khí của trách nói, mấy trăm văn tiền đó, là do ta cố gắng gom góp để mua vài miếng vải làm quần áo cho bọn nhỏ. Ngươi nói phải cần dùng gấp, đại ca ngươi liền lấy ra cho ngươi mượn. Nhưng bây giờ, ta cũng có việc cần rồi, ngươi cũng nên hoàn trả đi thôi. Dương Đại Dũng nghe nàng ta nói như thế, cũng không muốn nhẹ nhàng phí lời nữa. Nhanh chóng nói, đại tẩu, ngươi cho ta thời gian ba ngày, ba ngày sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Vậy, ta chờ, nhị đệ, nhị đệ muội các ngươi cũng phải thông cảm cho sự khó xử của người làm nương làm phụ thân như chúng ta hoa ca nhi cùng tú tỷ nhi đều đòi quần áo mới ta là bị bọn chúng ầm ĩ đến không còn cách nào khác nếu nhị để nói ba ngày sau vậy ba ngày sau đi ta về trước đây trước khi xuất môn nàng ta còn lầu bầu một câu có bạc mua thịt ăn lại không có bạc trả nợ làm gì có đạo lý này chứ sau khi niên thị đi sự hào hứng của cả nhà cũng không còn dương uy Dương Du chủ động chia phần trong bát mình ra cho phụ thân và nương cùng ăn. Ăn cơm xong, Dương Đại Dũng đốt giường lò, Lâm Thị an trí tốt cho ba huynh muội Dương Nghi xong, mới về phòng. Đêm đó phòng ngủ phía đông truyền đến từng đợt thì thầm, mơ hồ có nhắc tới việc vay tiền của ai đó, rất khuya Dương Nghi mới đi ngủ. Vợ Đại Dũng, có ở đây không? Tới đây tới đây, bà gì, là ngươi à, bên ngoài lạnh, mau vào trong nói chuyện. Lâm Thị vừa nói vừa mời Vương Bà Tử vào nhà. Vương Bà Tử và Nương Lâm Thị là chị em bạn dâu, Lâm Thị xưng bà một tiếng gì cũng không quá đáng. Vợ Đại Dũng, Đại Nữ Nhi cùng Tiểu Tứ đã khỏe hơn chưa? Cảm ơn gì, hai ngày nay Đại Nữ Nhi đã tốt hơn nhiều, chỉ là Tiểu Tứ vẫn như vậy. Nói đến Tiểu Tứ, Lâm Thị không khỏi thở dài. Đêm đó Đại Nữ Nhi thật đúng là hung hiểm, nhưng đứa bé này vừa nhìn liền biết là có phúc, theo như quẻ nói, ngày sau nhất định sẽ bình an. Vương bà tử vào phòng, quan sát một chút, phát hiện cũng sắp bước sang năm mới rồi, chuyện dương gia giao phó còn chưa làm xong, trong lòng suy nghĩ, chuyện kia, phải phí thêm một phen miệng lưỡi rồi. Cảm ơn lời chúc của dì. Vương bà tử kéo tay Lâm Thị, thân thiết hỏi, chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Lâm Thị có chút không quen dáng vẻ thân thiết bất ngờ này của bà ta, hơn nữa câu hỏi cũng khiến cho trong lòng nàng không được tự nhiên, nhưng kinh nghiệm sống nhiều năm gian khổ cho nàng biết, không thể vô duyên vô cớ phát giận, đắc tội với người ta, vì vậy nàng tránh nặng tìm nhẹ mà nói, Tết ấy à, năm nào cũng đều như vậy cả thôi mà. Ai, đứa bé đáng thương. Lại nói, ngươi cũng coi như là cháu gái của ta, nhìn ngươi phải tham khổ như vậy, lòng ta đây cũng cảm thấy chua xót. Lâm thị thật không biết nói tiếp thế nào. Chuyện kia, ngươi định suy tính thế nào? vương bà tử lại gần nhỏ giọng hỏi chuyện này phụ thân của đại nữ nhi không đồng ý đâu hồ đồ vương bà tử khiển trách hắn không đồng ý không phải là sợ đại nữ nhi vào đồng gia chịu khổ ư sao ngươi cũng không giúp đỡ khuyên nhủ các ngươi đây là đang trì hoãn tiền đồ của con bé hiểu chưa lâm thị không lên tiếng vương bà tử tiếp tục nói ta nói thật cho ngươi biết những năm này đồng gia rất ít khi mua nha hoàng từ bên ngoài vào nếu không phải là hai năm sau các tiểu thư, thiếu gia của đồng gia phải lập gia đình, không đủ người làm, những nha hoàng thiếu hụt này còn chưa tới phiên chúng ta nhớ thương đâu. Nếu không phải gặp gia cảnh nhà ngươi quả thật khó khăn, tiểu cô nương kia dáng dấp xem như đoan chính, lại lanh lợi, ta cũng chẳng đề cập chuyện này với ngươi làm gì. Ngươi nên biết, người khác đưa tiền cho ta, ta còn chưa thèm để ý nữa là. Thấy nàng tự như không tin, vương bà tự nói, hắc, ngươi không tin à, người đưa tiền cho ta cũng chẳng phải ai khác chính là vợ của đại trụ trong thôn các ngươi đấy nàng ta mong muốn con gái mình có thể được nở mày nở mặt không đâu xa người anh em cột chèo của ngươi chính là người ở trần gia kia nữ nhi nhà hắn mới vừa vào hai ba năm sinh được một con trai liền được thăng lên di nương tuy chỉ là di nương nhưng bắt được lòng của nam nhân cuộc sống hiện tại của nàng ta cũng chẳng kém hơn chính thức là mấy người ta hôm nay trải qua những ngày tháng có kẻ hầu người hạ Đeo vàng mang bạc tốt đẹp, ngươi cũng không thấy đỏ mắt sao? Đại nữ nhi nhà ngươi cũng chẳng kém hơn Vân Ni kia, nếu thật đến đồng gia, phúc khí của ngươi còn chờ ở phía sau kia kìa. Lâm thị bị những lời nói của Vương bà tử làm sao động không thôi, đời này nàng chỉ mong con cái mình có thể sống vui vẻ. Không hy vọng gì quá xa vời, nhưng ít nhất đừng giống nàng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, suốt ngày chỉ vì mấy đấu lương thực mà phải bôn ba vất vả ngược xuôi thanh âm của vương bà tử không nhỏ dương nghi ở bên trong phòng nghe xong cười lạnh không dứt chỉ mấy câu nàng liền nhận ra người bên ngoài chính là vương bà tử cũng đúng căn nhà một kèo hai cột lay lắc này của bọn họ cũng chỉ có bà ta sẽ nhớ tới nếu vậy kiếp trước của nàng chính là bị vương bà tử phá hủy có lẽ tội này gắn ở trên người vương bà tử có hơi nặng một chút nhưng khởi nguồn cũng từ chính bà ta mà ra mấy ngày nay nàng thường nghĩ người muốn bò lên chỗ cao muốn có cuộc sống khá hơn một chút, đều là do bản năng bình thường, căn bản không sai. Nhưng nàng sai ở chỗ không biết nhìn người, cùng với không nhận thức rõ được tình hình thực tế, không biết tự lượng sức mình. Nàng đi tới nông nổi này, chính bản thân phải gánh phần lớn trách nhiệm, nhưng có vài người, giống như vương bà tử, cũng nên gánh vác nghiệp chướng do mình gây ra. Nàng không phải diêm vương lão gia, không quản được nghiệp chướng của người khác. Nàng cũng chỉ biết tự cười bản thân ngây thơ, vẫn luôn xem vương bà tử như ân nhân của mình cháu gái vương mai của bà ta ở đồng gia đều là nhờ vào phần cảm ơn này nàng mới ôm hết việc của nàng ta vào mình dù bẩn hay mệt vẫn giúp vương mai làm thậm chí còn chịu tội thay cho nàng ta khi nàng dần dần được trọng dụng thì trên người cũng có chút dư giả mỗi khi sai người mang đồ về nhà cũng không thiếu phần của vương bà tử này nhưng không ngờ chỉ vì vị trí đại nha hoàng nàng lại bị vương mai đâm một đao sau lưng lúc ấy nàng biết rằng chính mình quá khờ dại sau chuyện đó nàng rút ra được kinh nghiệm dần dần học được cách dùng thủ đoạn lòng dạ cũng cứng rắn hơn nhiều nương tả để ở đâu tiểu tứ lại tiểu ước rồi loại thời tiết như thế này tả luôn rất khó khô bình thường lâm thị hay treo quần áo cùng tả trong phòng bếp để hong cho mau khô tiểu tứ bởi vì tiểu ước không thoải mái nàng không cách nào buông được đứa bé đang khóc trống để đi xuống phòng bếp lấy tả chỉ đành phải dục Lâm thị. Lâm thị nghe được thanh âm vội đáp một tiếng, cũng không còn tâm tình, ngồi nói huyên thuyên với vương bà tử nữa, trẻ con rất yếu ớt, loại khí hậu này, nếu bị lạnh lâu sợ rằng sẽ nhiễm bệnh, bệnh rồi lại phải tốn thêm tiền. Ngươi có chuyện, ta cũng phải đi, chuyện kia ngươi cứ cẩn thận suy nghĩ đi. Vương bà tử là một người rất biết đoán tâm tư người khác, liền nhanh chóng cáo từ, đúng rồi, trong nhà ta còn có mấy quả trứng gà, nếu tiểu tứ cần dùng đến lát nữa bảo tiểu uy nhà ngươi đến lấy về này thế thì lâm thị nghe được thấy động lòng dương nghi biểu môi gọi thêm một tiếng nương nhanh lên một chút nương của nàng chính là một người quá ngay thẳng còn tưởng rằng vương bà tử là thật tâm muốn giúp nhà bọn họ chẳng qua người ta cũng chỉ nói vài câu khách sáo mà thôi nếu bọn họ đi thật quay đầu lại còn không biết có bao nhiêu lời nói xấu truyền tới đây đời trước chính là như thế nương nàng thật sự kêu đại ca đi cùng vương bà tử được hai quả trứng gà trở về nhưng cũng chính hai quả trứng gà này khiến nhà bọn họ trở thành chuyện cười trong thôn bị người khác chê là tầm nhìn hạn hẹp thậm chí đến thôn lân cận cũng biết khi đó cả nhà bọn họ mỗi khi ra cửa thường thường xấu hổ không dứt lúc ấy vương bà tử còn giả nhân giả nghĩa đến nói giúp cho họ nàng còn cảm kích bà ta không dứt đấy bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười đến cực điểm đêm đến dương đại dũng đi ra ngoài còn chưa trở về lâm thị chừa một ít thức ăn cho hắn rồi kêu mấy đứa bé ăn trước ăn cơm xong mấy huynh muội ngồi quay quần trên chiếc giường đất hôm nay vương bà tử lại tới à dương đại dũng cởi chiếc áo khoác ngoài trên người xuống nói nghe thấy giọng điệu trượng phu khi nhắc đến vương bà tử mang ý không vui lâm thị nhẹ giọng ừ có tới một lúc bà ấy nói gì không có gì về sau không có việc gì thì ít lui tới với bà ta đi. Ừ được. Lâm thị vừa đáp lời, vừa lấy thức ăn từ ở trên bếp lò xuống, như thế nào, hôm nay có thuận lợi không? Nói đến đây, tốc độ dùng cơm của Dương Đại Dũng chậm lại, không nhịn được thở dài, đi mấy nhà mới mượn được tổng cộng 600 văn tiền. Dạo này, vay tiền rất khó khăn, những huynh đệ thường ngày có giao tình tốt, vừa nói đến tiền liền tỏ ra khó xử. Vậy phải làm sao bây giờ? ngày mai chính là ngày thứ ba rồi, nếu mượn không đủ tiền, không chừng đại tẩu lại làm ầm ĩ đấy. Lâm Thị sốt ruột. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, năm nay, nhà ai mà không thiếu thốn. Ngươi cũng đừng gấp, sáng mai ta lại đi thêm mấy nhà, nhất định có thể mượn được thêm 200 văn tiền nữa. Từng câu từng chữ ở ngoài phòng đều truyền vào trong tai Dương Nghi. Thói đời thường tàn khốc như vậy, dệt hoa trên gấm nhiều, trong tuyết đưa than thiếu. Nàng biết, hai ngày nay phụ thân đều phải lo lắng bận rộn chuyện tiền bạc nàng cũng đang nghĩ đến con đường tương lai nên đi như thế nào nàng không muốn đi theo đường cũ cũng không phải do nghĩ rằng làm di nương hay thông phòng thì có gì không tốt mọi người hơn phân nửa là người nghèo cũng không hơn ca kỹ là mấy lại cứ khinh bạc ca kỹ nàng làm tất cả cũng chỉ vì để sinh tồn muốn có được cuộc sống tốt hơn mà thôi nhưng sống một đời rồi giờ đây nàng đã suy nghĩ thông suốt Di nương hay thông phòng đều không thích hợp với nàng, mặc dù ăn mặc không lo, nhưng quá mệt mỏi, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng người khác. Hơn nữa lấy xuất thân của nàng, cố lắm, cũng chỉ làm được đến di nương mà thôi, còn bắt con mình vĩnh viễn phải chịu thân phận thứ xuất, luôn đối mặt với nguy hiểm. Những chánh thất có xuất thân khuê tú kia không phải dễ đối phó, có những thủ đoạn, tầng lớp bình dân như bọn họ, căn bản chỉ mới nghe lần đầu. Nàng không có nhà mẹ để cường đại làm chỗ dựa, dù cho những chánh thất đó có già đi thì như thế nào những nam nhân kia cũng không dám bỏ rơi họ nhưng nực cười nhất là lúc trước nàng không thấy được cho rằng có thể dựa vào sự sủng ái của nam nhân mà ngồi lên vị trí chánh thất nam nhân hơn phân nửa đều lấy ích lợi làm đầu nữ nhân tình cảm cũng chỉ là vật tiêu khiển lúc nhàm chán của bọn họ mà thôi nàng lại còn hy vọng xa vời hắn sẽ vì mình làm mọi chuyện bây giờ nghĩ lại quả thật rất buồn cười nhớ tới chuyện mình bị vu hãm trước khi chết. Lúc đó, tất cả những đầu mối khả nghi đều hướng về ái thiếp ninh thị của Đồng Văn Nóc. Đồng Văn Nóc liền vội vàng vinh vào cái gọi là chứng cớ, hạ lệnh dùng hình. Dương Nghi cười lạnh, hắn sợ bảo bối trong lòng mình vì nàng mà bị dính liếu sao. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, lời này dùng cho ninh thị là thỏa đáng nhất. Nhưng nếu như cái chết của nàng, không phải ninh thị ra tay, như vậy tất nhiên chính là do thê thiếp của đồng văn nóc muốn mượn chuyện này để hãm hại ninh thị thật hay cho kế sách một hòn đá ném hai con chim đáng tiếc họ đã đánh giá thấp địa vị của ninh thị trong lòng đồng văn nóc không ngờ hắn chỉ vội vàng liếc mắt qua liền định án như vậy có thể thấy được nam nhân này là kẻ bạc tình nàng cũng vì vậy mà hết hy vọng chẳng qua hiện giờ nhìn kỹ lại kiếp trước của mình lần nữa nàng mới phát hiện bản thân lại nực cười thê thảm đến vậy chỉ vì một nam nhân không thương mình mà cam tâm mất mạng. Sống lại lần nữa, nàng đã biết quý trọng sinh mệnh của mình, hơn thế nàng cũng không muốn đi vào đường cũ. Nàng muốn gả cho người khác làm vợ, muốn sinh vài đứa bé, muốn, nàng có quá nhiều ước muốn, nhưng đầu tiên phải nghĩ ra cách giải quyết giúp gia đình qua khỏi cửa ải khó khăn này đã. Việc khẩn yếu nhất trước mắt chính là giải quyết món nợ trong nhà, cũng may nợ không nhiều lắm, khoảng 7 800 văn tiền mà thôi, số bạc này là do những năm nay khó khăn vay mượn. Nhà bọn họ đông con, cộng thêm phụ thân nàng chỉ biết trồng trọt, không có thêm nghề gì khác, thu hoạch từ đất đai lại ít, vất vả quanh năm suốt tháng mà có thể lấp đầy bụng cũng coi như không tệ rồi, làm gì còn dư giả chứ. Mấy tháng trước, bà nội Dương Nghi qua đời, tang lễ tốn gần 15 lượng bạc, chia đều cho ba huynh đệ Dương Đại Dũng, mỗi nhà phải bỏ ra 5 lượng. Dương Đại Dũng phải vay mượn bằng hữu khắp nơi, Mới góp đủ số tiền, trong đó có hai lượng là mượn nhà mẹ để Lâm thị. Nợ lần này còn chưa trả hết, tiểu tứ lại được sinh ra. Sau khi sinh tiểu tứ, thân thể Lâm thị vẫn không tốt, tiểu tứ cũng rất yếu ớt, phải luôn phí tiền bạc để nuôi. Mà mấy ngày trước nàng bị bệnh nặng, trong nhà càng thêm túng quẫn, phải vay mượn khắp bằng hữu thân thích mới đủ mời đại phu xem bệnh cho nàng. Hôm nay nhà bọn họ tổng cộng thiếu chừng 7 lượng bạc. Thật ra thì 800 văn tiền của đại bá nương nàng cũng không coi là nhiều, nhưng khẩn yếu chính là những chủ nợ phía sau. Nàng biết bọn họ cũng đang đợi để lấy tiền, nếu phụ thân trả cho đại bá nương, tất nhiên bọn họ cũng sẽ tới cửa đòi nợ. 7-8 lượng bạc không tính là nhiều, nếu như đặt vào hoàn cảnh khi nàng vẫn còn ở đồng gia, nàng nhất định là không để ở trong mắt. Nhưng mà giờ phút này, một đồng tiền cũng có thể bức tử trang hảo hán, nàng vốn định không đi theo vương bà vào đường cũ trước kia nữa, nhưng thấy phụ thân cùng nương suýt bị người ta chỉ vào mũi mắng to nàng sao có thể nhẫn tâm nàng hôm nay chỉ hận bản lãnh của mình không đủ kiếp trước cái mà nàng học được nhiều nhất chính là nhìn mặt nói chuyện cùng với việc làm sao khiến người khác vui vẻ lần đầu tiên dương nghi cảm thấy hận chính mình sao kiếp trước lại không chịu học chút bản lãnh phòng thân chứ khả năng theo thù của nàng miễn cưỡng chỉ xem như tạm ổn bản lĩnh duy nhất có được chính là làm điểm tâm ngoài ra vì để đồng văn nóc vui vẻ, nàng còn học chữ, sau này khi tim của hắn không còn ở trên người nàng, vì có thể kéo lại hắn, nàng vẫn cố nhọc công gắng sức ở phương diện này. Nàng vốn thông minh, chỉ tốn khoảng 2-3 năm, mặc dù thơ làm ra không hay, nhưng cũng đã nhận thức được hết mặt chữ. Vương bà tử vừa đến, Dương Nghi liền biết, ngày nàng phải vào đồng gia không còn xa. Gần đây nàng cũng đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ tới việc cải biến hoàn cảnh bằng kiến thức trong đầu, phương pháp đã có, nhưng cần dùng tới tiền, hơn nữa lại vô cùng tốn thời gian, nhà nàng đợi không kịp. Chỉ có thể trông cậy vào ngày sau thôi, nghĩ tới đây nàng lại thở dài. Đã hơn nửa đêm, nàng vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Chỉ còn con đường vào đồng gia mới có thể cải thiện được tình hình nhà bọn họ. Nàng cảm thấy hình như có một bàn tay vô hình đẩy nàng đi vào con đường kiếp trước. Đột nhiên, trước mắt nàng sáng lên, bật dậy từ trên gường đất nàng thật là hồ đồ, vào đồng gia, không có nghĩa là nàng nhất định phải đi vào vết xe đổ trước kia mà. Muốn không đi vào đường cũ, tránh xa đồng gia, dĩ nhiên là phương án tốt nhất, nhưng lùi một bước mà nghĩ, vào đồng gia, nàng cũng chưa chắc sẽ đi vào con đường đó. Tư sắc của nàng thuộc diện khá, nhưng những nha hoàng tuổi trẻ ở đồng gia cũng không ít, lại không ngừng tăng lên, chỉ cần nàng không tính kế leo lên giường những chủ nhân đồng gia như kiếp trước, thì sẽ không có ai chú ý đến nàng hơn nữa nàng vào đồng gia cũng sẽ không bị thiệt thòi ít nhất tính khí của tất cả các chủ tử nha hoàng trong đồng trạch nàng cũng gần như hiểu được năm sáu phần hơn nữa tiền tiêu vặt hàng tháng ở đồng gia cực cao nhất đẳng nha hoàng là ba lượng bạc nhị đẳng hai lượng cả nha hoàng gánh nước quét nhà làm việc nặng cũng được một lượng bạc phần tiền tiêu vặt hàng tháng này giỏi mắt nhìn cả thông châu cũng chỉ có vài nhà sau khi nàng vào rồi gia cảnh mới có thể cải thiện được thêm vào đó những kiến thức trên người nàng bằng vào những gia đình có hoàn cảnh tương tự căn bản không có khả năng học được chỉ cần lấy mỗi chuyện biết chữ ra mà nói thôi cả thôn bọn họ cũng chỉ có hai đứa trẻ có khả năng đi học một là nhà lý gia còn một là phú hộ trần gia ở thôn phía đông nàng chưa từng đến trường trong nhà cũng chưa từng thỉnh tiên sinh tới dạy chuyện khác thường như vậy nếu ngày nào đó nàng không cẩn thận để lộ ra hậu quả kia cũng chưa chắc gánh được Hai ngày này nàng rảnh rỗi không có chuyện gì theo thù một chút, đường kim gọn gàng tinh xảo hơn quá khứ, cũng đã khiến Lâm Thị kinh ngạc thật lâu rồi. Nếu như đi đồng gia, thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích. Sau khi phân tích thiệt hơn, mặc dù trong lòng vẫn còn mâu thuẫn với đồng gia, nhưng đã hạ được quyết định. Hôm nay chỉ có thể đi một bước tính một bước, còn những thứ khác, chỉ có thể từ từ mà nghĩ tiếp thôi. Vợ Đại Dũng, không phải ta nói ngươi nha, nhưng nếu như ngươi nghĩ thông sớm hơn một chút, đưa Đại nữ nhi đến chỗ ta đây sớm một chút, ta còn có thể lén lúc dạy thêm cho nàng mấy ngày quy củ, dạy nàng làm sao khiến mấy vị phu nhân yêu thích hơn. Hôm nay sợ là không kịp, ký khế ước xong, ngày mai là phải vào phủ ngay rồi. Thanh âm trách cứ của Vương bà tử lộ ra vẻ hả hê, rằng co lâu như vậy, bọn họ không phải vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta ư? ánh mắt Dương Đại Dũng buồn bã, ngồi ở đó không nói nửa lời. Mấy ngày nay, chủ nợ giống như đĩa ngửi thấy mùi máu, thay nhau tới cửa. Nhà mẹ để Lâm Thị nghe được, hiểu cho chỗ khó xử của bọn họ, cũng đưa tới hai lượng bạc, nhưng như vậy vẫn còn thiếu bốn lượng, có xoay sở cách nào cũng không đủ. Đang lúc vợ chồng bọn họ mặc ủ mày trao, thì đại nữ nhi đứng ra nói muốn vào đồng gia. Chuyện vương bà tử tới nhà, bọn họ đều cho rằng trẻ con sẽ không hiểu, lúc nói chuyện cũng không tránh né giờ thấy nữ nhi tựa như một người lớn lòng dương đại dũng cảm thấy chua xót đều là tại người phụ thân như hắn vô dụng gì không thể để qua năm sao lâm thị không nở nói vương bà tử hừ lạnh vợ đại dũng à ngươi nên tự biết vừa lòng đi có thể đi vào đồng gia ai không phải vót đầu cho nhọn lẽ ra hai ngày nay đã dừng việc nhận người nếu như không phải nể tình ta dù các ngươi có chịu đi phùng đại tỷ cũng sẽ không nhận. Lâm thị bị giáo huấn, vẻ mặt hơi ngập ngừng. "Đây, ấn dấu tay xuống chỗ này xong, 16 lượng bạc liền thuộc về các ngươi." Vương bà tự lấy một tờ giấy bán thân đã sớm chuẩn bị từ trong ngực ra. Lâm thị chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bạc như vậy, không biết làm sao, bèn nhìn về phía Dương Đại Dũng. "Chờ một chút, đây là văn khế cầm cố à?" Dương Đại Dũng đứng lên hỏi, mặc dù hắn không biết chữ nhưng hai ngày nay hắn cũng đã chú ý nghe ngóng giá tiền bán mình của nha hoàng. Văn khế cầm cố có thể có 12 bạc đã là giá cực cao, vì vậy hắn không tin vương bà tử sẽ cho giá đến 16 lượng, giá tiền này có thể là văn tự bán đức. Đại chất tử, ngươi nói đùa đấy à? Vương bà tử cả kinh, người trong trang thường không có chút kiến thức nào, nguyên bản bà ta định âm thầm xử lý mọi việc ổn thỏa, ấn dấu tay rồi, đến khi đó dù bọn họ có gây sự thế nào cũng đều không sợ, nhưng bây giờ thì vì vậy bà ta không nhịn được vội dục rốt cuộc các ngươi có ký hay không không ký ta liền đi vương gia nương tử vẫn còn đang chờ lão bà tử này đấy ta hỏi ngươi đây có phải là văn tự bán đức hay không dương đại dũng gầm nhẹ vương bà tử bị sợ giật mình nhìn cái trán gân xanh như ẩn như hiện của dương đại dũng trong lòng có chút sợ hãi lắp bắp nói đây đây dĩ nhiên là văn tự bán đức rồi Văn Khế cầm cố 5 năm chỉ, chỉ trị giá 7,8 lượng bạc thôi. Thanh âm của Dương Đại Dũng kéo tâm thần của Dương Nghi trở lại, nàng vội vàng tiến lên kéo chéo áo ông, bây giờ không phải là thời điểm quát tháo, đắc tội với vương bà tử, không chừng nàng sẽ cho mình mang giày chật, đành cố nhịn một chút thôi. Mặc dù vô cùng ghét bộ dạng này của vương bà tử, nhưng Dương Nghi lại không thể không nhẫn nại nhỏ giọng với bà ta, dù có bán mình rồi, cũng phải bán được một giá tiền tốt. Vương nãi nãi, ý của phụ thân là muốn cho ta ký văn khế cầm cố, về sau, chờ trong nhà có tiền rồi, lại chuột ra ngoài. Vương nãi nãi, ký văn khế cầm cố có thể được bao nhiêu bạc vậy? Dương nghi chớp mắt hạnh, khéo léo hỏi. Thấy Dương Đại Dũng bị kéo, Vương bà tự cách ra mấy bước, mới nở nụ cười nói, văn khế cầm cố 5 năm là 7 lượng bạc, 10 năm là 14 lượng bạc. Chỉ là đại chất tử, ngươi nghe ta nói một câu, nhà hoàng ký văn khế cầm cố không chiếm được trọng dụng, đều thường phải làm việc nặng. Ta vừa nhìn liền biết đại nha đầu nhà ngươi chính là một cô nương lanh lợi, dựa vào phần tính cách này, đến đó, bay lên làm một đại nha hoàng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu có thể lọc vào mắt lão phu nhân hoặc phu nhân, được cất nhắc thành di nương, với nàng mà nói, cũng là một chuyện tốt. Lâm Thị nghe được động lòng, nhưng Dương Đại Dũng vẫn không chút cử động, hắn cắt đứt lời của vương bà tử, ngươi đừng nói nữa, Chúng ta sẽ ký văn khế cầm cố, ký 5 năm. Dù văn tự bán đức có tốt, nhưng sau này, sinh mệnh của đại nữ nhi đều phụ thuộc hết vào chủ nhân, sống chết, bệnh tật đều không còn chút quan hệ nào với nhà hắn. Bán đại nữ nhi là bất đắc dĩ, nhưng dù có thế nào, cũng phải lưu lại một đường sống cho nàng. Vương bà tử khuyên một hồi, nói gì Dương Đại Dũng cũng không thay đổi quyết định. Bất đắc dĩ, bà ta chỉ đành phải lấy ra một cái khế ước khác, Dương Đại Dũng không yên lòng gọi bà ta ngồi ở nhà chờ một lát sau đó cầm văn khế đi tìm thầy tướng số trong thôn ông ta biết chữ xác nhận tờ giấy này đích xác là văn khế cầm cố xong dương đại dũng mới ấn tay vào nhìn hết mọi chuyện dương nghi chỉ cảm thấy mũi chua xót mắt vương đầy lệ kiếp trước nàng không hiểu chuyện luôn cho rằng ánh mắt phụ thân thiển cận cản trở tiền đồ của mình sau khi rời khỏi dương gia bị vương bà tử mê hoặc len lén ký văn tự bán đức với vương bà tử chỉ vì vài lời nói của bà ta mà nàng bán mình đi sau này phụ thân biết được bị tức đến sinh bệnh nằm trên giường hai ngày mới khỏe lại giờ phút này nàng mới hiểu được cõi đời này người không bao giờ hại mình chính là phụ thân cùng nương sau khi ký khế ước vương bà liền muốn dẫn người đi gì có thể để cho đại nha đầu ở nhà thêm một bữa nữa không sáng mai ta sẽ dẫn người qua cho ngươi lâm thị thỉnh cầu Vương bà tử đang ghi hận chuyện vừa rồi, làm sao chịu đồng ý, không được, lát nữa ta phải dẫn người tới chỗ phùng đại tỷ rồi, nửa khắc cũng không thể trễ được. Bất đắc dĩ, Lâm Thị chỉ đành phải lấy bọc quần áo đã chuẩn bị cho Dương Nghi ra, bên trong là một vài bộ y phục cùng mấy vật linh tinh khác. Dương Nghi cố đè nén tiếng nước nở, biết Dương Nghi bị người khác dẫn đi, mắt của Dương Uy cùng Dương Du đều hồng hồng. Dương Du cố ôm chặt bắp đùi của nàng, không chịu buông ra. Lâm thị cũng kéo nàng dặn dò một hồi, không gì khác rằng ở bên ngoài phải chăm sóc cho mình thật tốt. Nhìn Vương bà tử đang đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, Dương Nghi thở dài, nói câu nói sau cùng, "Phụ thân, nương, hai người ở nhà cũng phải bảo trọng. Đại ca, nhị nha đầu, ở nhà phải nghe lời phụ thân nương, chăm sóc thật tốt cho tiểu tứ, biết không?" Dương Uy cùng Dương Du vừa rơi nước mắt vừa dùng sức gật đầu. Dương Nghi cố gắng ôm bọc quần áo từng bước một đi tới chỗ vương bà tử. Muội muội, ngươi hãy chờ ta, về sau ta kiếm nhiều tiền rồi, nhất định sẽ đến đó chuột ngươi ra ngoài. Dương Uy nhìn theo bóng lưng Dương Nghi nói lớn, trong đôi mắt ửng đỏ tràn đầy cuột cường. Dương Nghi quay đầu lại, mỉm cười, gật đầu, ừ, ta chờ ca ca tới đón ta. Vương bà tử không cho là đúng nhìn tình cảnh trước mắt, biểu môi nói, đi mau thôi. Không có khác biệt mấy so với kiếp trước, Vương bà tử dẫn nàng đi tới khu phía tây của người môi giới, vừa vào cửa, bà ta liền gọi một tiểu nha đầu tới dẫn Dương Nghi vào phòng trong, còn mình thì đi tìm Phùng Ngọc Trân Hàng Huyên. Dương Nghi mặc kệ bà ta, sụp mi theo sát tiểu nha đầu đi vào phòng trong. Dương Nghi vừa tiến đến, ánh mắt của mọi người không tự chủ được rơi vào trên người nàng. Phát hiện Dương Nghi gầy teo yếu ớt, vừa nhìn, cũng chỉ có thể xếp vào dạng tướng mạo trung bình. Vài người tuổi hơi lớn liền dời mắt đi, chào hỏi các tiểu nha đầu khác. Trong phòng có khoảng 10 nha đầu, nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất không quá 12 tuổi. Dương Nghi lướt nhìn một lượt, yên lặng đếm, Vương Mai, Lăng Tiểu Thúy, Thạch Anh đều ở đây, tất cả vẫn không có thay đổi gì. Vương Mai vừa thấy Dương Nghi, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, vội chạy tới làm quen, "Dương tỷ tỷ, tỷ cũng tới rồi." Dương Nghi ừ một tiếng, tìm cái ghế bên góc phải ngồi xuống. Vương Mai thấy nàng lạnh nhạt như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cứng ngắc trở lại chỗ cũ nói chuyện với mấy tỷ tỷ có giao hảo lúc trước vương mai nhỏ hơn dương nghi hai tháng dương nghi nhìn vương mai cao bằng nàng âm thầm lắc đầu chỉ vì thứ vinh hoa phú quý bất định này vương bà tử cũng không tiếc mang cháu gái duy nhất tới nàng biết phản ứng của mình vừa rồi rất lạnh nhạt khiến cho người khác có cảm giác cao ngạo xa cách nàng cũng biết muốn sinh tồn trong đại trạch này đặc biệt là những nha đầu được mua về giống họ không có người chống lưng tai mắt linh thông là cỡ nào quan trọng về sau chỉ cần một vài tin tức là có thể giúp mình tìm được đường sống trong chỗ chết mà lúc này chính là thời cơ tốt để kết giao nhưng nàng thật không muốn có chút dính dấp nào với vương mai hôm nay nhớ lại kiếp trước cùng nàng ta giao hảo cuối cùng những trừng phạt mà nàng phải nhận lấy cũng ít nhiều đều liên quan tới nàng ta nếu như không phải do nàng ta cố ý hãm hại thì chính là vương mai cùng nàng có số mệnh tương khắc gặp gỡ nàng ta luôn phải chịu nhiều tai nạn vì vậy đời này nàng vẫn nên cách xa nàng ta ra một chút mạng nhỏ quan trọng hơn trong mười mấy nha đầu này cũng có vài người chơi được từ từ rồi tính tiếp không phải vội dương nghi ôm chặt bọc quần áo vô tình hoặc cố ý lướt nhìn mọi người qua cái nhìn này dương nghi mới giật mình phát hiện mười tiểu cô nương trong phòng hình như chia làm hai ba nhóm ngoài nhóm của mình thì chẳng quan tâm tới ai khác nữa nàng chỉ mới nhìn lướt qua liền không ức chế được kinh ngạc những tiểu đoàn thể này sau khi vào đồng gia sau cũng là mạnh ai nấy làm nàng không khỏi thở dài những người này xét đến hành động vừa rồi của vương mai những người khác cũng không để ý tới dương nghi bỗng nhiên dương nghi nhận được một ánh mắt cười hướng nàng khẽ gật gật đầu lăng tiểu thúy dương nghi cũng cười khẽ gật đầu lại không hổ là đại nha đầu tương lai trong phòng lão phu nhân, hôm nay, phần khí độ này đã bày ra rồi. Thật ra thì nàng rất bội phục lăng tiểu thúy, nàng ấy là người biết nhìn xa trông rộng. Nàng ấy là đại nha hoàng nhất nhì trong phòng lão phu nhân, tư sắc cũng không kém, muốn làm thiếp cho vị thiếu gia nào cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng cuối cùng, nàng ấy lại cố tình chọn đồng quản sự, một nam tử tuổi đã gần 30, lại có tang thê. Có vợ nhưng đã chết rồi. Lúc ấy khiến mọi người ngạc nhiên đến rớt cầm, Dương Nghi còn từng thầm cười nàng ấy không biết điều, không biết cách cải biến vận mệnh nô tài. Vậy mà sau này đồng quản sự lại rất có bản lãnh, Lăng Tiểu Thúy chỉ mới gả đi năm thứ hai, đồng quản sự liền cởi nô tịch cho toàn gia, chuột tất cả ra ngoài. Sau đó, tin tức về nhà bọn họ lại lục tục truyền đến, đồng quản sự tự mở hai cửa hàng, việc kinh doanh rất hưng thịnh, Lăng Tiểu Thúy cũng từ một đứa nha hoàng trở thành một tiểu phu nhân, những ngày tháng sau này rất êm ấm, phát đạt. Bây giờ nghĩ lại, mình đúng là quá ngu ngốc tự phụ, Dương Nghi cười dẻo. Ba cổ xe ngựa ngừng lại, người trên xe lục tục bước xuống. Mười mấy người vừa đặt chân xuống đất, đều bị dinh thự tráng lệ của đồng gia làm kinh ngạc không thôi. Đập vào mắt là những dãy tường viện nối tiếp nhau, gạch xanh ngói đỏ, phía sau tường cao, Lầu cắt như ẩn như hiện, trong đại trạch có thanh âm mơ hồ truyền ra, tăng thêm vài phần náo nhiệt cùng vui mừng. Ánh mắt Dương Nghi phức tạp nhìn cửa chính của đồng gia, thở dài ở trong lòng, nàng cuối cùng vẫn phải trở lại nơi này, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi như suy nghĩ của nàng. Qua, đồng gia thật lớn. Đúng vậy a à, đến cả nhà của huyện Thái Gia cũng kém hơn đồng gia đó. Phùng ma ma lại cười nói, đó là đương nhiên. Đồng gia là thế gia nổi danh trăm năm ở thông châu chúng ta, dòng dõi thư hương, có thể đi vào bên trong làm người hầu là do Phúc khí đã tu luyện từ kiếp trước của các ngươi. Nghe bà ta nói như thế, mắt không ít người lộ ra vẻ mừng rỡ, dù sao đây cũng là nơi tương lai bọn họ phải hầu hạ, đồng gia càng có thế lực cùng tài phú, như vậy cuộc sống của bọn họ cũng sẽ tốt hơn, nhưng cũng có người lo lắng quy củ ở đồng gia cao, không cẩn thận liền tán mạng. Phúc khí dương nghi cười lạnh trong lòng phúc khí như vậy nàng tình nguyện không cần tiểu lục ca làm phiền ngươi đi báo cho đồng quản sự một tiếng nói là lão bà tử tuân theo phân phó của hắn dẫn mười mấy nha đầu đến cho hắn xem qua vừa nói chuyện phùng ma ma vừa đưa thiệp ra người gọi là tiểu lục ca kia cầm thiệp nhìn kỹ lại liếc qua bọn họ một lượt nói một câu chờ chút liền nhanh chóng chạy vào trong được rồi đừng nói chuyện nữa Phùng ma ma cắt đứt những lời thì thầm của mấy tiểu nha đầu. Không bao lâu, tiểu lục trở lại, cho bọn họ vào. Phùng ma ma dẫn bọn họ đi theo phía sau tiểu lục, tiến vào từ một cửa bên hông. Tất cả mọi người đều hiểu, lấy thân phận của bọn họ, thì không có tư cách bước qua cửa chính. Đồng quản sự tên là Đồng Dịch Đức, chiều cao 7 thước, khoảng 21 tuổi, là một quản sự nhỏ do đồng phủ chọn mua trước kia. Mới chừng ấy tuổi liền bò đến vị trí như bây giờ, có thể thấy được có bao nhiêu bản lãnh cộng thêm hắn lại là người nghiêm túc quả thật khiến các nô tài vô cùng e ngại bình thường vừa nhìn thấy hắn từ xa xa là liền nhanh chóng núp đi lần này người chọn mua nha hoàn chính là hắn từ đằng xa hắn không nhanh không chậm bước tới oa oa nam nhân này thật khóc thật là cao nha một tiếng hô nhỏ vang lên cạnh dương nghi hình như nhận thấy được sự thất thố của mình hồ hạnh vội vàng che miệng lại ngượng ngùng trừng mắt nhìn mọi người một đôi con ngươi sáng trở chuyển nhanh như chớp tăng thêm không ít vẻ nghịch ngợm đáng yêu dương nghi kinh ngạc khẽ quay đầu liếc mắt nhìn hồ hạnh đang đứng ở bên cạnh lông mày thanh tú khẽ nhăn hồ hạnh trước kia không phải là bộ dạng này nàng ấy là một người trầm mặc ít nói hôm nay sao sẽ xúc động như vậy được hơn nữa nàng ấy nói cái gì khóc nàng nghe không hiểu lúc này đồng dịch đức bước đến nhìn kỹ bọn họ một lượt dưới ánh mắt lợi hại cùng uy nghiêm của hắn, cho dù Dương Nghi đã trọng sinh một lần, cũng phải cẩn thận thu lại hô hấp của mình, những người khác càng không cần phải nói, thở cũng không dám thở mạnh. Đồng Dịch đức quét mắt qua từng người một, căn bản hài lòng. Cũng là do phùng ma ma vì để làm đẹp lòng đồng gia, dưa vẹo táo nứt đều bị bà ta lựa ra hết, những người có thể đứng ở đây tự nhiên đều là tốt. Phùng đại nương, những người này ta lấy hết, lát nữa ngươi đi theo ta đến phòng thu chi làm biên nhận. Phùng ma ma cười nịnh nọt nói, ánh mắt của đồng quản sự thật tốt, 12 nha hoàng được chọn mua này, đều vô cùng xuất sắc, dạy dỗ thêm một chút, liền có thể sai việc được rồi. Bây giờ, đồng dịch đức thân là một quản sự bậc trung, rất bận rộn, cũng không có thời gian rảnh rỗi nhiều như vậy để nghe người khác nịnh hót, chỉ từ một tiếng, sau đó liền giao bọn họ cho một ma ma quản sự, mình thì cùng phùng ma ma đi đến phòng kế toán làm biên nhận. Bọn họ ngừng lại trên một chỗ đất rộng rãi cạnh bờ ao, Lúc này, một vị thiếu niên quần áo cao quý mang theo hai người hầu từ cửa chính đi tới. Mau nhìn, người kia thật tuấn tú. Đồng gia tam thiếu. Dương Nghi ngưng mắt. Đồng gia tam thiếu đồng văn bân, nói thật, hiểu biết của Dương Nghi về hắn cũng không nhiều. Kiếp trước, toàn bộ tâm tư của nàng đều dùng hết trên người đồng gia nhị thiếu đồng văn nóc cùng thê thiếp của hắn. Đối với những lão gia, thiếu gia khác của đồng gia không mấy hiểu rõ, chỉ có chút ấn tượng và biết sơ về tính khí của họ mà thôi. Chỉ biết năm nay hắn 17, là một thiếu niên phong lưu trong phủ Kiều thê, mỹ thiếp, thông phòng rất nhiều, viện hắn đang ở luôn cực kỳ náo nhiệt, mà bên ngoài phủ Hồng Nhan tri kỹ lại càng đếm không hết. Từ xa đến gần, phong thái tuấn giật kia, nhất thời làm cho những thiếu nữ mới lớn tâm hoảng ý loạn. Không ngờ, Đồng Văn Bân bước đến trước mặt bọn họ, nở nụ cười. Đồng Văn Bân vốn rất dễ nhìn, ở gần lại càng thêm tuấn mỹ nụ cười này của hắn mắt hoa đào khẽ cong khiến không ít người lộ ra vẻ si mê ngay cả định lực cực tốt như trần đại nương cũng thất thần trần đại nương hồi hồn thôi đồng văn bân dừng lại ở trước mặt trần đại nương khóe miệng câu lên một nụ cười như có như không vương tay nghịch ngợm quơ quơ ở trước mặt bà đứa nhỏ này thật là trần đại nương đẩy tay hắn ra cười mắng một câu có vẻ như đã hết cách với hắn trần đại nương là ma ma đắc lực bên cạnh phu nhân từ nhỏ đã nhìn ba huynh đệ bọn họ lớn lên tình cảm tự nhiên không tầm thường từ nhỏ trần đại nương đã nhìn ta lớn lên bây giờ nhìn vẫn mất hồn sao lúc đồng văn bân nói chuyện đôi mắt hoa đào cũng vô ý nhìn vài cái về phía đám người thỉnh thoảng ném qua tầng tầng mị nhãn khiến nhóm tiểu nha đầu mới lớn từng người một thẹn thùng cúi mặt nhìn đất thiếu gia liễu di nương một người hầu bên cạnh nhắc nhở trong thanh âm mang theo chút nóng nảy trần đại nương hiểu ý tam công tử về phủ lúc này hơn phân nửa là cứu binh giúp người khác bây giờ cũng sẽ không ngoại lệ ai đứa nhỏ này cái gì cũng đều tốt chỉ có chính là hơi quá phong lưu đồng văn bân vẫn mang bộ dạng không nóng vội không sợ hãi như cũ trần đại nương đây là mấy nha đầu mới tới sao đúng vậy trần đại nương gật đầu dạy tốt rồi nhớ đừng quên cho ta hai người được rồi thiếu gia của ta những nha đầu này còn chưa được dạy tốt cậu đã muốn lấy thêm cẩn thận ta nói cho lão phu nhân biết trần đại nương trêu gẹo. có nói ta cũng không sợ đồng văn bân bày ra bộ dạng đáng đánh đòn được rồi được rồi lão bà tử đã biết đến lúc đó ta sẽ bẩm báo cho tam thiếu phu nhân để nàng ấy chọn ra hai người trần đại nương thấy gã sai vặt cạnh hắn mang dáng vẻ nóng nảy vội đồng ý đồng văn bân nhíu mày bảo nàng ta đến chọn chỉ biết chọn mấy người không tốt cho hắn không cần nàng ta tới trần đại nương bà cứ chọn hai người tốt tính đưa đến ngô đồng viện là được thấy trần đại nương đáp ứng hắn mới hài lòng rời đi bọn họ đứng cách đó không xa nên đoạn đối thoại của đồng văn bân với trần ma ma vừa rồi cũng nhất nhất rơi vào tai mỗi người mấy nha đầu lớn tuổi cũng âm thầm mừng rỡ nhìn thấy đồng tam thiếu tuấn tú họ đều hy vọng mình có được cơ hội vào ngô đồng viện hầu hạ tam thiếu gia. Thanh hạnh nhìn mấy nha đầu hiện lên vẻ tư xuân, cười lạnh, cứ để cho họ có mộng đẹp thêm mấy ngày nữa đi. Dương nghi nhìn những cô nương đang cúi đầu xấu hổ phía trước, trong lòng cũng âm thầm thở dài, đồng gia tam thiếu này sức quyến rũ ghê gớm thật, nếu không phải nàng đã sống hai kiếp, sợ rằng hiện tại cũng sẽ giống như bọn họ, bị dáng vẻ của hắn mê hoặc. Mấy ngày kế tiếp, chính là do nha hoàng đắc lực bên cạnh đại phu nhân, thanh hạnh, dạy họ quy củ. Thật ra, nói là quy củ, đơn giản chỉ là những lễ nghi quỳ lạy khi gặp người khác, cùng với thông báo cho họ một vài điều kiên kỵ. Về những thứ khác, đợi sau khi bọn họ được phân cho các chủ tử rồi, tự nhiên sẽ theo vài ma ma học tập thêm. Tất cả những thứ này đều không có gì khác biệt với kiếp trước, chỉ là có một người, lại làm cho Dương Nghi rất nghi hoặc. Nàng không hiểu, tính tình của nàng ấy tại sao có thể có biến hóa lớn đến như vậy, từ trầm mặt ít nói đến sáng sủa hoạt bát hoàn toàn không giống cùng một người chính trên người dương nghi cũng đã trải qua chuyện trọng sinh kỳ lạ nên nàng có lý do hoài nghi người trước mắt này không phải là hồ hạnh mà nàng từng biết nhưng trải qua mấy ngày tỉ mỉ quan sát phát hiện nàng ấy trừ tính tình biến đổi một chút với thỉnh thoảng sẽ thốt ra vài từ nàng nghe không hiểu cũng không còn chỗ quái dị nào khác dưới ánh mặt trời nàng vẫn có bóng điều này làm cho dương nghi thở vào nhẹ nhõm là người thì tốt rồi chỉ sợ nàng ấy là vật không sạch sẽ gì thôi. Dương Nghi chỉ xem như hồ hạnh bị cô hồn gì đó chiếm thân thể. Lại phát hiện nàng ấy không có bất cứ nguy hiểm nào, nên Dương Nghi chỉ nhắc nhở mình đừng quá thân cận với nàng ấy, rồi không để ý tới chuyện của hồ hạnh nữa. Lại nói, ngày đầu tiên vào phủ, chúng nữ tử bị đồng tam thiếu treo chọc khiến Xuân Tâm nhộn nhạo, đều mong đợi mình có thể được an bài đến ngô đồng viện làm việc. Ngày kế, họ học quy củ xong, chỉ thấy hai ma ma tráng kiện nửa kéo, nửa lôi một khối thi thể đi qua, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ mắng nhiếc. Mọi người nghe tiếng, tò mò nhìn sang. Chỉ thấy khối thi thể này không có chút phản ứng nào, cũng không biết có còn thở hay không, váy áo nửa thân dưới đều bị máu nhuộm đỏ, hiển nhiên là mới vừa bị đánh cho một trận. Những tiểu cô nương mới lớn, đã bao giờ thấy một màn trước mặt như vậy đâu, nhất thời bị dọa đến mắt cũng trợn tròn, người nhát gan, hốc mắt đều đỏ ửng. Tiện Tỳ, ngươi cũng có hôm nay. Ai bảo ngươi trèo cao, ai bảo ngươi thường ngày ỷ vào sự sủng ái của Tam thiếu gia, không thèm để ai vào mắt. Muội tử, loại tiện nhân lén bò lên giường chủ tử này, bị báo ứng như vậy cũng là đáng kiếp. Nếu không phải Tam thiếu phu nhân chúng ta thiện tâm lưu lại cho nàng ta một mạng, có bị đánh đến chết cũng chẳng oán được ai. Đúng vậy, tiện tỳ này còn tưởng rằng Tam thiếu gia sẽ giúp nàng nói chuyện đấy vậy mà thiếu gia từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái. Một ma ma khác kinh thường nói, tiện nhân như vậy chúng ta xử lý còn ít sao. Vừa được thiếu gia cưng chiều mấy ngày, liền không biết trời cao đất rộng, bất quá chỉ là sủng vật của thiếu gia thôi, mới mẻ qua rồi, còn không phải bị tam thiếu phu nhân chúng ta nắng thóc sao. Những lời này, từng chữ từng chữ tiến vào trong lỗ tai mọi người. Dương nghi thấy cảnh tượng như vậy, ý nghĩ đầu tiên chính là giết gà dọa khỉ, ngày hôm qua họ mới thấy tam thiếu gia, hôm nay tam thiếu phu nhân liền náo thành như vậy, không phải cảnh cáo các nàng thì là gì. Không thể không nói, cảnh này đúng là ví dụ sống sờ sờ trước mặt. Tin rằng qua hôm nay, tư tâm của không ít người sẽ bị dập tắt. Sao các ngươi lại có thể tàn nhẫn như vậy, đây là một cái mạng người đó. Một thanh âm đầy căm phẫn cắt đứt dòng trầm tư của Dương Nghi. Nàng dương mắt, liền thấy Hồ Hạnh đang chỉ vào hai ma ma, bộ ngực nhỏ tức giận đến Phật phòng. Một ma ma trong đó nhìn qua, quái thanh quái khí kêu lên một tiếng, sau đó mới nói, tiểu nha đầu, ngươi nói chuyện nên cẩn thận một chút, coi chừng họa là từ miệng mà ra đó. Các ngươi đây là giết người bừa bãi, trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không? Hồ Hạnh bị chọc tức. Nha đầu này thần kinh không có vấn đề gì chứ? Một ma ma khác cười nhạo, sau đó nói với người bên cạnh, đừng để ý đến nàng. Chúng ta phải nhanh mang Liễu Di Nương đưa cho người nhà nàng ta, sau đó còn về báo lại phu nhân nữa. Thứ người như thế, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay chúng ta, đến lúc đó sẽ dạy bảo cho nàng biết trên dưới. Mama này, trước khi đi còn nhìn Hồ Hạnh một cái, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, khẽ hạ khóe miệng. Sau đó không để ý tới bọn họ nữa, hai người hợp lực kéo Liễu Di Nương kia đi xa. Nhìn thấy Hồ Hạnh vừa rồi làm việc nghĩa hăng hái như vậy, Mọi người không tiến động đứng cách nàng ấy ngày càng xa, sợ bị liên lụy. Hồ Hạnh cũng phát hiện, tức giận đến đỏ mặt, các ngươi làm gì? Dương Nghi nghĩ nghĩ đến thất thần, bộ dạng của Liễu Di nương vừa rồi khiến nàng nhớ lại ngày trước. Thế gian có rất nhiều cô gái đi lên đường này, vừa bắt đầu chỉ đơn giản nghĩ muốn có cuộc sống tốt hơn. Sau này, dưới sự sủng ái của nam nhân, ước muốn cũng càng ngày càng nhiều. Ở thời đại này, nữ nhân luôn gian nan hơn nhiều so với nam tử dương nghi âm thầm thở dài nữ nhân muốn có những ngày tháng tốt đẹp thì ba biện pháp đơn giản nhất là một được đầu thai vào gia đình phú quý có sự khởi đầu tốt ngày sau sẽ không phải vất vả hai là gả cho nam nhân tốt khởi đầu cũng không có vấn đề gì ít nhất nửa đời sau được bảo đảm nếu hai điều trước đó đều không được cũng chỉ có thể trông cậy vào nhi tử nhi tử có tiền đồ tuổi già sẽ được hưởng phúc thôi nữ nhân không giống nam nhân nam nhân nếu như phát hiện thê thiếp không tốt có thể đổi nhưng nữ nhân lại không được đại đa số các cô nương cả đời chỉ có một nam nhân người nam nhân này một khi muốn nàng liền quyết định cuộc sống sau này của nàng ta có tốt hay không nam nhân làm sai có thể quay đầu lại còn được khen ngợi là tốt nhưng nữ nhân thì sai lầm chính là sai lầm không có đường lui giống như nàng vậy càng nghĩ dương nghi càng cảm thấy thế đạo này không công bằng Nàng hít một hơi thật sâu Cố gắng bình ổn phẫn quốc trong lòng ngực Thế đạo này chính là như thế Dù cho nàng có bất mãn Cũng vô pháp tránh thoát sự trói buộc của quy tắc Chỉ có thể gò bó mình Chỉ có thể cố gắng Tận lực sinh tồn trong vòng giới hạn đó May nhờ nàng đã có một đời kinh nghiệm Biết suy nghĩ kỹ càng hơn Có thể từng chút đi theo đường vòng Sáng mai chúng ta sẽ bị phân công đến tất cả các viện nhỉ Cũng không biết tính tình của chủ tử mà chúng ta sẽ hầu hạ thế nào nữa Thanh âm của Hồ Hạnh mang theo thấp thỏm cùng một tia hưng phấn khó ai phát hiện Dương Nghi không yên lòng đáp một tiếng Nàng nghĩ hơn phân nữa là mình sẽ bị phân phái đến nội viện làm chút việc nặng Hoặc là vẫy nước quét nhà hoặc là châm hương, châm đèn mỗi tối Quyết chẳng thể nào được phái đến ngoại viện Bên ngoài đó đều là nơi chủ tử đồng gia cùng khách khứa đến ở một là đề phòng họ đụng phải khách quý của chủ tử, hai là đề phòng vài người trong họ có chút giả tâm thừa cơ quyến rũ chủ tử. Những nha đầu làm chút việc nặng giống như nàng, mỗi tháng tiền lương chỉ được 800 văn tiền thôi, còn phải đề phòng ma ma quản sự phía trên khấu trừ. Nhưng là nàng nghĩ, mặc dù tiền tháng thiếu một chút, còn hơn so với việc mạng nhỏ của bản thân không phải do chính mình làm chủ, như vậy ít nhất vẫn còn có một tia hy vọng. Mà nha hoàng giống như nàng vậy, tiền chuột thân là 20 lượng bạc, tích lũy khoảng 4-5 năm, thiết nghĩ cũng đủ rồi. Huống chi, trước khi xuất môn, phụ thân nàng đã nói, 8 lượng bạc kia ngoại trừ dùng để trả những khoản nợ bên ngoài, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không sẽ không đụng đến một cách, để dành chuột thân cho nàng. Hồ Hạnh ngồi sát lại chỗ dương nghi, hai mắt nhìn lướt qua, sau đó nhỏ giọng, nghe nói trong chúng ta, vương trân dựa vào quan hệ, tốn không ít bạc lo lót, mong mỏi có thể vào viện của lão phu nhân hoặc nhị thiếu gia đấy. Trong giọng nói của nàng lộ ra một ít hâm mộ cùng kinh thường. Cũng đúng thôi, những hạ nhân nhỏ nho như bọn họ, tiền tiêu hàng tháng coi là cái gì, được thưởng mới có thu nhập cao hơn một chút. Những ngày qua họ đều nghe nói, lão phu nhân là người rất hiền hòa, những nha hoàng, ma ma được vào hầu hạ, ăn mặc không chỉ tốt nhất trong phủ, mà còn có thể thường xuyên lấy được tiền thưởng không ít người vót đầu cho nhọn muốn chui vào trong đó nhưng mà số bạc kia của nàng ta sợ rằng cũng chỉ là thả trôi sông thôi viện của lão phu nhân không phải là nơi có thể dễ dàng đi vào như vậy hơn nữa những người bên cạnh lão phu nhân đều là tay chân thân tín đã đi theo lâu ngày những người được chọn mua từ ngoài về như họ làm gì có phúc phận này có chăng cũng chỉ là số ít thôi thấy dương nghi vẫn im lặng như cũ chẳng tiếp lời mình một tiếng hồ hạnh cũng không để ý mấy ngày qua nàng hiểu được tuy dương nghi cứ trơ trơ như khúc gỗ nhưng miệng cũng rất chặt nói gì với nàng ấy mặc dù không để ý tới nhưng cũng không nói huyên thuyên khắp nơi kể từ ngày đầu tiên hồ hạnh thấy việc nghĩa hăng hái làm tạo lập một thân uy phong mọi người hoặc vô tình hoặc cố ý cách xa nàng ấy chỉ mỗi dương nghi vẫn đối xử như bình thường với ai cũng chỉ là nhàn nhạt, không thân cận cũng không xa cách dương nghi cũng chẳng hiểu sao trong lúc bất chợt hồ hạnh đã dính sát vào mình thân mật thấm thiết mà xưng hô muội muội dương nghi không có ác cảm với nàng ấy nhưng cũng không thấy thân thiết nên phản ứng không nhiều nhưng hồ hạnh lại giống như rất thích dương nghi rảnh rỗi luôn tới tìm dương nghi tán nhảm bất quá dương nghi thờ ơ nhìn hồ hạnh mấy ngày phát hiện nàng ấy trừ ngày đầu tiên có chút bốc đồng ra những ngày tiếp đó cũng không có chỗ nào khác người liền để nàng ấy ở bên cạnh mình tán gẫu Hồ Hạnh tiếp tục lãi nhải với nàng rằng, gần đây nghe được một ít tin tức, tỉ như chủ tử nào nghiêm khắc khó hầu hạ, chủ tử nào hiền hòa hào phóng, di nương trong viện nào được sủng ái, nha hoàng nào bị phạt. Dương Nghi im lặng nghe, trong lòng lặng lẽ đối chiếu những tin tức này với kiếp trước. Nàng biết rõ, với thân phận nha hoàng mua bằng văn khế cầm cố như nàng, khả năng lấy được sự trọng dụng của chủ tử cực ít. Nhưng nếu muốn bình an sống, chờ đến khi chuột thân trong phủ này, ngày thường làm việc phải luôn cẩn thận. Đồng phủ hình như không có gì bất đồng so với kiếp trước, nhưng mà vẫn có chút chênh lệch. Đồng gia ở Thông Châu có trăm năm lịch sử, phải kể đến từ khi khai quốc. Đồng gia vốn là danh môn vọng tộc, tổ tiên từng làm đến chức quan văn tam phẩm. Sau này, hoàng đế tiền triều hồ đồ, tinh giang thần, giết lầm không ít trung lương, đồng gia cũng không ngoại lệ. Lúc ấy thân là con thứ, đồng ngạo vân bởi vì ngày thường cố chấp, ngang bướng chủ mẫu không thích, bị đưa lên núi Thanh Vân tập võ, thế nên mới tránh được một kiếp. Đồng ngạo vân học xong trở về, mới phát hiện trong đồng gia, người thì chết, người thì bị thương. Sau đó, hắn chỉ thu nhận mấy nô tài trung tính, đưa bọn họ về đất tổ thông châu, để họ ở đó tránh tai kiếp, cũng chính là nơi cư trú cuối cùng của đồng gia. Sau này, hắn kề cận thái tổ gia chinh chiến khắp nơi, cho đến khi lập quốc. Trận chiến này đánh đến 12 năm. Sau khi kiến quốc, Thái Tổ Gia Phong cho Đồng Ngạo Vân chức chỉ huy sứ, chính tam phẩm. Đáng tiếc hắn chỉ ở Kinh Thành gần nửa năm, rồi lấy cớ thân thể già yếu từ quan, Thái Tổ Gia giữ lại hai câu, liền chuẩn tấu. Vì vậy, Đồng Lão Thái Gia Đồng Ngạo Vân liền trở về Đồng Gia ở Thông Châu. Có lẽ là do Thái Tổ Gia ấy nấy, nên phong cho Đồng Lão Thái Gia một chức hầu tước nhị phẩm nhàn tản an nhạc hầu. Sau khi dùng lộc hậu tước binh quyền, đã chứng minh quyết định này của đồng lão thái gia là cỡ nào sáng suốt cũng là do đã từng làm thị vệ của thái tổ hoàng đế nên dù không dám nói hiểu rõ tính tình của ngài ấy nhưng cũng có thể đoán được bảy tám phần những chuyện này đều là do lúc trước khi đồng văn nóc còn cưng chiều dương nghi sau lúc mây tan mưa tạnh nhắc tới với nàng sau khi đồng lão thái gia trở về dưới sự tác hợp của bà mai cưới lão phu nhân bây giờ bà sinh được hai nam một nữ đại lão gia không có gì có thể nói, đường đi luôn thuận buồn xuôi gió, bây giờ đang làm quan ở nơi thông châu. Còn nhị gia thì khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì lão phu nhân sinh đại lão gia cùng đại tiểu thư thân thể đã bị thương tổn, nên nhị gia đồng khoát nhiên ra đời lúc lão phu nhân đã hơn 30. Con cái đến khi mình đã lớn tuổi, tự nhiên sẽ càng thương yêu, cưng chiều nhiều hơn. Nhị gia tính tình tốt, cũng không vì vậy mà bị cưng chiều thành tiểu bá vương, so với những nam tử cùng tuổi nhu thuận hơn rất nhiều, lại hay có chút ngượng ngùng. Đáng tiếc, một người thuần thiện như vậy, nhân duyên lại có quá nhiều lận đận. Nhị gia đồng khoát nhiên, 14 tuổi thì chiều cao đã đạt 7 thước, 16 tuổi thì gần 8 thước, cộng thêm hắn diện mạo thô kịch đầy hung tướng, càng khiến cho người ta e ngại không thôi. Ngoài diện mạo, thứ khiến người khác phải bàn tán chính là bác tự mang mạng hung sát kia, 14 tuổi thì lão phu nhân đã tìm cho hắn một mối hôn sự, nào biết chỉ vừa định hôn không quá nửa tháng Nhà gái liền bệnh chết Năm sau Lão Thái Gia cùng lão phu nhân lại đính thân Cho đồng khoác nhiên một hôn sự khác Lúc này còn ly kỳ hơn Trước ngày thành thân một tháng Phủ đàn gái bị sơn tặc tràn vào Dưới binh hoang mã loạn Tân nương tử bị sơn tặc giết chết Lúc tin tức truyền tới Tất cả mọi người trong phủ đều sợ ngây người Bên ngoài cũng dấy lên lời đồn đồng, đồng khoác nhiên mang mạng sát thê mặc dù lúc ấy lão phu nhân đã cố sức cấm người trong phủ nghị luận chuyện này nhưng trên mặt bọn nô bột khó tránh khỏi sẽ mang chút biểu tình hoặc khủng hoảng hoặc chán ghét điều này làm cho đồng khoác nhiên càng thêm khó chịu vì vậy hắn xin đến doanh trại ở vân châu của ngoại công lần đi này chính là hai năm nếu không phải hầu gia bệnh nặng sợ rằng hắn còn không định trở về hầu phủ sau khi lão hầu gia qua đời đồng khoác nhiên giữ đạo hiếu ba năm năm nay đã hơn hai mươi hôn sự vẫn còn chưa được định. Mà mấy ngày gần đây, lại có lời đồn đãi vị sát thần này sắp trở về phủ. Dương Nghi không biết, đây là kết quả do lão phu nhân liên tục viết mười mấy lá thư thúc dục Trước kia, Dương Nghi đã từng ở xa xa gặp qua vị nhị gia này một lần, quả nhiên giống như tin đồn, cao lớn dọa người, diện mạo đáng ghét. bọn cẩu nô tài kiến thức hạn hẹp này Lão phu nhân, xin bớt giận Vì bọn nô tài kia mà sinh khí lớn như vậy Thật không đáng Nhũ mẫu hồi môn của lão phu nhân Vương Đại Nương Vừa giúp bà thuận khí vừa khuyên nhủ Nhưng nhiên ca nhi tốt như vậy Lại bị người ta ghét bỏ Thật tức chết ta rồi Lão phu nhân nói xong, ho hai tiếng Vương Đại Nương vội vuốt ngực cho bà Lại lấy từ trong ngăn kéo ra Hai viên bảo tâm hoàng cho bà uống Đào hồng, liễu lục, hai người này để lão nô tìm cớ gì đó đuổi chúng đi khỏi phải khiến cho lão phu nhân khó chịu đuổi đi nào có tiện nghi như vậy hừ nguyên là lão phu nhân lộ ra ít tin tức chuẩn bị tìm hai đại nha hoàng tạm thời đi qua hầu hạ nhị gia mấy ngày kế tiếp nha hoàng bên cạnh lão phu nhân liền ngã bệnh mất hai người hơn nữa còn là bệnh nặng hiện giờ đã đưa về nhà chuyện trùng hợp như vậy lão phu nhân tự nhiên cũng mơ hồ đoán được rất tức giận phạt là muốn phạt nhưng cái bà lo lắng chính là nhiên ca nhi vẫn như cũ không có người thân cận hầu hạ thật ra thì bốn đại nha hoàng bên cạnh lão phu nhân cũng không sẵn lòng đi hầu hạ nhị gia lão phu nhân rõ ràng chứa tâm tư khác cả gia đình đều phụ thuộc vào họ khế ước bán thân lại ở trong tay lão phu nhân nếu họ hầu hạ tốt rồi không chừng lão phu nhân liền đem họ thưởng cho nhị gia liên đới toàn gia đều phải nằm trong tay nhị gia lão phu nhân vẫn thường nói bên cạnh nhị gia không có ai biết ý hiểu chuyện hầu hạ lấy sự thương yêu của lão phu nhân đối với nhị gia mà nói đây cũng không phải là chuyện không có khả năng nhưng vân châu lạnh lẽo sao có thể so được với thông châu giàu có và đông đúc bao nhiêu cô nương vân châu thấp cả đều chỉ vì thoát đi chỗ đó nếu họ cũng cuốn theo cả người nhà vào đến lúc đó liền thành tội nhân của toàn gia rồi nếu hầu hạ không tốt, không cần nhị gia nói, lão phu nhân nhất định sẽ cho là các nàng không tận tâm, sau đó sẽ chán ghét các nàng, như vậy cũng liên lụy đến người nhà. Nếu việc phải làm này không tốt, vậy dứt khoát không nhận đi. Mặc dù, nếu tâm tư của các nàng bị phát giác, lão phu nhân cũng sẽ tức giận, nhưng mười mấy năm qua, quản sự hầu phủ đều là do mấy nhà bọn họ cầm giữ, lão phu nhân có tức giận đi nữa thì thế nào, chẳng gì hơn việc chỉ hôn lung tung cho người khác, hoặc là đuổi hai nhà bọn họ đến thôn trang thôi, dựa vào của cải tích cấp nhiều năm qua, dù có đến thôn trang họ cũng không sợ. Hai nhà bọn họ đều là gia nhân lâu năm, nên cũng biết một chút tin tức riêng tư, ác hẳn lão phu nhân cũng không dám làm quá, dù sao hầu phủ cũng muốn giữ thanh danh. Nếu thực đối phó với hai nhà bọn họ, vậy thể diện của hầu phủ đã đến lúc phải dở xuống rồi. Cũng không thể trách họ sinh lòng sợ hãi với cái việc phải làm này, chỉ phải trách hung danh bên ngoài của nhị gia, nghe nói hai nha hoàng từng hầu hạ qua hắn cũng đột tử ly kỳ khiến chủ tử vui vẻ quả thực rất quan trọng nhưng có quan trọng hơn nữa cũng không so được với tính mệnh mình nhị gia mặc dù là con thứ ở hầu phủ nhưng hôm nay đại lão gia đã thừa tước sớm muộn gì nhị gia cũng phải phân ra bây giờ hắn ở vân châu mới chỉ là một thiên tổng chính lục phẩm nếu muốn tranh quân công đoán chừng cũng phải ở lại vân châu nhiều năm một chút nếu muốn được triệu hồi về kinh thành sợ cũng chỉ vẫn là chức quan lục phẩm, tiền đồ không quá tốt. Mặc dù như thế, cũng đủ khiến bọn họ ngưỡng vọng rồi. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, phú quý lớn hơn nữa, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Bây giờ không phải là thời điểm để so đo với các nàng, khẩn yếu chính là chọn được người hầu hạ cho nhiên ca nhi. Lão phu nhân cau mày. Vương Đại Nương nhớ tới dáng vẻ sợ hãi, trục trè của những nha hoàng ma ma trong sân mấy ngày gần đây, liền tức giận bà chậm rãi hít một hơi đem cổ nộ khí ép xuống bây giờ người trong viện của chúng ta hơn phân nửa là không thể dùng mấy ngày trước phùng đại nương vừa đưa tới mười mấy nha đầu mới chọn mua người xem có được ai không tính tình của nô tài phía dưới thế nào bà đương nhiên biết rõ sáng mai ngươi đi một chuyến bảo vương tổng quản chọn mấy nha đầu tốt sau đó ngươi xem lại lần nữa coi có được việc không rồi mới tính tới bước kế tiếp quan trọng nhất là chọn người đừng khiến nhiên ca nhi không thoải mái nhưng còn chỗ phu nhân kia vương ma ma chần chờ bây giờ mọi chuyện ở hầu phủ gần như đã giao hết cho đại phu nhân lão phu nhân rất ít khi nhúng tay hôm nay lại sắp xếp như vậy không biết trong lòng đại phu nhân có khó chịu không đến lúc đó phái người nói một tiếng với nàng chuyện này nàng còn ước gì ta đừng giao cho nàng đấy lão phu nhân bất mãn nói cũng đúng khó trách lão phu nhân luôn luôn hòa ái sẽ bất mãn với đại phu nhân từ lúc biết được nhị thúc của nàng sắp trở về, đại phu nhân cũng chẳng sai phái tôi tới dọn dẹp gì cả. Bây giờ, lão phu nhân cầm việc đắc tội với người khác vào tay, nàng còn phải vui mừng mới đúng. Lát nữa, các ngươi sẽ được phân công về các sân viện, đến lúc đó, các ngươi phải nghe lời của tân chủ tử, chủ tử bảo làm gì thì phải làm cái đó, hiểu chưa? Vương Đại Tổng quản đưa mắt quan sát 12 nha đầu mới chọn mua về, dạy mấy ngày quy củ, những nha đầu này làm việc cũng đã có chút trình tự, có thể phân đến tất cả các sân viện để đáp ứng nhu cầu cần dùng rồi. Vốn, nhóm nha hoàng này sẽ do đại phu nhân quyết định, không tới phiên ông an bài, nhưng lão phu nhân đã phân phó, đại phu nhân cũng muốn rảnh tay, nên cấp cho vương đại tổng quản một cái nhân tình, không phái người tới can thiệp. Những ngày qua, mấy viện thiếu nhân thủ cũng phái người tới hỏi thăm. 12 nha đầu, lão phu nhân muốn hai, Đại phu nhân cũng phải phân cho hai, tất cả các viện của thiếu gia, di nương cũng phân tới một, hai người, miễn cưỡng xem như là đủ. Về phần vài di nương không được sủng ái lại thiếu nhân thủ, trực tiếp bị ông bỏ qua. Những thứ này đều là chuyện sau này, Vương đại tổng quản nghĩ đến câu nói hôm qua của nương tử hắn, vẻ mặt liền nặng nề. Nhị gia đã sắp trở lại, lão phu nhân sợ bên cạnh hắn không có ai, lại không muốn nô tài không có mắt nào làm phiền đến nhi tử bảo bối khiến hắn bực mình liền bảo chọn hai nha hoàng tốt một chút qua hầu hạ cái gì gọi là tốt một chút dung mạo xinh đẹp hay là khéo hiểu lòng người lão phu nhân cũng không đưa ra yêu cầu chắc chắn bảo ông phải làm thế nào vương đại tổng quản cười khổ cân nhắc ông sao có thể cân nhắc được đây theo như ông nghĩ nếu lão phu nhân thật lo lắng thì nên chọn hai nha hoàng trong viện của bà qua tạm thời hầu hạ nhị gia là được nhưng nhớ đến đào hồng Liễu lục bị nâng về nhà, tâm tư vương đại tổng quản chuyển một cái, liền có chút sáng tỏ. Ông Lơ đã nhìn lướt qua mấy nha hoàng lần nữa, trong một đám mặt hoặc đỏ bừng, hoặc cố gắng bình phục thần sắc, cũng có hai, ba người tốt hơn một chút, so với những nha hoàng đang ngượng nguồn này, quả thật có vẻ khéo léo hơn rất nhiều. Nhớ tới lời nhận xét của Trần Đại Nương về đám nha đầu này, có ba người xem như là được, những người khác ít nhiều đều có chút không tốt, không phải trì độn, thì chính là để tâm quá nhiều, Mặt độc miệng. Mà nay, trong ba, thì đã có hai người ở trong nhóm này, xem ra đã thật là khá rồi. Chỉ là nha đầu đứng ở bên cạnh Dương Nghi kia, nhìn không tồi, hơi thở mạnh mẽ, giống như người đã từng gặp qua trường hợp lớn. Vương Đại Tổng quản hiếp mắt nghĩ, nên phái người nào đi hầu hạ nhị gia này đây? Cốt nhất là gan lớn một chút, chững chặt một chút, sẽ không bị nhị gia dọa sợ, còn người tinh ý, thạo việc thì không cần ắt hẳn nhị gia cũng sẽ không để một nô tỳ xa lạ hầu hạ những việc thân cận còn như vẩy nước quét nhà trải giường chiếu thì chắc sẽ có tốt nhất còn nên biết làm chút món ăn nhị gia ở viện phía tây tuy hơi vắng vẻ nhưng vẫn có phòng bếp trời lạnh như vậy thức ăn từ phòng bếp lớn đưa đến nơi thì đã nguội cả rồi lăng tiểu thúy hay tươi cười tính tình ôn hòa nhân duyên tốt dương nghi làm việc kỹ lưỡng tỉ mỉ những việc giao cho nàng dù có bẩn có mệt hơn đi nữa, nàng đều chưa từng oán trách hoặc tỏ thái độ không bằng lòng, giao tình không sâu với những nha đầu khác, cũng không coi là quá xấu, quan trọng nhất là miệng rất kín kẻ, hồ hạnh than thở không ít chuyện với nàng, cũng chưa từng thấy nàng nói qua với ai. Gặp chuyện coi như tỉnh táo, tối hôm trước, có một con chuột lớn chạy vào phòng các nàng, một đám nha hoàng ở đó chỉ biết thép chói tai, chỉ mỗi dương nghi ra tay, quyết đoán đóng cửa sổ lại, đánh chết con chuột. Nhớ tới lúc nàng dơ con chuột lên đi ra, chấn kinh không ít người đứng ngoài cửa, Dương Nghi lại chẳng chút nhiều lời, chôn con chuột ở trong vườn hoa ngoài sân làm phân bón. Nhớ tới việc được nghe kể sơ lại đó, trong mắt Vương Đại tổng quản thoáng qua một chút ý cười, liền quyết định. Trần Ma ma nói Lăng Tiểu Thúy không tệ, nhưng ông lại càng thích Dương Nghi hơn. Theo ông nghĩ, Lăng Tiểu Thúy có tốt, nhưng có vẻ cũng hơi quá mức, nếu nói là trong đó không có chút cố ý nào, ông không tin những nha hoàng này chỉ cần thêm chút thời gian khảo sát nhất định có thể lộ ra mặt thật ông nghĩ phản ứng khi lăng tiểu thúy nhìn thấy nhị gia hơn phân nửa cũng sẽ giống đại nha hoàng thanh hạnh còn dương nghi ngoại trừ những ưu điểm ông vừa nhắc tới ra cũng không thấy nàng có thêm sở trường gì nhưng trực giác của ông lại nghiêng về phía nàng nếu như người ngoài biết lý do ông chọn dương nghi nhất định sẽ cảm thấy rất hoang đường nhưng ông đã từng làm ở vị trí đại tổng quản nhiều năm như vậy dù là nhìn người hay làm việc cũng đều có biện pháp riêng khi không thể hạ quyết định thì ông thường tin tưởng vào trực giác mình mà phần trực giác này chưa từng khiến ông thất vọng qua dù sao thì cứ đưa ba người này đến cho lão phu nhân chọn muốn người nào đi hầu hạ nhị gia thì tùy vào ý tưởng của bà vậy mấy người các ngươi theo trần đại nương đến gặp lão phu nhân vương đại tổng quản chỉ lăng tiểu thúy hồ hạnh cùng với dương nghi hồ hạnh mừng đến trận to hai mắt mặt lăng tiểu thúy bình tĩnh nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện tần suất hô hấp của nàng nhanh hơn rất nhiều ngược lại dương nghi trong mắt thoáng qua một tia ngoài ý muốn nàng không phải nên bị phái đến một sân viện nhỏ nào đó trong phủ làm công việc vẫy nước quét nhà sao nhưng dù vậy nàng vẫn thức thời ngậm chặt miệng ba người dương nghi dưới ánh mắt hoặc mong ước hoặc đố kỵ của những nha hoàng khác đi theo sau trần ma ma bước vào sân của lão phu nhân trần đại nương dẫn bọn họ đi xuyên qua vườn hoa bước vào một cổng tròn thẳng hướng đến sân viện của lão phu nhân nơi lão phu nhân ở gọi là nam diên gồm có ba sân viện diện tích lớn nhất trong đồng trạch ở đây vốn có một hồ nước lúc lão phu nhân còn trẻ thường cùng lão hầu gia thưởng hoa nuôi cá hái sen sau khi lão hầu gia mất lão phu nhân thấy cảnh nhớ người cộng thêm lại lớn tuổi thể cốt chịu không nổi ẩm ướt liền lấp chiếc hồ này lại xây thành một vườn hoa nho nhỏ, còn trồng thêm ít cây cối. Vào cửa chính, bước lên một hành lang quanh co, không khí ấm áp liền đập vào mặt, thì ra là trên hành lang không chỉ có mảnh treo ngăn cách gió tuyết, mà còn được đặt thêm những chậu thang, bên cạnh là hai nha hoàng đang ngồi theo thù may vá. Chờ nha hoàng thông báo, sau khi được cho phép, Trần Ma Ma mới dẫn ba người đi vào. Dương Nghi cúi mắt, Hồ Hạnh mặc dù cũng cúi đầu, thế nhưng đôi mắt lại nhanh như chớp, len lén quan sát, còn lăng tiểu thúy lại là cố giữ vững trấn định hành lễ xong lão phu nhân hòa ái hỏi bọn họ sau khi rời nhà sau có quen không lại hỏi phòng ở của hạ nhân có đủ ấm công việc có quá nặng không ông hòa giống như một trưởng bối nhưng dương nghi lại âm thầm cảnh giác kiếp trước nàng chưa từng thấy qua lão phu nhân mấy lần nhưng vẫn biết bà là một người vô cùng thông minh lợi hại chủ nhân thân thiết với người làm bất quá chỉ là làm dáng một chút mà thôi nàng mới không tin đấy là thật dù có thật thân thiết, cũng là đối với những tay chân thân tính đã hầu hạ nhiều năm, làm sao có thể lãng phí tình cảm ở mấy tiểu nha hoàng mới nhập phủ như các nàng chứ. Kiếp trước cũng từng có chuyện như vậy, lúc Vương Mai làm bể một cái chén sứ thanh hoa trong phòng bếp, Dương Nghi thay nàng chịu tội, bị quản sự phạt quỳ gối ngoài phòng bếp, vừa lúc gặp được đổ di nương của nhị thiếu gia đi qua, thay nàng nói vài lời. Quản sự phòng bếp trước mặt thì giữ chút thể diện cho nàng ta, nhưng quay đầu lại bắt dương nghi làm nhiều việc nặng nhọc hơn tuy vậy lúc ấy dương nghi lại vẫn rất cảm kích đỗ di nương sau này nàng trở thành nhị đẳng nha hoàng bên người nhị thiếu phu nhân có mấy lần nhị thiếu phu nhân định làm vài việc vì báo ân nàng còn âm thầm báo tin cho nàng ta chỉ sợ đỗ di nương bị dính líu vào sau này nàng dần dần biết được giúp hạ nhân bị phạt nói đôi câu hữu ích là thủ đoạn mà đỗ di nương thường dùng nói vài lời tượng trưng dù sao cũng chẳng mất gì có thêm hảo cảm từ một hạ nhân đương nhiên tốt không chiếm được cũng chẳng tổn thất gì quả là một cuộc mua bán có lời a à. kiếp trước đã từng ăn nhiều thua thiệt nên nàng không muốn phạm phải sai lầm thêm nữa kiếp này cái mạng là của chính nàng nàng sẽ không để bất kỳ ai dễ dàng tính kế hành động lần này của lão phu nhân hết sức khác thường giống như người ta hay nói vô sự mà ân cần không phải trộn thì chính là cướp nhưng nghĩ lại thì trên người các nàng cũng chẳng có gì đáng cho lão phu nhân để mắt. Nghĩ như vậy, lòng Dương Nghi hơi yên ổn lại. Một lát sau, không ngoài dự đoán, Dương Nghi thấy lão phu nhân bí ẩn hướng Vương ma ma nháy mắt một cái. Tới rồi, tim Dương Nghi đập mạnh. Không bao lâu, chỉ thấy Vương ma ma mang vẻ mặt vui mừng đi vào, "Lão phu nhân, hình quản sự sai người đến biếu rau dưa, mấy ngày trước đây ngài không phải lẩm bẩm muốn ăn rau quả sao?" "Thật đúng dịp nha." lão nô mới vừa đi xem chất lượng cực tốt hình quản sự chính là gia nhân hồi môn của lão phu nhân giúp bà quản lý các tư sản điền trang lão phu nhân vừa nghe quả nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng là ai đưa tới là con cả của hình quản sự lão phu nhân muốn gặp không mau cho vào đi lão phu nhân cũng không cho bọn họ đi xuống thế nên ba người dương nghi liền lui sang một bên dương nghi hơi cúi đầu suy nghĩ rốt cuộc lão phu nhân muốn làm cái gì dù sao cũng không đơn giản chỉ là chọn nha hoàng như vậy nếu không bà nói xong những lời kia rồi hoàn toàn có thể cho người dẫn họ đi xuống lúc mới vừa đi vào ánh mắt của những nha hoàng kia khi nhìn các nàng hơi là lạ hình như mang theo chút thương hại a à, một tiếng hút khí nhẹ vang lên có vài người còn luống cúng lui lại mấy bước nhưng mà ít nhất không có ai kêu gào thì ra là nhi tử hình thịnh của hình quản sự dáng dấp rất dọa người hai vết sẹo dữ tận dắt ở trên mặt một cái từ trán xéo xuống xuyên qua đôi lông mày bên phải nếu gần hơn chút nữa mắt liền bị phế rồi một cái khác còn sâu hơn từ xương gò má xéo xuống xẹt qua đôi môi hai vết sẹo này tựa như hai con rít thật to dắt trên mặt hắn dữ tận mà đáng sợ cùng với vẻ mặt nghiêm túc giống như tội nhân bỏ trốn khiến cho người ta lạnh cả người dương nghi chỉ thoáng nhìn qua nhíu mày nghĩ đến mấy tin đồn mơ hồ gần đây nàng nghe được trong lòng liền sáng tỏ vài phần đầu óc cũng nhanh chóng tính toán thiệt hơn nếu quả thật như nàng nghĩ vậy hầu hạ tốt rồi lúc nhị ra đi có lẽ có thể đi theo đây không hẳn là chuyện không có khả năng kiếp trước cuộc đời của nàng đều chôn vùi ở chỗ này mặc dù cố khắc chế hơn nữa cũng không che giấu được bài xích cùng chán kết đối với đồng phủ sâu trong nội tâm nếu có thể rời phủ nàng nguyện ý làm ở đâu không phải là làm người khác không biết nhưng nàng biết đồng gia đại lão gia cùng nhị lão gia tuy là huynh đệ ruột thịt nhưng tình cảm lại không mấy khăng khít số lần đồng nhị gia trở về đồng gia ở thông châu cực ít sau khi lão hầu gia cùng lão phu nhân rời nhân thế thì lại càng ít hơn hàng năm chỉ còn phái người đưa lễ vật trở lại mà thôi kiếp trước nàng đã từng nghe đồng văn nóc đề cập qua vị nhị thúc này của hắn hai người bọn họ tuy là một văn một võ nhưng không mâu thuẫn với việc đồng văn nóc sùng bái nhị thúc hắn cũng rất hay kể về người này, dũng mãnh thiện chiến gì đó. Nhưng khiến cho Dương Nghi cảm thấy xúc động chính là, những người hầu đi theo đồng khoát nhiên đến Vân Châu, chỉ cần có Nam Nhi nguyện ý cố gắng, hắn đều cho bọn họ cơ hội cởi nô tịch, bước vào quân đội đi đánh trận. Người nào lập được chiến công rồi, muốn chuộc thân cho người nhà, hắn cũng không cản, đều thành toàn cho họ. Những người này cũng trở thành thân tín của hắn, dần dần, những gia nô này, dựa vào cố gắng của mình, cũng kiến lập được một chút thành tích. Thật ra thì những nô tài như bọn họ, không phải tất cả đều muốn không làm mà hưởng. Người khác nàng không biết, nhưng nàng lại hy vọng, cố gắng của mình có thể đạt được khẳng định cùng hồi báo. Mà đồng nhị gia, không thể nghi ngờ chính là chủ tử như vậy. Hơn nữa, ở lại đồng phủ, tuy bây giờ còn chưa xuất hiện vấn đề gì, nhưng theo thời gian, nàng lớn lên, diện mạo dần dần nảy nở, sợ sẽ chọc tới những phiền toái không cần thiết đến lúc đó muốn trời phủ chỉ sợ cũng không phải là việc dễ dàng nữa rồi đây cũng là chuyện nàng luôn canh cánh trong lòng. Lại nói nàng biểu hiện tốt một chút, không chừng có thể vào mắt lão phu nhân đến làm người hầu trong viện nhị gia. Nếu được lão phu nhân khen ngợi, những ma ma quản sự kia nhìn vào phân lượng của lão phu nhân cũng sẽ an bài công việc dễ chịu hơn. Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu muốn có cuộc sống tối đẹp thì phải cố gắng hơn người khác. Vốn lớn nhất của nàng chính là kinh nghiệm gần 20 năm của kiếp trước. Những lúc không có việc gì, liền suy nghĩ làm sao có thể khiến cho bản thân ít phạm sai lầm. Nếu nàng muốn bình an xuất phủ, không thể quá nổi bật, phải đề phòng những chủ tử phía trên. Dù sao dáng dấp của nàng cũng không tệ, nếu quả thật bị nam chủ tử đồng gia nhìn trúng rồi, bọn họ cũng sẽ chẳng quản nàng ký là văn khế cầm cố hay là khế ước bán thân. Nhưng nếu như dung mạo chỉ bình thường, cũng sẽ bị người ta khi dễ phải sống nín nhịn như vậy cũng không phải là ý muốn của nàng hoặc dù không thể đi theo nhưng nhìn ở phân lượng của nhị gia lão phu nhân cũng sẽ xem trọng nàng hơn chút về sau làm công việc trong phủ cũng sẽ không bị phái đến những nơi quá kém đầu óc chuyển đổi thật nhanh dương nghi đã mang mọi chuyện thiệt hơn suy nghĩ thông suốt kết hợp với những lời đồn kia dương nghi càng tỏ ra bình tĩnh thật ra thì trong thâm tâm nàng cảm thấy tướng mạo xấu xí cũng không tính là gì cái đáng sợ chính là lòng người hình thịnh khấu kiến lão phu nhân xong bà vội bảo hắn đứng dậy cho nha hoàng bên cạnh dân trà thiếp thân nha hoàng hồng ngọc hơi run run đưa trà xong liền vội vàng lui xuống lão phu nhân nhàn nhạt liếc nàng một cái liền không để ý tới nữa tiếp đó hỏi hình thịnh một chút chuyện trong thôn trang thưởng bạc rồi để cho hắn đi xuống từ đầu tới đuôi lão phu nhân một mực âm thầm quan sát phản ứng của ba người các nàng thấy Dương Nghi cùng Hồ Hạnh lúc ban đầu chỉ có chút phản ứng, hơn nữa phản ứng của các nàng so với người khác mà nói thì chẳng có gì đáng kể. Sau đó nhìn hình thịnh giống như một người bình thường. Còn Lăng Tiểu Thúy, mặt vẫn mang theo một chút cứng ngắc, dù nàng đã rất khắc chế, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy nàng sợ. Nàng còn nhỏ tuổi, có thể làm được như vậy, đã là hiếm có rồi. Ít nhất so với những nha đầu trong viện bà mà nói, thì tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, lão phu nhân chán ghét quét mắt nhìn qua chúng nha hoàng một cái lão phu nhân không biết đối với người đã nhìn thấy đủ mọi tình cảnh như hồ hạnh mà nói hình thịnh chẳng qua chỉ là chút việc nhỏ mà thôi lúc này trong lòng lão phu nhân đã có mấy phần hài lòng sau đó điểm tên của dương nghi cùng hồ hạnh qua hai ngày nữa nhị gia sẽ trở lại rồi lát nữa các ngươi đến an viên với vương đại nương hầu hạ cho tốt đừng chọc nhị gia tức giận biết không quả nhiên như thế Vương Đại Nương như nhớ tới cái gì, bước lại gần lão phu nhân, ghé tai bà nói thầm, dương nghi mơ hồ nghe được văn khế gì đó. Tiếp đến, lão phu nhân ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, sau đó ồ, một tiếng. Lão phu nhân, có cần đổi tên lại cho mấy nha đầu không? Vương Đại Nương nói. Lão phu nhân nhìn mấy người các nàng một cái, phất tay, không cần, tiểu thúy cũng rất thuận miệng, về phần hai người bọn họ, chờ nhiên ca nhi trở lại, để cho hắn định đoạt thôi. Dương Nghi nghe vậy, thở ra một hơi, trái tim lơ lửng cũng hạ xuống hơn nữa, nàng thật không muốn phải đổi tên. Tên này là do gia gia nàng đặt cho lúc còn tại thế, Dương Nghi, lấy trong nghi thất nghi gia ý, ngụ ý tốt đẹp. Sau khi Hồ Hạnh cùng Dương Nghi đi theo Vương Đại Nương, lão phu nhân kêu một nha đầu dẫn lăng tiểu thúy xuống. An viên cách viện của lão phu nhân không xa, dọc theo đường đi Vương Đại Nương nói sơ qua tình huống ở an viên với các nàng. Trước mắt, An viên do một mama quản lý, Mama này cũng là gia nhân của đồng gia, họ Vưu. Vưu Đại Nương đã gần 50. Bà chính là một trong những nhũ mẫu còn lưu lại ở đồng gia trong kinh thành năm đó. Nói đến Vưu Đại Nương, bà cũng là một người mệnh khổ. Năm đó, Thông Châu bị nhiễm một trận ôn dịch, trượng phu cùng con trai con gái của Vưu Đại Nương đều chết hết, chỉ mỗi mình bà mạng lớn nên sống sót. Vưu Đại Nương là nhũ mẫu của nhị gia, sau này bà cũng không tái giá, sau khi nhị gia rời nhà có mấy lần muốn đón bà đến vân châu nhưng đều bị bà cự tuyệt bà nói thông châu dù sao cũng là tổ nghiệp của đồng gia bà muốn thay nhị gia coi sóc nơi đây để lại cho hắn một con đường lui nhị gia cũng rất kính trọng người nhũ mẫu này trong lúc nói chuyện họ đã đi đến an viên an viên có một sân hai cổng nhưng so sánh với những phân viện khác của đồng phủ mà nói vẫn có chút đơn sơ bởi do lão phu nhân sẽ đúng giờ phái người tới đây quét dọn cho nên coi như chỉnh tề bọn dương nghi vào ở đã có mấy ngày an viên ít người ngày đầu tiên đến đây vưu đại nương cho các nàng mỗi người chọn một gian sương phòng để ở an viên vắng lạnh mỗi ngày chỉ phải làm chút công việc vẫy nước quét nhà nên rất hợp ý dương nghi nơi đông người tất nhiên sẽ có nhiều phân tranh mặc dù đấu nàng cũng không nhất định bại nhưng thời thời khắc khắc thần kinh đều phải căng thẳng loại tư vị đó thật không dễ chịu hôm nay trời nắng là thời tiết đẹp khó có được ở mùa đông như thế này vưu đại nương vội phân phó hai người mang một vài vật dụng trong nhà ra phơi vưu đại nương nhị gia là người như thế nào hồ hạnh tò mò hỏi tin đồn về nhị gia nàng cũng có nghe thấy cho nên hôm nay mới có thể cố lấy can đảm hỏi vưu đại nương ấn tượng của vưu đại nương về hai người không tệ ở trong một đám nha hoàng vẽ mặt đưa đám từng tới an viên này dương nghi và hồ hạnh là hai người bình thản nhất vậy nên khiến bà cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều dương nghi đang quét sân ở một bên nghe vậy lắc đầu một cái hồ hạnh hỏi vấn đề này lấy tính tình bao che khuyết điểm của vưu đại nương nhị gia ở trong mắt bà dĩ nhiên là muôn vàng chỗ tốt quả nhiên nhị gia là người tốt về sau ngươi gặp sẽ hiểu nhưng không có nhân nhị gì hết, tiểu hạnh, ngươi chớ bị những lời đồn đãi kia dọa sợ. Những người nói mấy lời lung tung đó, nếu bị ta bắt được, không lột da các nàng là không xong. Nói hết lời cuối cùng, vưu đại nương oán hận dậm chân bỏ đi. Ở ngày thứ ba, Dương Nghi gặp được nhị gia đồng khoát nhiên. Lần đầu tiên gặp, nhị gia cho nàng cảm giác là thật cao. Đúng vậy, Dương Nghi 10 tuổi mới đứng chỉ hơn eo của hắn chút xíu, cộng thêm thân thể hắn khôi vũ, ước chừng lớn gấp hai ba lần thân thể nhỏ bé của nàng sở dĩ nói như vậy là vì một cái bắp đùi của đồng khoác nhiên còn to hơn eo của nàng lúc hai người đứng cạnh nhau tựa như người khổng lồ cùng người lùn nhiên ca nhi ngươi trở về rồi vưu đại nương vừa thấy đồng khoác nhiên không để ý nhiều đến lễ nghi hạn chế lập tức kéo tay hắn khóc đến lão lệ tung bay trong mắt đồng khoác nhiên nhanh chóng lóe qua một tia ôn nhu rồi biến mất như chưa từng xuất hiện Dương Nghi khẩn trương cúi đầu đứng ở một bên. Nàng không biết nhị gia có cho các nàng ở lại an viên hay không, dù sao lời đồn đại nhiều như vậy, hơn nữa nàng cũng không hiểu rõ tính tình nhị gia. Nếu như hắn mở miệng đuổi người, như vậy mấy năm kế tiếp của nàng liền gian nan rồi. Nghĩ như vậy, lòng của Dương Nghi đông đầy bất an. Đồng khoác nhiên nhìn thoáng qua các nàng, ngoài ý muốn phát hiện hai người sắc mặt như thường, nha đầu thấp hơn đứng phía bên trái, hình như trong mắt còn lộ ra một tia hưng phấn đồng khoác nhiên hiểu rõ mình tới những phụ nhân ở vân châu đã nhìn quen cảnh chết chóc thấy hắn còn phát trung mà hai tiểu bất điểm này hình như lại không chút sợ hãi đúng là hiếm có xem ra lần này nương chọn nha hoàng cho hắn cũng không tệ lắm sắc mặt đồng khoác nhiên hơi nhu hòa lại dù bây giờ hắn đã quen với phản ứng của người khác nhưng không có nghĩa là hắn thích ngay dưới mắt mình có người sợ hắn đến phát trung chỉ liếc mắt qua một cái đồng khoát nhiên liền phất tay cho các nàng đi xuống chỉ giữ lại vưu đại nương ở trong sảnh nói chuyện. Dương Nghi thở vào nhẹ nhõm, như vậy chính là ngầm cho phép họ ở lại an viên. Tỷ tỷ, nhị gia nhìn vẫn xem như được, không đến mức dọa người giống lời đồn nha. Ra khỏi phòng khách một khoảng, Hồ Hạnh nói. Thật ra thì đồng khoác nhiên mũi là mũi, mắt là mắt, tách ra nhìn vẫn rất được, nhưng không biết vì sao, tổ hợp ở chung một chỗ, liền cho người ta một loại cảm giác vạn vẹo. Cộng thêm dáng dấp hắn cao lớn, hợp với vẻ cương nghị đặc hữu trên người làm tướng, khiến người ta nhìn tựa như lục lâm thổ phỉ, không phải là người tốt. Dương Nghi kéo kéo ống tay áo hồ hạnh, ý bảo nàng đừng nói nữa, đừng nói bậy, chủ tử không phải là người chúng ta có thể nghị luận. Hồ hạnh cong cong môi, đi theo phía sau Dương Nghi. Lúc này, nhị gia mang về ba người, một là gã sai vặt cận thân, còn hai người khác, vừa nhìn liền biết không phải là người thường, khiến người ta có một loại cảm giác lẫm liệt, nghiêm cẩn khi ra cửa những người đó chỉ nhìn nàng một cái khiến dương nghi cảm thấy xấu hổ cũng không biết thường ngày bọn họ ở vân châu có phải cũng như vậy hay không nhưng mà những chuyện này cũng không phải là điều nàng quan tâm nàng chỉ cần làm xong bổn phận là được nghĩ như vậy dương nghi xoay người đến phòng bếp chuẩn bị điểm tâm trà nước buổi tối dương nghi làm xong công tác chuẩn bị trực đêm lại bị đuổi đi trong lòng nàng thầm vui trời rất lạnh không cần trực đêm thật không còn gì bằng. Về phòng, Dương Nghi cho thêm mấy khối than vào trong chậu xong, mới làm ổ trên giường. Nàng nhắm mắt lại, một ngày nhẹ nhàng qua đi, nàng phát hiện nhị gia rất dễ hầu hạ, không phải là người hay bắt bẻ, tị hiềm. Cuộc sống như thế thật không tồi. Một buổi tối ngày kia, quỷ A, một tiếng thét vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh trong an viên. Nhìn nô tỳ sợ đến hoa dung thất sắc, đồng khoát nhiên cao mày, mặc dù hắn không đến mức so đo với một nha hoàng nhưng hắn cũng không phải là loại người tính tình yếu ớt nhất thời chỉ thấy hắn nhàn nhạt phân phó cho lâm đại sau lưng ném ra ngoài cho ta lâm đại cũng không vui nha hoàng không có mắt này mới sáng sớm liền phá rối ở an viên thực khiến người ta bực bội lúc bọn dương nghi nghe tiếng đi ra chỉ thấy một tiểu nha hoàng đang té trên đất thức ăn trên tay cũng chịu chung số phận mà hình như nàng cũng ý thức được mình phạm sai lầm đang rung rẩy thành một đoàn. Dương Nghi nhận ra tiểu nha đầu này chính là người lúc trước tốn tiền nhờ quan hệ muốn vào viện lão phu nhân hoặc nhị gia, Vương Trân. Cũng không biết sao nàng ta lại bị phân phối đến phòng bếp làm việc vặt. Lúc đến phòng bếp nhận thức ăn, Dương Nghi đã gặp qua nàng ta mấy lần, việc phải làm đều vừa bẩn vừa mệt. Dương Nghi rất nghi hoặc, mới đầu Vương Trân chỉ biết bày quan hệ, mặc dù làm không đủ bí mật, nhưng dù sao cũng rất lanh lợi, sao lại tới mức như hôm nay? dương nghi nào biết vương trân căn bản cũng không biết an viên là nơi nhị gia ở mặc dù tin đồn nhị gia dung mạo xấu xí nàng có nghe qua nhưng bởi vì nàng bị bài xích nên cũng chẳng có cách nào khác trên đời này cho tới bây giờ đều không thiếu người bỏ đá xuống giếng từ lúc vương trân vào đồng phủ cũng không biết đắc tội với ai tiền bạc bên thân đều xài hết nhưng không vào được sân viện mình muốn như ý nguyện còn bị phái đến phòng bếp đến phòng bếp không tới hai ngày thì đắc tội với một quản sự nhỏ mọn nơi đây, tiếp đó luôn bị làm khó dễ, bị phái đi làm mấy việc nặng như chẻ củi, nấu nước. Đưa điểm tâm giống giờ là việc nhẹ nhất từ trước tới nay, nào biết đây cũng chỉ là bẫy rập do người khác bày sẵn. Lâm Đại ném người ra ngoài xong, liền nhanh chóng bước đến trước mặt Đồng Khoát Nhiên. Lâm Đại rất chú ý đúng mực, nên Vương Trân chỉ bị kinh sợ quá độ mà thôi, không có gì nghiêm trọng. Nhưng Vương Trân lại chỉ ngây ngốc ngã ngồi trên mặt đất một hồi lâu, Dương Nghi thấy nàng ta vẫn không có động tĩnh. Dương Nghi nhìn sắc trời, thời tiết càng lứt càng lạnh, tuyết cũng mỗi lúc một lớn, do dự một chút, vẫn không đi ra ngoài khuyên nàng ta. Hồ Hạnh nhìn lướt qua bốn phía, kề tai Dương Nghi, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, trời lạnh như thế, một mình nàng ta ngồi ở đó mất hồn, để lâu có thể ngã bệnh không, hay là chúng ta đi khuyên nhủ một chút. Dương Nghi ngoài ý muốn nhìn Hồ Hạnh một cái, hồ hạnh lại không dám đối diện với ánh mắt của nàng mi khẽ rủ xuống dương nghi sao lại không biết nàng ấy đang nghĩ cái gì muốn thi ân tâm tư chuyển thật nhanh a à. chỉ là an viên mặc dù thanh tịnh nhưng tai mắt của các phòng cũng không ít đừng trộm gà không được còn mất nắm gạo thì hơn chỉ là xem như vì vài phân tình nghĩa mấy ngày nay không muốn nhìn thấy nàng ấy liên lụy nàng cũng nên cản lại tuyết càng lúc càng nhiều Chúng ta nhanh đóng cửa rồi vào phòng nghỉ thôi, nàng ta ngồi một lúc thấy lạnh, tự khắc sẽ sẽ trở về. Nhưng không chờ Dương Nghi nói xong, Hồ Hạnh liền như một làn khói chạy ra ngoài. "Tỷ tỷ, ta chỉ nói mấy câu thôi, sẽ không lâu đâu." Nghĩ là Dương Nghi lo lắng cái này, Hồ Hạnh vừa chạy vừa bảo đảm. Cửa chính của An Viên rất nặng, bình thường đều là hai người bọn họ hợp lực mới mở ra được. Thấy vậy, Dương Nghi cũng không đuổi theo. Nếu nàng chạy ra thì khuyên bằng cách nào đây? Suy nghĩ của nàng so với một tiểu cô nương mới 10 tuổi mà nói là sâu sắc hơn nhiều, hơn nữa còn cẩn trọng như vậy, nếu để người khác biết, sợ không phải là chuyện tốt. Vương tỷ tỷ, vương tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Mau dậy đi, nếu như ngã bệnh thì thật không tốt. Hồ Hạnh kéo cánh tay Vương Trân, muốn nâng nàng ta dậy. Họ làm nha hoàng cho người khác, thì không nên sinh bệnh, nhất là trong tiết trời lạnh thế này, chỉ không cẩn thận chút xíu có thể mất luôn mạng nhỏ hai mắt vương trân từ từ hồi thần sau khi nhận ra hồ hạnh liền phẫn hận nói là ngươi hồ hạnh cảm thấy nàng ta có điểm không đúng mình đây là đang giúp nàng không cảm tạ thì thôi sao lại còn bày ra dáng vẻ thế này là ta a à, vương tỷ tỷ ngươi nhanh về đi vương trân đứng lên đẩy mạnh nàng một cái quán hận nói không cần ngươi giả làm người tốt sau đó xoay người chạy ngược trở về vương trân vừa chạy vừa rơi lệ nếu không phải do họ nàng đã sớm khoái khoái hoạt hoạt ở trong viện của lão phu nhân rồi chứ không phải như hiện tại vương trân càng nghĩ càng uất ức nước mắt liên tục rơi xuống hồ hạnh lão đảo lui lại mấy bước mới đứng vững không bị ngã nhào nhỏ giọng oán trách mấy câu hảo tâm không có hảo báo quả nhiên là người đáng thương tất có chỗ đáng hận trở lại trong sân nhỏ hồ hạnh ngượng ngùng dương nghi cũng không nói gì chúng ta đóng cửa lại thôi thật ra thì nếu hồ hạnh không ra khuyên nàng cũng đã nghĩ được biện pháp đó là đóng cửa mạnh một chút khiến vương trân hồi thần là được đây là giới hạn lớn nhất nàng có thể làm nếu vô hại với mình thì giúp người khác cũng là một điều tốt nhưng là nếu ngại tai mắt của người khác ngươi cũng chưa có đủ quyền lực để giúp đỡ mọi người thì không nên vọng động người phải hiểu rõ vị trí nhận rõ bổn phận của mình hôm nay họ là nha hoàng của người ta chủ yếu nhất là trung thành, phải nhận rõ ai là chủ tử của mình, luôn đứng về phía chủ tử. Dù sao, vừa rồi Vương Trân cũng đã mạo phạm nhị gia, mặc kệ nghĩ thế nào, họ cũng đều không nên tỏ ra thân thiết với nàng ta. Nếu Hồ Hạnh không nhận thức được điểm này, về sau sợ rằng sẽ phải chịu thua thiệt. Hồ Hạnh giờ đây đã tự kéo mình vào vũng bùng, chẳng biết có thể bị chủ tử chán ghét mà vứt bỏ hay không. Có lẽ chuyện cũng không nghiêm trọng như nàng nghĩ. Dương Nghi tự dẻo, sau khi vào đồng gia, nàng thật đã quá cẩn thận, quá đa nghi rồi. Đi, về phòng thôi, tuyết mỗi lúc một lớn rồi. Hồ Hạnh nói một câu, rồi kéo Dương Nghi đang suy nghĩ đến xuất thần, bước vào phòng. Dương Nghi kéo kéo áo bông, trời càng lúc càng lạnh. Đợi hai người một trước một sau vào phòng xong, vô đại nương mới ôm lò sưởi bước ra từ khúc quanh, sắc mặt lạnh lẽo, lắc đầu một cái, tự nhủ, rốt cuộc vẫn còn quá trẻ tuổi A dễ dàng mềm lòng. Sau sự kiện Vương Trân, lão phu nhân sợ phòng bếp chậm trễ nhi tử Bảo Bối, nghĩ mãi vẫn cảm thấy không yên tâm, liền bảo gia nhân xây một cái bếp nhỏ ở An Viên, lại phái thêm một nữ đầu bếp tay nghề tốt tới đây. Bọn Dương Nghi cũng được hưởng lợi theo, rốt cuộc có thể ăn thức ăn nóng sốt rồi. Phòng bếp cách An Viên khá xa, thường ngày khi thức ăn được đưa đến thì đã nguội lạnh. Bọn Dương Nghi phải hâm lại lần nữa mới có thể ăn. Mà Vương Trân thì bị bán đi rồi. Nàng không biết có phải do lão phu nhân ra lệnh hay không, nhưng dù không phải thì vì muốn lão phu nhân vui vẻ, cũng sẽ tự có người nhanh chóng làm chuyện này. Sau khi Dương Nghi biết, cũng chỉ âm thầm thở dài một tiếng. Ai cũng có số mệnh riêng, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Nhị thúc, đây là trà xuân long tỉnh à? uống rất thơm. Đồng Văn Bân dơ dơ hai chân, cười hì hì hỏi. Sau khi được đồng khoát nhiên khẳng định, liền kêu gào, tổ mẫu thật thiên vị, đồ tốt cũng chỉ cho mỗi nhị thúc thôi. Nói bậy cái gì, trà này là tổ mẫu đưa tới cho ta hai ngày trước, biết ngươi yêu trà, lúc ấy cũng sai người mang qua cho ngươi. Đồng khoát nhiên cười mắng. Dương Nghi ở một bên, ngạc nhiên nhìn qua, nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy được diện mạo khác trừ vẻ nghiêm nghị của nhị gia đấy. Thật ra thì đồng khoác nhiên cũng chẳng lớn hơn đồng văn bân bao nhiêu, hắn cùng tuổi với đồng văn sinh, đại ca của đồng văn bân. Từ nhỏ, đồng văn bân đã bị ôm đến chỗ lão phu nhân, nên rất thân thiết với đồng khoác nhiên, dù hai người là quan hệ chú cháu, nhưng thật ra thì chẳng kém hơn huynh đệ ruột là mấy. Đồng khoác nhiên rất ít khi lộ cảm xúc ở trước mặt người khác, mà Đồng Vân Bân vừa vặn là một trong số những ngoại lệ. Những lời này của Đồng khoát Nhiên khiến Đồng Văn Bân rất kinh ngạc, hắn có thú đam mê uống trà, cho nên mới có thể nhận ra bất đồng trong đó. Trà này ở trong chén ánh lên màu xanh lá, hương thơm nồng đậm, mùi vị thuần mỹ, hình thái cũng tốt. Rõ ràng không giống như trà mấy ngày trước đây hắn phân phó Mỹ tỳ pha. Mà lời của nhị thúc cũng không phải giả như vậy có kết quả khác biệt này sợ là do người pha trà có tài nghệ cực cao nhị thúc trà này là ai pha vậy đồng văn bân biết ở an viên tăng thêm ba nha hoàng ma ma trừ mấy người này ra hắn không nghĩ rằng những đại nam nhân kia biết công việc pha trà đòi hỏi sự tỉ mỉ này mi tâm đồng khoát nhiên hơi nhíu lại với hắn mà nói có thể ăn có thể uống là được đâu để ý đến mùi vị có tốt hay không ở vân châu được ăn no đã là may mắn rồi nên hắn không hiểu lắm sở thích này của chất tử. Nhưng không hiểu là không hiểu, hắn cũng lười xen vào, dù sao mỗi người đều tự có sở thích của riêng mình. Đúng lúc Dương Nghi mang điểm tâm lên, liền bị Đồng Khoát Nhiên gọi lại, trà này là người nào pha? Dương Nghi dừng một chút, bẩm nhị gia, là Hồ Hạnh pha. Gọi nàng vào đây. Hồ Hạnh muội muội, nhị gia bảo ngươi vào. Dương Nghi ra cửa, vào thiên sảnh, thấy Hồ Hạnh đang bận rộn, vội nói: Hai mắt Hồ Hạnh sáng lên, vội vàng đứng dậy sửa sang lại xiêm áo, "Tỷ tỷ giúp ta trong bếp lò một chút, ta đi rồi sẽ nhanh chóng quay lại." Thanh âm dễ nghe còn đang vây lượn bên tai, bóng dáng nho nhỏ của Hồ Hạnh đã biến mất ở ngoài cửa. Dương Nghi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nha đầu này, tính tình thật hấp tấp, chưa hỏi thử nhị gia tìm nàng vì chuyện gì, liền lanh tanh láo táo chạy đi rồi, không nên làm mất hình tượng ở trước mặt chủ tử mới tốt. "Nhị gia, ngài tìm ta à?" đồng khoác nhiên chỉ vào đồng văn bân bên cạnh nói tam thiếu gia tìm ngươi hắn hỏi cái gì ngươi thành thật trả lời là được trà này là ngươi pha sao đồng văn bân hào hứng hỏi là nô tỳ pha ngươi nói một chút về quá trình pha trà đi trước hết nô tỳ dùng nước sôi đồng khoác nhiên nhìn hồ hạnh một cái chỉ thấy hai mắt nàng tràn đầy thần thái một bộ rất thích ý vì tam thiếu gia dốc sức hắn đã không còn là một thiếu niên vô tri nàng biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì ngoài việc muốn người khác chú ý dù là loại nào hắn đã sớm học được cách bỏ qua huống chi nàng chỉ là một nha đầu phải nói hôm nay trên cõi đời này người có thể khiến hắn đặt trong lòng không nhiều lắm trừ mẫu thân cùng đám huynh đệ cậu ngoại ở vân châu căn bản chẳng còn ai khác nếu ngay cả tâm tư của một nha đầu cũng đi để ý vậy hắn đồng khoát nhiên không biết đã bị biến thành hình dáng gì rồi chỉ hơi chút để tâm nghe đối thoại của bọn họ đồng khoác nhiên phát hiện nha hoàng này quả thật có hiểu biết về trà là một người tí tại ngôn ngoại chỉ là ở trong quân doanh đã lâu về tương đối mà nói hắn vẫn là một người thích giữ quy củ tuy những người như thế này thường có vài tài năng đặc biệt nhưng cũng là kiểu khiến hắn phải phí rất nhiều tâm tư mới có thể dọn dẹp tốt vừa trả lời đồng văn bân hồ hạnh vừa lén nhìn đồng khoác nhiên một cái chỉ thấy ngón tay hắn vô thức gõ lên mặt bàn bộ dáng kia hiển nhiên không biết tâm thần đã du lịch đến phương trời nào, chẳng mảy may quan tâm chút gì đến đoạn đối thoại của bọn họ, trong lòng hồ hạnh có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến thân phận cùng tình cảnh của chính mình, chỉ đành phải dời lực chú ý lực lên người tam thiếu gia. Hàng huyên hết hai khắc, đồng văn bân mới thỏa mãn cất bước. Lúc đi, còn lầm bầm lão phu nhân thiên vị, ban cho nhị thúc nha hoàng có kiến thức hơn nhiều so với nha hoàng bên cạnh mình. Dương Nghi nghe những lời này, nhìn Hồ Hạnh vẫn đang vui mừng vì được khen ngợi, trong lòng lắc đầu, đúng là một đứa trẻ, lời này nếu bị đám nha hoàng trong viện tam thiếu gia nghe được, không oán hận Hồ Hạnh mới là lạ. Tỷ tỷ, nhìn này, đây là nhị gia thưởng cho ta đấy. Hồ Hạnh giống như hiến vật quý lấy ra một khối bạc nặng trĩu. Bạc đó, một thỏi bạc nha. Những cổ nhân như bọn họ, sẽ chẳng hiểu được sự yêu thích với bạc, của những người quen sờ tiền giấy như nàng. Dương Nghi nhận lấy, ước lượng, rồi cười nói, khối bạc này ít nhất cũng là hai lượng đó, ngươi còn không mau giấu kỹ đi. Hồ Hạnh nghe vậy, cười nói, nếu tỷ tỷ thích, muội chia cho tỷ tỷ một nửa nha. Chỉ là nụ cười này hơi thu lại một chút, người có tâm tư không tỉ mỉ, căn bản khó có thể phát hiện. Dương Nghi nhìn nàng một cái, cười cười, cũng không làm thật. Mỗi người đều có phúc khí của mình, những thứ này có hâm mộ cũng không được. Muốn chi nàng cùng Hồ Hạnh chỉ mới sống chung mấy ngày ngắn ngủi, tính tình của nàng ấy là gì, dù nàng không dám nói hiểu rõ, nhưng cũng biết được vài phần, tỷ như Hồ Hạnh miệng ngọt, luôn có thể dụ được vưu đại nương, tỉ như nàng ấy tương đối giữ gìn đồ đạc của mình, không dễ để cho ai đụng tới. Dù nàng ấy thật tâm muốn chia cho nàng một nửa, nhưng nàng sao có thể nhận. Mặc dù nàng hôm nay một nghèo hai trắng, tầm mắt cũng sẽ không hạn hẹp đến vậy. Hơn nữa, từ xưa tới nay, nợ nhân tình là khó trả nhất nàng quyết sẽ không vì nửa khối bạc mà đeo lên lưng cái khoản nợ này hồ hạnh thấy dương nghi chỉ cười mà không nói lời nào trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có điểm buồn bực bực chính mình cũng bực cả dương nghi nụ cười này của dương nghi giống như đã hiểu thấu tất cả thật khiến nàng cảm thấy khó chịu cảm giác như mình chẳng thể che giấu được điều gì yên lặng một lúc lâu hồ hạnh liền lấy cớ đi ra ngoài đáng ghét lão phu nhân tức giận đập phong thơ trong tay xuống bàn thực buồn cười khi dễ đồng gia chúng ta không có ai sao chỉ là một đồng tri ngũ phẩm dù cho dòng chính nữ gã tới đây cũng đã là với cao hôm nay nàng ta còn dám đề xuất để một thứ nữ do con hát sinh gã tới cũng không tự nhìn lại mình xem nếu không phải nể chút tình nghĩa ngày xưa lần này liền cùng nàng ta xé rách mặt nương đồng khoát nhiên bất đắc dĩ nhìn nương hắn không cần xem cũng biết đây là nương thay hắn cầu hôn bị người ta cự tuyệt. Kết quả như thế không phải đã liệu được từ đầu rồi sao? Từ sau khi hắn 14 tuổi, hàng năm nương đều phí tâm thu xếp hôn sự, đáng tiếc bà Mai vừa nghe đến con thứ của An Nhạc hầu phủ, liền ý nhị từ chối. Hắn đã sớm không còn ôm hy vọng, sao nương còn chưa chết tâm chứ? Đối với chuyện lấy vợ, tâm hắn đã lạnh. Hắn chỉ muốn trở về Vân Châu, đó mới là nơi cả đời hắn cố gắng bảo vệ con yên tâm, vi nương nhất định sẽ tìm cho con một cô nương ôn nhu, hiền thục về làm vợ. Những năm này bà vẫn luôn nhìn những nhà môn đăng hộ đối, hôm nay cũng không thể không hạ điều kiện xuống. Đồng khoát nhiên biết khuyên không được, chỉ im lặng. Còn hai ngày nữa là con phải về Vân Châu rồi, có việc gì bận thì cứ đi đi, hành lý, vi nương tự sẽ thay con thu xếp thỏa đáng. Trong thanh âm của lão phu nhân tràn đầy không nở. Nhìn mái tóc có chút bạc của nương mình, dù đồng khoác nhiên đã quen thấy cảnh sinh tử, tâm tính kiên định, lúc này, trong lòng cũng không khỏi có chút khó chịu. Đối với những gia đình phú quý như họ mà nói, bà đã sớm nên được chơi đùa với cháu, nghỉ ngơi an dưỡng, chứ không phải còn vì chuyện chung thân đại sự của hắn mà hao tâm tổn sức. Nương, hài nhi có thời gian, sẽ trở lại thăm người. Lời an ủi bật thốt lên, người để cho hắn nhớ thương trong cả phủ trạch này chỉ mỗi mình lão nương trước mắt mà thôi. Đứa nhỏ ngốc, Lão phu nhân sờ sờ đầu hắn. Biết lời của hắn cũng không hoàn toàn thật tâm, nơi này, một năm có thể trở về một chuyến đã là không dễ, bà cũng đâu dám cưỡng cầu gì nhiều hơn chứ. Đi làm việc của con đi. Vừa ra khỏi cửa, Đồng Khoát nhiên lại khôi phục vẻ mặt thường có, không để người ngoài nhìn ra chút tâm tình nào của hắn. Đuổi người đi rồi, lão phu nhân lắc đầu một cái, đứa nhỏ này, tính tình thật giống phụ thân hắn. Còn không đúng sao? Nhiên Ca Nhi thật giống lão hầu gia, hầu gia không phải tuổi gần 30 mới thành thân sao, cho nên lão nô nói nha, phúc khí của Nhiên Ca Nhi còn ở phía sau đấy. Vương đại nương vội vàng cười trấn an, nói: "Chỉ mong là vậy. Hôm nay, lão phu nhân cũng chỉ có thể nghĩ như thế, đúng rồi, hành lý của Nhiên Ca Nhi đã thu dọn xong chưa?" Vẫn dựa theo năm trước mà làm, chỉ là có thêm mấy thứ, người xem thử còn cần gì nữa không. Nói xong, Vương Đại Nương liền đưa danh mục cho Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân hiếp mắt nhìn, thêm mấy thứ vào, lại bỏ đi mấy thứ không đáng. Hai nha đầu ở An Viên này, cũng không biết Nhiên Ca Nhi cảm thấy thế nào, cần phải mang theo không đây. Đều mang theo đi, tỷ nữ dù sao cũng tỉ mỉ hơn nô tài. Trong phủ ở Vân Châu kia của Nhiên Ca Nhi, gần như tất cả đều là nam nô bột cùng một vài lão ma ma, khó khi có được hai nha đầu trẻ trung, hầu hạ lâu như vậy mà không xảy ra vấn đề gì, hiển nhiên là phải mang đi Bây giờ Dương Nghi còn chưa biết vận mệnh của mình đã bị quyết định Mà đồng gia cũng không nhớ Dương Nghi chỉ là nha hoàng ký văn khế cầm cố Nhưng mà đối với bọn họ mà nói Văn khế cầm cố cùng văn tự bán đức cũng không khác biệt lắm Từ lúc biết mình sắp rời cố thổ tiến về Vân Châu Dương Nghi không còn cảm thấy lo âu nữa Lần đi này, Ít thì một hai năm không gặp được người nhà, lâu thì sợ rằng năm năm cũng chưa chắc có thể về một chuyến. Nàng thật hy vọng có thể trở lại thăm cha mẹ trước khi khởi hành, nhưng cũng biết đây chỉ là ước muốn xa vời, chưa nói tới việc nàng mới vào phủ không bao lâu, ác hẳn sẽ không được đặt cách như thế, mà chỉ hai ngày nữa nhị gia sẽ đi rồi, thời gian quá gấp rút, căn bản không có cách nào khác. Dương Nghi tuy có tâm sự, nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Dưới sự chỉ huy của vua đại nương, những gì phải mang đi đều được thu xếp gọn gàng nghĩ tới nghĩ lui dương nghi vẫn không có cách thôi thì không trở về vậy kiếp trước nàng cũng vào phủ ba năm lần đầu tiên vô tình nhận được ân điển mới có thể về nhà một chuyến kiếp này không có công chẳng có lao sao có thể khiến đồng phủ mở ra thông lệ đây người phải nhận rõ vị trí của mình mới có thể sống tự tại lâu dài vả lại nàng có về cũng chỉ nói vài câu thôi chẳng quá cấp thiết. Hơn nữa trong nhà vẫn còn chút bạc, nếu gặp phải việc cấp cũng có thể ứng phó được, nàng không cần lo lắng quá mức. Tay chân nhanh nhẹn lên một chút, những đồ này phải thu xếp xong trong ngày hôm nay. Vưu đại nương cười phân phó, khuôn mặt rạng rỡ. Lần này bà sẽ theo nhị gia đi Vân Châu. Tuy giờ bà ở đồng phủ ăn mặc không lo, nhưng trong lòng vẫn thấy rất trống trải. Nhiên ca nhi cũng đã đứng vững ở Vân Châu có đi theo cũng không sợ sẽ gây phiền phức cho hắn trong phủ lão phu nhân vẫn đang làm chủ hơn nữa cũng rất thương yêu nhiên ca nhi phần sản nghiệp thuộc về nhiên ca nhi kia bà tin lão phu nhân sẽ giữ lại cho hắn hôm nay điều làm bà lo lắng nhất chính là hôn sự của nhiên ca nhi không nhìn thấy hắn thành thân bà có chết cũng không thể nhắm mắt mà nhiên ca nhi vừa đi vân châu chính là mấy năm cho nên lúc này bà nhất định phải đi theo dù sao đi nữa cũng có thể giúp đỡ cho hắn vài việc lây dính cảm xúc vui vẻ của vưu đại nương phiền muộn trong lòng dương nghi cũng tiêu tan đôi chút tâm tình cũng chậm rãi tốt hơn thật ra thì bỏ qua việc tạm thời không thể về thăm người thân đến vân châu cũng không có gì không tốt kiếp trước sau khi vào đồng phủ trừ mấy lần được về nhà cả đời nàng gần như chưa từng bước ra khỏi cánh cửa đồng phủ hôm nay có cơ hội đi đến những nơi khác quả thật là không tệ Hạnh Nhi, mang lò sưởi tay này theo luôn đi. Khí hậu ở Vân Châu rét lạnh, mùa đông cũng dài hơn, đến tháng năm mới có thể bước vào mùa hạ, cho nên những đồ dùng chống lạnh là không thể thiếu. Một hồi lâu, cũng không thấy Hồ Hạnh có động tác, Vưu Đại Nương khẽ cao mày, Hạnh Nhi. Kêu liền hai tiếng, Hồ Hạnh mới lấy lại tinh thần, sắc mặt ửng đỏ, Vưu Đại Nương, người gọi ta. Ừ. Vưu Đại Nương lặp lại lời mình lần nữa, Hồ Hạnh hơi hốt hoảng làm theo. Vưu đại nương thấy Dương Nghi, tới tới lui lui bận rộn trong phòng, nhìn lại hồ hạnh đang ngẩn người, trong lòng thở dài. Hồ hạnh miệng ngọt, lại có mắt nhìn, thường xuyên cầu nhau một chút việc nhà, khiến bà rất vui vẻ. So sánh với Dương Nghi chỉ biết làm việc, có chút trầm lặng, trong lòng bà vẫn nghiêng về hồ hạnh hơn. Có gì ngon sẽ để lại cho nàng một phần, công việc gì thoải mái, cũng phần nhiều rơi vào người nàng, chỉ kém chưa xem nàng là cháu gái ruột để yêu thương thôi mà sự khác thường của hồ hạnh cũng làm cho vưu đại nương âm thầm buồn bực cùng lo lắng tỷ 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 nói xem chúng ta thật phải đi theo nhị gia đến vân châu sao đúng vậy lão phu nhân không phải đã phân phó rồi ư chỉ là dương nghi nhìn bộ dáng của hồ hạnh hình như ngươi không muốn đi hồ hạnh lúng túng làm sao có thể lại nhỏ giọng lầu bầu một câu cái nơi lạnh khủng khiếp đó người nào thích đi chứ thấy Dương Nghi không để ý tới mình nữa, tiếp tục xếp quần áo, Hồ Hạnh lại càng không cam lòng, biểu môi nói, tỷ tỷ ta thì không nói, đã bán mình vào đồng gia, chủ nhân bảo đi hướng nào thì phải đi hướng ấy. Nhưng tỷ tỷ không giống, ngươi chỉ ký văn khế cầm cố mà thôi, đồng gia bắt ngươi đến Vân Châu, không phải rất quá đáng sao. Phải biết, ngộ nhở biên cương thất thủ, thì Vân Châu là nơi dễ bị ảnh hưởng nhất. Bàn tay đang gấp quần áo của Dương Nghi hơi dừng lại, thở dài, dù là như vậy, thì chúng ta có thể làm gì được chứ? Vân Châu nguy hiểm, ở đồng phủ cũng không nhất định an toàn, hàng năm những nô tỳ, nô bột bị bán ra từ phủ cũng không ít, ai dám nói mình nhất định sẽ không rơi vào cảnh ngộ đó đây? Hay là, chúng ta đi cầu cầu xin đại phu nhân? Đại phu nhân nhân từ, không chừng có thể giúp chúng ta cầu tình. Dương Nghi vội vàng che miệng nàng ta lại, nhìn chầm chầm hồ hạnh một lúc lâu, thẳng đến khi nàng ta cảm thấy không được tự nhiên, mới lạnh lùng thốt lên, câm miệng. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta theo. Tìm đại phu nhân. Đại phu nhân sao phải vì hai nha hoàng không chút quan hệ như bọn họ đến gây sự với lão phu nhân. Đại phu nhân nhân từ. Hồ Hạnh vào phủ không lâu nên không biết, nhưng nàng đã sống ở đây vài chục năm, sao còn không rõ chứ. Trong cả trạch viện này không có một ai là nhân từ, người nhân từ chẳng sống thọ được ở đây. Huống chi trong vòng 10 năm ở tương lai, Đến lúc nàng chết, đại phu nhân vẫn đang vững vàng nắm giữ quyền lực trong phủ này, người như vậy sẽ nhân từ sao? Hôm nay, mặc dù đại phu nhân đã nắm giữ phần lớn quyền hành, nhưng quyền lực đó đều là do lão phu nhân nhường lại, lão phu nhân vẫn có quyền tuyệt đối trong đồng phủ này, như vậy đại phu nhân ít nhiều cũng cảm thấy bất mãn chứ. Hơn nữa, bảo các nàng đi theo đến Vân Châu là do lão phu nhân đích thân phân phó, nếu họ đến cầu xin đại phu nhân, hiển nhiên là chẳng để tâm đến lời của lão phu nhân làm tổn hại đến thể diện của bà sợ rằng đại phu nhân lợi dụng họ xong cũng sẽ ra tay dọn dẹp để làm yên lòng lão phu nhân như vậy những ngày tháng sau này có muốn sống yên ổn ở đồng phủ sợ chỉ còn là chuyện không tưởng đây chính là một con đường cục chỉ có hạng người không đầu óc mới có thể nghĩ ra được không ta không phải chưa từng gặp qua sắc mặt lạnh lùng như vậy của dương nghi hồ hạnh lập tức luống cuống nhưng vẫn không từ bỏ ý định giải thích ta chỉ cảm thấy người nhà chúng ta đều ở Thông Châu, nên nghĩ cách để lưu lại mới đúng. Ngày sau, nếu trong nhà có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể giúp. Dương Nghi nhìn chầm chầm nàng ta, không nói gì. Dương Nghi cũng không đần, chỉ cần nghĩ một chút, liền hiểu được nguyên nhân mấy ngày nay nàng ta khác thường. Đơn giản là lần đó, sau khi Tam Thiếu Gia cùng Hồ Hạnh bàn phẩm về trà đạo, những ngày kế đều tìm cơ hội đến đây, trong lúc nói chuyện luôn không chút keo kiệt, bày tỏ sự tán thưởng cùng yêu thích với Hồ Hạnh, gương mặt lúc rời đi, cũng ngày càng thêm vui vẻ cùng hưng phấn. Mà qua sang năm, lúc này, tính cả tuổi mụ Hồ Hạnh đã là 12, chính là khoảng thời gian hay động tâm của thiếu nữ, tam thiếu đồng văn bân lại là một thanh niên tuấn giật, thái độ đối với nàng ta cũng không tệ, nên dẫn đến việc Hồ Hạnh động tâm, cũng chẳng phải là điều gì quá ngạc nhiên. Nhưng mà đây là chuyện riêng của Hồ Hạnh, Dương Nghi cũng lười can thiệp, chỉ gật đầu nói, tùy ngươi, muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng động đến ta là được. Nói xong, không để ý tới nàng ta nữa, trải giường chiếu, ngã đầu xuống ngủ. Hồ Hạnh buồn bực ngồi ở đó, nàng không ngờ, đến cả một tiểu nha đầu 10 tuổi cũng giải quyết không xong, vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện dễ dàng, dụ dỗ hai câu là được, nào biết, ở cổ đại này đến cả một đứa bé cũng không khéo như quỷ vậy chứ. Bây giờ ầm ĩ đến như vậy, nàng chỉ đành phải tự tìm cách thôi, nàng thật không nguyện ý đi vân châu mặc dù nàng không sợ đồng khoát nhiên nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý đến địa phương tồi tàn kia mà chịu khổ hơn nữa nơi này có người nàng thương nghĩ đến đồng văn bân tuấn nhã phiêu giật trong lòng hồ hạnh liền ngọt ngào giống như được ăn mật nãy nãy người cho cháu nha hoàng hồ hạnh trong viện nhị thúc đi viện của cháu cũng tùy người chọn lại một nha đầu khác cho thúc ấy đồng văn bân làm nũng với lão phu nhân hy vọng có thể dùng chiêu này để bà ba người vừa ý cho mình. Lão phu nhân sửng sốt, sau đó cười nói, đứa bé này, sao đến cả nha hoàng bên người nhị thúc ngươi cũng muốn mượn. Bàn tay đang đặt ở trên đầu đồng văn bân hơi dừng một chút, tiếp đó như có như không khẽ vuốt tráng hắn. Nói đến đây, đồng văn bân mặt mày hớn hở, nha đầu kia là một người rất am hiểu trà đạo, những nha hoàng bên cạnh cháu chẳng có một ai theo kịp nàng. Nãy nãy, người ban nàng cho tôn nhi đi nói đến trà, ta nhớ hình như đại nha hoàng trúc thanh bên cạnh cháu cũng là một người am hiểu mà, đến cả nàng ta cũng kém hơn nha đầu kia sao? kém hơn kém hơn, một trời một vực, sao có thể so sánh chứ? đồng văn bân ý vị lắc đầu, hoàn toàn không để ý đến trúc thanh đứng bên cạnh. sau khi nghe lời của hắn mặt đã trắng xanh. nha hoàng bên cạnh cháu đã nhiều rồi, nhưng trong viện của nhị thúc cháu tổng cộng cũng chỉ mới có hai người. hơn nữa trước đó, ta đã ban nha đầu này cho nhị thúc cháu lão phu nhân tỏ vẻ khó xử. Nãy nãy, cháu đã hỏi nhị thúc rồi, thúc ấy bảo tùy người làm chủ nha. Nãy nãy, thanh âm kéo ra thật dài. Lão phu nhân bị hắn dây dưa đến mức nhức đầu, chỉ đành phải đuổi hắn đi, nhưng cũng chưa cho một câu trả lời chắc chắn. Sau khi đồng văn bân đi rồi, sắc mặt lão phu nhân hơi trầm xuống, trong suy nghĩ của bà, nhi tử cùng tôn tử không sai, người sai nhất định là nha hoàng muốn quyến rũ chủ tử đó. Tâm tư của lão phu nhân, người đã đi theo bà mấy chục năm như vương đại nương sao lại không biết, vương đại nương bưng một ly trà nóng tới, lão phu nhân, tội gì phải tức giận chỉ vì một tỳ nữ nho nhỏ, thật không đáng. Lão phu nhân uống hai ngụm trà sâm, lúc này mới thuận tức, người nói xem, nhà hoàng này có nên cho hắn hay không? Ta xem vẫn nên cho đi, chỉ vì một nha đầu như vậy, mà dẫn tới hiềm khích giữa hai chú cháu sẽ không tốt. Ừ, nếu nhiên ca nhi đã nói để cho ta làm chủ, chắc là thật sự không để ý nha đầu kia. Lão phu nhân gật đầu một cái, đột nhiên lại hỏi tiếp, ngươi nghĩ xem, chuyện này là chủ ý của Bân Ca Nhi, hay là do bị nha đầu kia khuyến khích? Việc này, vương ma ma khó xử, tin tức quá ít, bà quả thật không dám kết luận bừa. Hừ, mặc kệ như thế nào, nếu người được lợi lớn nhất là nàng ta, vậy nàng ta cũng chẳng thoát khỏi liên quan. Vương ma ma gật đầu. Đúng vậy, từ những lời đồn trong phủ mà nói, có thể thấy được nha đầu này cũng có suy nghĩ muốn trèo cao, nếu không phải nàng ta cố ý biểu hiện, một ly trà nho nhỏ, sao có thể được tam thiếu gia tán thưởng đến vậy chứ? Thôi, bất luận là phải hay không, nha hoàng có tâm cơ như vậy, ta cũng không yên lòng, để nàng ở lại bên cạnh nhiên ca nhi. Cứ tặng nàng ta cho bân ca nhi đi, những nha hoàng bên canh bân ca nhi cũng không phải chỉ là vật trang trí, chủ tử của đồng phủ này, há lại để cho một hạ nhân chọn tới chọn lui một câu nói của lão phu nhân liền cho hồ hạnh được như nguyện chỉ là hình tượng của nàng ta ở trong lòng lão nhân gia này cũng hoàn toàn hỏng rồi đầu tháng 8 tuyết rơi ít đi đồng nhị gia rời phủ người tới tiễn cũng không nhiều những chủ tử khác ở đồng phủ đồng khoác nhiên đã gặp qua khi đến sân viện lão phu nhân chào từ biệt lúc này chỉ là vài người quen biết đến cùng với quản sự phụ trách kiểm tra lần cuối xem thử còn bỏ sót thứ gì hay không trong đám người đó dương nghi thấy hồ hạnh nàng ta mặc một bộ y phục màu vàng bằng vải bông vẻ mặt thương cảm nhìn bọn họ dương nghi nhíu nhíu mày vừa rời khỏi an viên nàng ta liền được thăng làm nhị đẳng nha hoàng rồi ư xem ra tam thiếu gia quả nhiên rất coi trọng nàng nhưng mà, việc này cũng giống như là lửa mạnh nấu dầu vậy, đối với nàng ta mà nói, không biết là phúc hay là họa đây. Dương Nghi thấy xe ngựa đã được chuẩn bị xong, bước tới đỡ vưu đại nương đang ngây ngẩn. Nàng khẽ thở dài, lão nhân gia bà cũng không dễ chịu gì, tuổi đã cao, còn phải xa xứ. Vưu đại nương Vưu đại nương thu hồi ánh mắt buồn bã, vỗ vỗ tay nàng, đứa bé ngoan. Đi thôi. Lưu luyến nhìn đồng phủ lần cuối, Vưu Đại Nương chậm rãi bước về phía xe ngựa. Lúc trước Hồ Hạnh còn đang do dự có nên tiến lên hay không, giờ phút này thấy đã sắp không còn cơ hội, bèn hô nhỏ, Vưu Đại Nương. Vưu Đại Nương nhàn nhạt liếc nàng một cái, ôn hòa từ một tiếng xong, liền quay đầu không nhìn nàng ta nữa. Vưu Đại Nương không phải không thất vọng, với phương pháp của Hồ Hạnh, nhưng chỉ là thất vọng mà thôi. Thái độ của Vưu Đại Nương khiến Hồ Hạnh uất ức, vành mắt đỏ hồng nhưng là nàng không hối hận với lựa chọn của mình vì sinh ra trong gia đình bình thường nên cho tới bây giờ nàng rất thực tế nếu nàng đi vân châu tương lai mù mịt như vậy có thể tìm được hạnh phúc thật sự sao nàng rất có lòng tin với bản thân mình dù không thể lên được chức vị tam thiếu phu nhân cũng sẽ chiếm một vị trí tồn tại đặc biệt nhất trong lòng đồng văn bân hồ hạnh chạy đến gần bà kêu lớn vưu đại nương chuyện gì vưu đại nương ưỡn thẳng lưng nhưng vẫn không quay đầu lại. Hồ Hạnh nở nụ cười miễn cưỡng, không có gì, chỉ là Tiểu Hạnh phải ở lại hầu hạ tam thiếu gia, không thể cùng mọi người đi Vân Châu, Tiểu Hạnh cảm thấy rất có lỗi, mong vua đại nương có thể thông cảm cho. Đây là đôi vớ hai ngày nay ta theo, hy vọng người lên đường bình an. Dù sao cô phụ ý tốt của lão nhân gia bà, trong lòng nàng cũng có chút ấy nấy. Chật chật, Dương Nghi âm thầm lắc đầu, đúng là tí ẩn ngoài lời, bày tỏ rằng nàng ta vô tội đa tạ ý tốt của ngươi nhưng mà những thứ đồ này chúng ta cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ không cần ngươi phí tâm nói xong câu này không đợi hồ hạnh tiếp lời vưu đại nương liền quay sang dương nghi nói đi thôi đối với hồ hạnh vưu đại nương không quá tức giận nhưng cũng không muốn gặp lại nàng ta nghe vậy sắc mặt hồ hạnh cứng đờ nhưng không từ bỏ ý định gọi với theo vưu đại nương muốn bà có thể nể một phần tình nghĩa lúc trước Bước chân của vưu đại nương vẫn không ngừng lại, nhận thấy sự kiên trì của nàng ta, dương nghi không nói gì, hướng hồ hạnh gật đầu một cái, chỉ thấy mặt nàng ta lộ vẻ vang xin nhìn mình, muốn nhờ nàng nói tốt giúp vài lời ư. Dương nghi không đồng ý biểu biểu môi. Nàng ta mặc một bộ y phục bằng vải bông màu vàng nhạt, xinh xắn đứng ở đó, rõ ràng là đã được thăng lên làm nhị đẳng nha hoàng rồi, chỉ mới bao lâu chứ. Cũng không biết là nhờ vận số hay do thủ đoạn nàng ta cao minh đây thật ra thì lúc trước nàng vẫn rất bội phục hồ hạnh không phải ai cũng đều có dũng khí cùng kiên quyết theo đuổi điều mình muốn như nàng ta người luôn muốn trèo lên chỗ cao nàng không cảm thấy nàng ta có lỗi gì huống chi tuổi nàng ta còn nhỏ như vậy lại chỉ vừa vào phủ không lâu có thể dũng cảm đưa ra lựa chọn cũng thật không dễ dàng mặc dù tam thiếu gia hơi phong lưu nhưng vẫn có thể xem là một người dịu dàng phẩm đức cũng không quá kém nhưng mà bây giờ Nàng ta đã đạt được điều mình muốn rồi, lại quay sang nàng cùng vưu đại nương, cả hai bên đều muốn lấy lòng, người như vậy, sau này sẽ khó sống đây. Huống chi có một số việc, làm chính là làm, lý do gì cũng không thể trở thành cái cớ để tổn thương người khác. Đã phạm vào rồi, thì không cần quay đầu lại giả bộ đáng thương, khiến người ta buồn nôn. Dù sao có những thương tổn, không phải chỉ cần bày ra thái độ ấy nấy, nói vài lời là có thể bù đắp bởi vì đường đến vân châu quá xa xôi nên đồng khoác nhiên ân cần chuẩn bị cho hai người một chiếc xe ngựa có thêm hai chiếc theo sau để vận chuyển hành lý những người khác cưỡi ngựa sau khi lên xe dương nghi quay đầu nhìn đồng phủ lần cuối liền thấy hồ hạnh đã khôi phục thần sắc bình thường đi ở sau cùng thủ thỉ gì đó với đồng quản sự bộ dạng có chút thẹn thùng người tới tiễn cũng không nhiều cho nên chỉ cần liếc mắt liền thấy được bọn họ dương nghi sửng sốt có chút khó hiểu nhìn dáng vẻ quen thuộc của hai người. Nhưng ngay sau đó lại tự dễ cười một tiếng, bộ dạng này của nàng, có phải đã quá lo chuyện bao đồng rồi không? Người ta quen nhau thế nào, liên quan gì tới nàng chứ? Nghĩ như vậy, nàng liền kéo màn xe xuống. Không thể phủ nhận, lúc vừa gặp đồng dịch đức thì tâm của nàng quả thật có chút động, dù sao kiếp trước hắn cũng là người thắng, mà nàng lại là người thua, chỉ riêng điểm này liền đủ, để nàng phải nhìn lên, cùng sinh lòng hảo cảm rồi hơn nữa kiếp này hắn chưa thành thân với lăng tiểu thúy sao nàng lại không thể đi trước một bước chỉ là sau lại nghĩ thông suốt dù cho nàng có đoạt được cũng chưa chắc sẽ sống tốt hơn lăng tiểu thúy cuộc đời là do chính mỗi người phải tự kinh doanh không bỏ hết tâm sức thì cơ sở có tốt hơn đi nữa cũng sẽ bị người khác làm rối loạn huống chi mỗi người đều có cơ duyên cùng phúc phận của chính mình có muốn cưỡng cầu cũng không được thích hợp với nàng ấy không nhất định sẽ thích hợp với nàng. Lúc đầu, nàng định lợi dụng tri thức trong 10 năm ở tương lai, sống an ổn qua hết 5 năm tại đồng phủ, sau đó chuột thân, tìm phu quân sống tiếp nửa đời sau. Vậy mà thế sự lại biến hóa không lường, đầu tiên là bị sai sử đi hầu hạ nhị gia, tiếp đó lại bị phái đến Vân Châu, tất cả những chuyện này đều khác xa so với kiếp trước, thật khiến cho nàng vừa mơ hồ lại vừa lo lắng, những chuyện này thay đổi, Vậy ưu thế kia của nàng còn có thể sử dụng được không? Nhưng nghĩ lại, ít nhất nàng còn có trí nhớ của kiếp trước, nên đừng mong cầu quá nhiều, cũng không nên quá tham lam. Kể từ đó, nàng liền nghĩ thoáng hơn, cũng đã thông suốt, làm việc luôn mang theo thái độ tích cực để hướng đến tương lai. Dọc đường đi, có Dương Nghi hỗ trợ xử lý một vài việc vặt, khiến quản sự thẩm thanh thoải mái hơn rất nhiều. Điều này cũng khiến hắn tăng thêm vài phần kính trọng với Dương Nghi thẩm thanh vốn trước bài xích việc mang theo hai người một già một trẻ này tiến về vân châu hắn không nghĩ hai người này khi đến vân châu có thể làm gì vả lại khí hậu ở đó không phải là nơi mà những người quen được sống an nhàn chịu được đến lúc đó đừng nói là hầu hạ người khác không phiền người khác hầu hạ lại đã coi như không tệ rồi nhưng chuyện này dù sao cũng là do chủ tử quyết định hắn ngoại trừ tuân theo thì không có tư cách xen vào đồng khoác nhiên đã sớm dẫn theo tùy tùng đến vân châu trước những người còn lại bảo vệ hai người vưu đại nương cùng hành lý từ từ đến sau qua hai mươi ngày rốt cuộc họ cũng bước vào địa phận vân châu thẩm thanh đưa giấy thông hành cho thị vệ giữ thành kiểm tra xong liền dẫn đoàn người đi về phủ trạch dương nghi vén màn cửa lên tò mò nhìn đường phố ở vân châu chỉnh tề rộng lớn những thanh âm chào hàng nối liền không dứt xa xa còn có vài thiếu nữ người hồ ngồi gãy đàn mời chào khách nhân cảnh tượng thật phồn vinh nàng không ngờ người nơi này lại hào sản đến vậy trầm đại thúc đây chính là vân châu à ha 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 thẩm thanh hào phóng cười một tiếng đúng vậy vân châu trong lành đại ký nữ nhi cũng hiên ngang tiểu nghi nhi rỗi rảnh có thể ra ngoài tham quan thử dương nghi ngạc nhiên nhìn thẩm thanh một cái hình như sau khi vào thành cổ khí tức nghiêm túc trên người hắn đã phai nhạt đi không ít hiển hiện ra hơi thở hiên ngang hào phóng của nam nhân đoàn người dừng lại trước một tòa trạch viện lớn tại ngã ba đường đến rồi hả Vưu Đại Nương mơ hồ mở mắt ra. Đúng vậy, Vưu Đại Nương. Dương Nghi vội bước qua đỡ bà dậy. Thân thể người già vốn không tốt, sau khi lên đường, qua hai ngày, cảm giác mới mẻ hưng phấn qua đi, liền thấy mệt mỏi, Vưu Đại Nương gần như ngủ suốt dọc đường. Lúc này đã đến nơi rồi, nhưng vẫn còn hơi mơ hồ. Nghe được cuối cùng đã tới, tinh thần lão nhân gia lập tức khôi phục, sau khi xuống xe ngựa, không bảo Dương Nghi đỡ nữa, tự mình ổn định, bước đi tiếp đó chính là dàn xếp chỗ ở dọn dẹp phòng kiểm lại hành lý rồi nhập vào kho dương tỷ tỷ dương tỷ tỷ phiên chợ sắp bắt đầu rồi tỷ xong chưa muội ngồi chờ một chút sắp xong rồi dương nghi đang xếp y phục quay đầu lại khẽ nói tiểu cô nương vừa lên tiếng chính là cô con gái nhỏ của an gia an tiểu nhu cô bé nhỏ hơn dương nghi một tuổi cũng là người bạn đầu tiên ở vân châu của nàng vậy tỉ nhanh lên một chút tiểu cô nương nghe lời ngồi xuống chiếc ghế đẩu hai tay nâng cầm lo lắng thúc giục hôm nay gánh hát ngô kiều sẽ biểu diễn ở bên phố thanh thạch đó chúng ta đi sớm một chút mới chiếm được chỗ ngồi tốt hơn nghe tiểu cô nương thao thao bất tuyệt dương nghi khẽ mỉm cười được rồi xếp xong y phục là có thể đi vâng tiểu cô nương dùng sức gật đầu một cái này, Tiểu Nhu, muội về trước chuẩn bị đi, một khắc sau chúng ta gặp nhau ở cửa nha. Vâng, tỷ nhanh lên đó. Tiểu Nhu, sao lại vui vẻ vậy, tính đi đâu chơi hả? Vương Thiến Vân ôn hòa cười hỏi. An Tiểu Nhu vừa nhìn thấy Vương Thiến Vân, liền cả kinh, tính tình nhúc nhát lại nổi lên, không có, không định đi đâu cả. Chẳng biết tại sao, nàng vừa thấy Vương Thiến Vân thì luôn có một loại sợ hãi mặc dù nàng ta ôn hòa dễ nói chuyện hơn so với muội muội mình. Ngươi nói láo, vừa rồi ta cùng tỷ tỷ rõ ràng nghe các ngươi bàn tính chuẩn bị đi xem kịch mà. Không muốn chúng ta đi cùng thì cứ nói thẳng, cần gì bày ra vẻ như chúng ta chết sống gì cũng đòi bám theo các ngươi vậy chứ. Vương Tuệ xảo lớn tiếng lên án, khiến An Tiểu Nhu càng không biết phải nói thế nào. Vương Thiến Vân ấy nấy nhìn Dương Nghi một cái, không đồng ý trách mắng muội muội mình, xảo nhi. Sao có thể nói như vậy? dương tỷ tỷ mới đến đây an muội muội quan tâm nàng ấy nhiều hơn một chút cũng là điều phải làm cũng sắp nửa năm rồi còn mới đến gì chứ dương nghi vợ như không nghe thấy lời vương tuệ xảo vừa lầm bầm chúng ta cũng là mới bất chợt nảy ra ý này vốn định hỏi các ngươi có đi hay không nhưng vương đại nương bảo ngươi đang chuyên tâm theo khăn cho lý gia đại tỷ cho nên ta nghĩ không nên đến quấy rầy các ngươi thì tốt hơn không phải chúng ta không muốn mời mà là nương ngươi không cho nha vương thiến vân gật đầu mỉm cười nói không sao nương ta chỉ nói vậy thôi các ngươi thật quá cẩn thận rồi nói đến nước này dương nghi cũng chỉ có thể sờ mũi một cái nhận lời vậy cứ theo ý của thiến vân tỷ hôm nay bốn người chúng ta cùng ra cửa thế nào ai thèm đi với các ngươi chúng ta có hẹn với bích ngọc tỷ rồi không rảnh ra ngoài với các ngươi xảo nhi vương thiến vân trợn mắt nhìn vương tuệ xảo một cái mới chuyển sang dương nghi dương muội muội an muội muội thật xin lỗi lúc nãy đúng là đã có hẹn với người khác rồi lần tới đi khi nào rảnh chúng ta lại cùng đi dạo một chút hơn nữa hình như ta còn chưa từng ra ngoài cùng mọi người lần nào đấy dương nghi bực mình thì ra vừa rồi các nàng đến đây chỉ vì muốn tìm cảm giác tồn tại đặc biệt thôi sao nhưng người ta đã nói xin lỗi rồi nàng còn có thể làm gì chứ khách khí mấy câu xong bốn người liền giải tán chớp mắt một cái, Dương Nghi đã tới Vân Châu được nửa năm. Nửa năm này, nàng không dám tự tin bảo rằng, biết hết tường tận mọi việc trong nhà nhị gia, nhưng cũng hiểu được bảy tám phần. Ban đầu, lúc đồng khoát nhiên về Vân Châu, lão phu nhân cũng cho hai nhà cùng tới đây, theo thứ tự là An Gia cùng Vương Gia. An Gia cùng Vương Gia đều có ba đứa con, An Gia là hai nam một nữ, mà Vương Gia là hai nữ một nam. Vì phòng ngừa khi đến Vân Châu, Quan hệ của hai phòng này quá thân thiết sẽ liên thủ làm chuyện mờ ám sau lưng chủ, lại sợ hai phòng hiềm khích quá mức sẽ hỏng việc, lão phu nhân cố ý chọn hai nhà An, Vương. Hai nhà này có giao tình chỉ ở mức bình thường. Phủ trạch của đồng nhị gia không lớn, nhân khẩu đơn giản, chuyện thị phi tự nhiên cũng ít đi. Thường ngày, An gia cùng Vương gia đều sinh sống trong phủ, trừ mới đầu phải ở phòng khách, sau này đều có nhà riêng. Lúc đồng khoác nhiên ở nhà, chỉ cần hầu hạ hắn tốt, có khách đến không làm mất thể diện của hắn, thì đồng khoát nhiên cũng sẽ không quản họ. làm gì để kiếm kế sinh nhai? chỉ là nhị gia không thường ở nhà, đại đa số thời gian đều sống trong quân doanh, thỉnh thoảng mới trở về nghỉ ngơi, cho nên hai nhà cũng coi như bình an vô sự, ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện. sau khi dương nghi tới vân châu, đều đưa cho tỉ muội hai nhà mấy hà bao do nàng dụng tâm theo, hoa văn cũng là loại kinh thành đang lưu hành xem như là mở đường đi. Dương Nghi không trông mong những cái này sẽ mang lại tác dụng lớn gì, cũng chỉ là tạm thời biểu lộ tâm ý mà thôi. Nhìn vào số tuổi của Dương Nghi mà nói, khó trách nàng có thể nghĩ được chu đáo đến vậy. Đáng tiếc chuyện lại không thuận lợi như Dương Nghi đoán, ước chừng mấy ngày sau, tiểu nha đầu An Gia bày tỏ lại thiện ý, nhưng tỉ muội vương gia thì, quà vẫn nhận, lại chẳng cho Dương Nghi sắc mặt tốt, rất xa cách. Dương Nghi cảm thấy, quà nàng đưa cho tỉ muội hai nhà đều giống nhau, chẳng nặng bên này nhẹ bên kia, kết quả lại là như thế, quả thật khiến người ta lạnh lòng. Dương Nghi không để việc này trong lòng, chỉ coi như là chuyện thoáng qua. Nhưng sau vài lần bày tỏ như vậy, thái độ của các nàng vẫn không thay đổi, Dương Nghi cũng chỉ đành phải cảm thán mình cùng họ không hợp ý thôi. Hôm nay xem ra, thái độ của tỉ muội vương gia đối với nàng cũng không phải chỉ đơn thuần là xa cách, mà còn mang theo vài phần chán ghét nữa, điều này khiến cho nàng cảm thấy rất khó hiểu. Dương nghi nào biết, thật ra đều do dung mạo của nàng gây ra họa. Mặc dù bây giờ nàng vẫn còn nhỏ, nhưng có thể nhìn ra được, nhan sắc khi trưởng thành sẽ thật không tồi. Dù về sau chọn trưởng phu ở Vân Châu hay trong đồng phủ, đối với tỷ muội vương gia mà nói, nàng luôn là một đối thủ nặng cân, là người tới cướp đoạt, tài nguyên. Huống chi về dung mạo, nàng lại vững vàng đè ép vương thiến vân, sao không làm tỷ muội vương gia chán ghét chứ? Dương Nghi trở về phòng, bưng thuốc đã sắc xong qua cho Vưu Đại Nương. Lúc trước, khi vừa đến nơi, thân thể của bà không khỏe mạnh được như những người trẻ tuổi, lại thêm không hợp thủy thổ, nên bị dày vò một thời gian. Vài ngày trước chỉ hơi không cẩn thận, liền bị cảm lạnh một hồi. Mấy ngày nay đều là do Dương Nghi hầu hạ, sắc thuốc, nấu cháo, rót nước, không lơ là, cũng chẳng mượn tay ai. Thậm chí ngay cả quần áo cũng đều nhận mang đi giặt hôm nay họ đã là những người sống cùng nhau, vậy không nên tính toán chi ly gì nữa. Huống chi, Dương Nghi còn rất cảm kích Vưu Đại Nương. Lúc trước, khi mới vào đồng phủ, Dương Nghi cũng không được may mắn như vậy, một đường lão đảo, chịu không ít khổ sở mới đứng vững trong đống nha hoàng nơi đó. Sau khi sống lại, phải vào đồng phủ lần nữa, mặc dù Vưu Đại Nương không chăm sóc gì nhiều cho nàng, nhưng cũng đủ để nàng sinh lòng cảm kích rồi. Tuy rằng, có lẽ bà không tốt với nàng bằng hồ hạnh bởi vì trên đời này trừ cha mẹ những người khác không cần thiết phải đối tốt với ngươi cho dù là cha mẹ cũng sẽ có lúc thiên vị phải biết nghĩ thoáng hơn chớ ngày ngày so sánh hơn thiệt ganh đua cùng người khác sẽ sung sướng hơn rất nhiều sao nhận lấy cái chén không dương nghi xin phép vưu đại nương ra ngoài chuyện trong nhà đa số là do thẩm thanh và vưu đại nương định đoạt hai người đối xử với dương nghi không tệ phần lớn thời gian không hạn chế chuyện nàng đi ra ngoài. Huống chi, dân cư bên Vân Châu này sống rất phóng khoáng, trừ những chuyện đồi phong bại tục ra, căn bản không có quá nhiều hạn chế với nữ nhân. Theo lý thuyết, trong nhà có An Gia cùng Vương Gia, dù thế nào cũng sẽ không tới phiên thế đơn lực bạc như Trầm Thúc cùng Vưu Đại Nương làm quản sự. Phỏng chừng vì hai nhà đều có nhi tử phục vụ trong quân đội, nếu thuận lợi, ngày sau bọn họ còn muốn xin nhị gia ân điển cho ra ngoài vì vậy dĩ nhiên là không quá xem trọng phần quyền lực nho nhỏ kia rồi lại nói tòa trạch viện này cũng không có gì béo bở chỉ vì chút lợi nhuận mà tranh đến ngươi chết ta sống thì tầm nhìn cũng thật quá nông cạn đi hơn nữa chuyện này cũng rất dễ bị phát hiện một khi bị phát hiện ra thể diện cả đời cũng coi như mất hết vì suy nghĩ cho đời sau bọn họ thật không muốn nhảy vào cái hố cạn này tiền bạc còn đủ dùng không nếu không đủ chỗ ta đây vẫn còn một chút này những việc dương nghi làm vưu đại nương đều nhìn thấy ghi tạc vào đáy lòng nghe bà nói như thế dương nghi cười dù lúc đầu vưu đại nương có thiên vị hồ hạnh thì thế nào thứ nàng không thiếu nhất chính là tính nhẫn nại chỉ cần không phải tảng đá sao có thể lạnh nhạt mãi kiếp trước khi vừa tới làm nha hoàng bên người nhị thiếu gia đồng văn nóc hắn còn chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái lúc ấy trong bốn tỳ nữ tư sắc của nàng cũng không quá nổi bật nhưng không phải cuối cùng nàng vẫn thành công sao đáng tiếc nàng lại không đoán định được số mệnh sẽ trớ trêu đến vậy vừa nói vưu đại nương vừa muốn ngồi dậy lại bị nàng đè xuống đủ rồi con cũng không định mua gì cả tiếp đó dương nghi lại bổ sung thêm một câu không đủ lại chạy đến xin người cả hai cùng cười an đại nương vừa về trái tìm phải tìm vẫn chẳng thấy nữ nhi đâu không khỏi bực mình nhìn trượng phu đang nghỉ ngơi trên hàng hiên, tức giận nói, nữ nhi đi đâu rồi, sao ông không chịu quản con bé? Trừ bỏ hậu viện, tiểu nhu còn có thể chạy đi đâu, hơn nữa, hậu viện không phải là ở trong phủ sao, đi nhiều chút cũng là chuyện tốt, chẳng lẽ bà lại muốn con bé ngày ngày buồn bực ở trong phòng giống như trước đây hả? An Đại Thúc nhìn lại, vui vẻ nói, sao nhìn bà giống như vừa ăn phải thuốc nổ vậy, ai làm bà tức giận? Còn ai ngoài vương gia chứ? bà ta lại nói gì à? An Đại Nương kể lại những tin đồn thị phi, bà nghe được từ bên ngoài, cho trượng phu nghe qua một lần, tức giận bảo, ông nói xem, không phải bà ta thật quá đáng sao? Bà ta muốn khoe khoang nữ nhi là chuyện của bà ta, có gì phải nói gần nói xa chê trách nhu nhi chứ? Tưởng an gia chúng ta không có ai sao? Bà để ý đến bà ta làm chi? Bà ta chỉ được cái nhiều chuyện thôi. An Đại Thúc cũng cảm thấy bực mình an đại nương hầm hừ đáng tiếc những chuyện này đều chỉ nghe từ người khác không bắt được tại trận chứ không cho dù phải làm to chuyện bà cũng sẽ không bỏ qua bực mình mà cũng chỉ có thể cầu nhào với lão đầu trong nhà không nói chuyện này nữa bây giờ mỗi ngày nữ nhi đều ở cùng nha đầu dương gia kia không có vấn đề gì chứ có thể có vấn đề gì bà đó chỉ biết suy nghĩ lung tung đứa bé dương nhi kia tôi cũng thường gặp nhận ra được là một nha đầu ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, tiểu nhu ở cùng con bé cũng không tệ. Còn hơn phải suốt ngày buồn bực trong nhà. An Đại Nương ngẫm lại thấy cũng đúng, trước kia, không để nữ nhi chơi với tỉ muội vương gia, là do bất đắc dĩ. Có thể làm nữ nhi sống vui vẻ hơn một chút, sao bà lại không muốn chứ? Hôm nay như vậy vẫn yên tâm hơn, là ở cùng một chỗ với tỉ muội vương gia. An Đại Nương đặc biệt không muốn gặp tỉ muội vương gia, vừa nhắc tới liền cảm thấy ghê tởm, giống như nuốt phải rồi. Nhớ tới lúc vừa đến đây, nữ nhi chơi cùng tỉ muội vương gia thì, không phải hôm nay mất đồ, chính là ngày mai mang theo mấy vết thương nhỏ về nhà, thật khiến người ta không yên lòng. Lúc ấy bà đã cảm thấy không ổn, nhưng khi đó bọn họ vừa tới Vân Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, trừ bọn nhỏ nhà vương gia ra, cũng chẳng còn ai khác có thể làm bạn với con bé. Nhưng có một lần, An Đại Nương đi gọi nữ nhi về ăn cơm. Đến hạ thiên viện, cửa không đóng, bà thấy nữ nhi đang chơi cùng tiểu nữ nhi nhà vương gia, mà đại nữ nhi vương gia thì leo lên cầu thang, giơ tay về phía đầu tiểu nhu. Bà mơ hồ thấy, hình như có vật gì đó rơi lên đầu nữ nhi nhà mình, mắt của bà rất tốt, nên chắc chắn không nhìn lầm. Lúc ấy bà không nói gì, sau khi dẫn nữ nhi về đến nhà, tỉ mỉ tìm kiếm trong tóc con bé, cuối cùng tìm ra được ba con rận. Chỉ liếc mắt một cái, Bà liền biết thứ này được bắt tới từ trên người mấy con chó bẩn thỉu. Lúc ấy bà thật rất tức giận, không ngờ nữ nhi nhà vương gia này, còn nhỏ tuổi mà lại có những hành động ác độc như vậy. Chưa nói đến việc những con rận này rất khó diệt, nếu Tiểu Nhu bị mấy con rận này bám vào, không chừng cả đầu tóc tốt của con bé cũng phải cạo hết, nuôi lại lần nữa. Thêm vào đó, nếu những đứa trẻ khác biết chuyện, sợ cũng sẽ chán ghét Tiểu Nhu, không có ai muốn chơi cùng con bé nữa. Chuyện này không có chứng cớ, nếu như mạo muội đi đối chất, sợ sẽ bị cắn ngược lại một cái, hơn nữa vỡ lỡ ra rồi, đối với danh tiếng của Tiểu Nhu cũng không tốt. An đại nương không phải là một người không có đầu óc. Lúc ở quê nhà Thông Châu, mặc dù An gia không được quá trọng dụng, nhưng cuộc sống vẫn trôi qua không tệ. Lúc không có sự che chở của cha mẹ, toàn bộ An gia đều do đôi phu thê trẻ tuổi bọn họ cai quản. Cho nên, mặc dù trong lòng tức giận bà vẫn không làm lớn chuyện, chỉ nói với trượng phu mà thôi. Sau đó, hai vợ chồng quyết định tách nữ nhi ra khỏi tỉ muội vương gia, tận lực giữ con bé ở trong nhà. Vân Châu tuy phóng khoáng, nhưng nếu vì để nữ nhi tìm bạn khuê phòng, cho con bé cả ngày chạy ra khỏi cửa, An Đại Nương cũng không thích. Mãi đến gần đây, Dương Nghi tới, vợ chồng An Quý thấy nàng không tệ, mới để cho An Tiểu Nhu chơi với nàng. đồng khoác nhiên vừa bước ra khỏi thao trường liền bị biểu ca triển hoành đào khoác vai tiếp đó giọng nói to lớn của hắn liền vang lên huynh đệ thao luyện suốt một ngày rồi không bằng chúng ta đến hồng trướng tìm vài cô nương khoái hoặc một bữa đi đồng khoác nhiên hất tay hắn ra nghiêm mặt nói nóng chết được biến qua một bên đi triển hoành đào không đếm xỉa đến tiếp tục dính tới bày ra nụ cười bỉ ổi biểu đệ đừng nói biểu ca có đồ tốt không nghĩ đến đệ Nghe nói hôm qua có mấy cô nương da miệng thịt mềm từ Kinh Thành tới, lão ca ta biết đệ đã lâu chưa được ăn mặn, cố ý tới đây thông báo một tiếng. Nói xong, trống lên một tiếng, mẹ ơi, sống ở Vân Châu mấy năm, cũng sắp quên tư vị cô nương ở Kinh Thành rồi. Lúc này mà không hưởng thụ cho tốt thì thật xin lỗi với cánh nam nhân. Huynh đi đi, hôm nay đệ có việc bận. Hồng Trướng là chỗ ở của quân kỷ trong quân doanh, đồng khoát nhiên không nuôi thị thiếp, lúc trước, mỗi khi có nhu cầu, đều trực tiếp đi tìm quân kỹ giải quyết. Nhưng sau khi phát tiết, cảm thấy trong lòng vẫn không thoải mái, dần dần, liền ít đến đó nữa. Đệ thật biết cách làm cho người ta mất hứng. Triển hoàn đào bất mãn nhìn đồng khoác nhiên chầm chầm. Đồng khoác nhiên nhúng nhúng vai nói, thanh thúc phái người tới nói, khi nào đệ hết bận thì nhanh chóng về nhà một chuyến. Triển hoàn đào nghe vậy, hậm hực ngậm miệng. Trước kia, Thẩm Thanh nổi tiếng là xạ thần trong doanh trại, lúc hắn vừa vào đây, không ít lần bị ông sửa chữa qua. Sau này, ông lớn tuổi, vết thương cũ tái phát, không thể không lui xuống, chẳng biết tại sao lại chạy đến phủ trạch của biểu đệ hắn làm quản gia, nguyên nhân trong đó thật khiến người ta khó lý giải. Nhưng mà dù ông đã lui xuống, nhưng uy thế vẫn còn, Triển Hoành Đào thật không dám chọc tới. Nếu Thanh Thúc đã nói vậy thì đệ nhanh về nhà đi. Triển Hoành Đào nháy nháy mắt, đúng rồi có muốn ca ca đặt giúp đệ một chỗ trước không xong chuyện trở về làm một lần vẫn còn kịp đó cúc đồng khoát nhiên tức giận nói thật không muốn à vậy thì đúng là đáng tiếc triển hoành đào bày ra vẻ mặt tiếc nuối đi về hướng mục tiêu nhớ tới cái gì đồng khoát nhiên xoay người muốn gọi lại nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua biểu ca hắn cũng không dễ dàng gì hắn thật chẳng muốn nhắc tới vị biểu tẩu không biết điều kia chút nào mỗi ngày bọn họ bận việc ở doanh trại đã rất mệt mỏi nếu là thê tử trong nhà không hiền thục mà nói cuộc sống này trôi qua thật chẳng có ý nghĩa gì như vậy cô độc không phải tốt hơn nhiều sao đồng khoác nhiên vừa đi vừa lắc đầu chào thủ vệ xong bước ra khỏi doanh liền cưỡi ngựa chạy nhanh về hướng nội thành nội thành cách doanh trại không gần đợi khi đồng khoác nhiên về tới nơi thì trời đã tối muộn hỏng bếp dương nghi vừa tắm xong tìm khắp nơi không thấy áo yếm ắt hẳn là rơi mất trên đường rồi. Dương Nghi thò đầu ra, khít mắt, mơ hồ thấy một miếng vải màu trắng nằm cách đó không xa. Dương Nghi khẽ cắn môi, tùy tiện mặc áo khoác vào xong, thấy bên ngoài không có ai, liền nhanh chóng chạy ra. Cầm được áo yếm rồi, nàng mới vừa thở vào nhẹ nhõm, không ngờ lúc xoay người liền đụng phải một lồng ngực mạnh mẽ. Dương Nghi đau đến chảy nước mắt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đầu sỏ gây ra chuyện, nhị, nhị gia. Ừ đồng khoác nhiên nào biết, hắn đi đường tắt, leo tường vào, sẽ gặp phải việc như vậy. Thấy tiểu nha đầu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mắt hơi đỏ tố cáo nhìn mình, không khỏi bật cười, nhìn chóp mũi hồng hồng này, nhất định là đau lắm đây. Nghe Thanh Thúc cùng nhũ mẫu hắn nói, cô nương này không tệ, rất giỏi giang, giúp không ít việc trong ngoài, khiến bọn họ thoải mái hơn nhiều lắm. Cho nên khi gặp tiểu nha đầu, hắn cố gắng khiến khuôn mặt nhu hòa hơn, để bản thân mình nhìn không quá nghiêm túc như vậy nữa. Dương Nghi đau đến rơi lệ, vừa định mắng người, nhưng đầu sỏ gây chuyện lại là chủ tử của mình, nàng nào dám, chỉ đành phải nhịn. Chửi không được, nhưng nàng cũng không muốn để ý tới, liền cúi đầu, gạt hắn qua một bên. Một hồi lâu, lỗ mũi mới bớt đau. Nhị gia, sao ngài vẫn còn ở đây? Thanh âm Dương Nghi mang theo giọng mũi nồng đậm. Đồng nhị gia cứng họng, sao có thể nói hắn không yên tâm về nàng, cho nên mới đứng chờ ở chỗ này chứ? gió lạnh phất phơ, dương nghi cảm thấy đêm hè ở vân châu rất mát mẻ, quanh thân đều có cảm giác được an ủi. a à, a, à. dương nghi hậu tri hậu giác phát hiện, cổ áo mình vẫn túng do bị đụng người lúc nãy mà buông lỏng ra, giờ đây xiêm áo rộng lùng thùng đang dắt trên người. dương nghi vội nắm chặt cổ áo, thấp thỏm nhìn đồng nhị gia, hy vọng vừa rồi hắn sẽ không nhìn thấy gì hết sẽ không nhìn thấy gì đấy chứ nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng đồng nhị gia bật cười hắn rất muốn nói không cần phải tốn sức đi che dù sao cũng không có gì đáng xem chỉ là phi lễ chớ nhìn hắn cũng không muốn làm khó tiểu nha đầu nhà người ta vì vậy bình tĩnh quay đầu rời đi đúng rồi lát nữa mang một tô mì đến thư phòng cho ta đồng nhị gia quay đầu vốn định phân phó nàng mang thức ăn cho hắn nhưng đúng lúc thấy nàng trợn tròn mắt nhìn mình nhất thời nhịn không được, thật ra thì, ngươi không phải cần phải để ý, mới vừa rồi, ngoại trừ hai mảnh xương sườn, ta chẳng nhìn thấy gì hết. Nhìn bộ dạng tỉnh bơ của nhị gia, mặt dương nghi tối lại. Biểu hiện của dương nghi khiến đồng nhị gia cảm thấy rất vui vẻ, vì vậy bước chân của hắn còn nhẹ hơn lúc nãy hai phần. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng liền khiến dương nghi buồn bực. Như vậy mà gọi là gì cũng không thấy sao. Còn nữa, nàng đây là bị kinh bỉ nhìn à dương nghi quyết định lát nữa khi nấu mì thì nàng nhất định sẽ cho thêm mấy muỗng bột tiêu ngày kế đồng nhị gia mang theo hai cái lạp xưởng trở lại doanh trại dương tỷ 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 nói xem miệng của nhị gia là chuyện gì vậy an tiểu nhu tò mò hỏi động tác của dương nghi hơi dừng lại kế đó liền như không có việc gì tiếp tục theo nhẹ nhàng nói có lẽ là bị mũi chích đó thật ra thì dương nghi không ngờ tới nhị gia lại có phản ứng với hạt tiêu lớn như vậy nàng cũng chỉ nghe vưu đại nương nói việc hắn không thể ăn hạt tiêu thôi thấy bộ dạng kia của nhị gia trong lòng nàng rất lo lắng phải bao nhiêu con mũi mới có thể cắn thành như vậy chứ ở vân châu chúng ta có loại mũi độc đến vậy sao an tiểu nhu hoài nghi nói huynh đệ khó trách tối hôm qua đệ cự tuyệt đề nghị của ta thì ra là có ước hẹn nếu chịu nói sớm kakata cũng không phải là người không biết thấu tình đạt lý triển hoành đào mang theo nụ cười xấu xa đi quanh đồng nhị gia một vòng chật chật nhìn miệng của đệ này tối hôm qua phải kịch liệt đến cỡ nào thì mới có thể biến thành vậy chứ các ngươi nói có đúng hay không tiếp đó một đống người liền ồn ào lên vang động cả một góc doanh trại nghe triển hoành đào nhạo báng đồng nhị gia dở khóc dở cười đi qua một bên huynh tưởng ai cũng giống huynh hả cả ngày đầy trong đầu chỉ nghĩ đến mấy chuyện lung tung hắn sờ sờ đôi môi còn sưng âm thầm lắc đầu tiểu nha đầu kia cũng thật tàn nhẫn chỉ nói nàng một câu vậy mà dùng cả tô hạt tiêu để chỉnh mình tối hôm qua lúc dương nghi đưa mì tới hắn đang xử lý công văn nên không chú ý chờ ăn hơn phân nữa thì mới hậu tri hậu giác phát hiện có cái gì không đúng đáng tiếc đã quá trễ không thể làm gì khác hơn là mang theo hai cái lạp xưởng này làm gì vậy hả một đám người không chịu đi luyện công buổi sáng muốn lười biếng à nhị cửu cửu của đồng khoác nhiên triển kình thương quát lớn sau đó chỉ vào đồng khoác nhiên và triển hoành đào ngươi còn ngươi nữa sáng nay tăng gấp đôi huấn luyện không xong không được phép ăn cơm triển hoành đào u oán nhìn đồng khoác nhiên một cái đều là do người này kiếm chuyện đồng khoác nhiên nhún nhún vai trả lại cho hắn một cái liếc mắt không phục à vậy đi nói lý lẽ với phụ thân huynh đi triển hoành đào rất buồn bực nói rõ lý lẽ với phụ thân hắn nào dám chứ không còn cách nào khác, đành phải nhận thôi. Ngày hôm đó, sau khi đi dạo, Dương Nghi cùng An Tiểu Nhu trở về phủ. An Tiểu Nhu hưng phấn huyên thuyên suốt dọc đường, còn Dương Nghi mua được hai tấm da thỏ. Hai tấm da này chỉ tốn 400 văn tiền, vô cùng có lời, vậy nên tâm tình của nàng rất tốt, một đường không ngừng nở nụ cười. Lúc đi qua nơi ở của An Gia, không từ chối được thỉnh cầu của An Tiểu Nhu, Dương Nghi bèn vào cửa nghỉ chân, thuận tiện uống chén canh đậu xanh. Nương, chúng con về rồi. Đi dạo hơn một canh giờ, nàng mệt sắp chết rồi. An Đại Nương múc thêm cho mỗi người một chén canh đậu xanh, đi đạo cả một buổi chiều, chỉ mua được những thứ này à. Nương, tấm da thỏ này là Dương Tỷ Tỷ bảo con mua, được rồi, tặng cho người đó. Nói xong, an tiểu nhu quay đầu muốn đi chơi với vài món đồ ngày hôm nay nàng mua được an đại nương đen mặt nhìn những thứ trên bàn một cây trâm gỗ được làm tinh tế hoa văn cũng khá nhưng còn con diều này là thế nào xét lại thì chỉ có tấm da thỏ này xem như tạm được thôi lại nhìn sang dương nha đầu nhà người ta chẳng có chút đồ linh tinh nào ngoài hai tấm da bằng vào nhãn lực nhiều năm của bà đều là loại thượng hạng nhưng cũng may nữ nhi chưa quá đần còn biết mua được một tấm chỉ là nhìn bộ dạng không lưu tâm của nữ nhi với món đồ này chẳng cần nghĩ cũng biết ắt hẳn là do dương nha đầu khuyên mới mua an đại nương thấy nàng có đồ tốt cũng không quên cô ngốc nhà mình vì vậy hảo cảm với dương nghi lại tăng lên hai phần dương nha đầu cháu muốn uống thêm không trong nồi vẫn còn nữa để đại nương múc cho cám ơn đại nương không cần nếu ăn thêm chén nữa sợ bụng sẽ không chứa nổi mất dương nghi cười nàng không nói là vì đậu xanh có tính hàng quá mạnh nên không ăn canh này thỉnh thoảng ăn còn được nhưng nhiều quá sẽ không tốt với nữ nhân mặc dù bây giờ nàng còn chưa phải là nữ nhân ngồi thêm một lát dương nghi liền cáo từ cơm nước no nê thẩm thanh vui vẻ đặt đổ xuống cười nói nha đầu hai ngày nữa thanh thúc sẽ về thông châu cháu có gì muốn gửi về cho phụ thân và nương không lúc này trở về thông châu Dương Nghi kinh ngạc nhìn Thanh Thúc một cái, nhưng vẫn không hỏi nhiều, có à, tối nay cháu lại qua tìm Thanh Thúc. Nhưng, trong nội tâm khẽ động, vài thứ kia, có thể nhờ Thanh Thúc mang về không? Ngươi về lúc này, là vì việc thu mua lương thực mới à? Vưu Đại Nương Thân là nhũ mẫu của nhị gia, nên ít nhiều cũng biết được một chút. Đúng vậy, nghe nói năm nay không ít địa phương gặp lũ lụt, mấy thôn trang của nhị gia cũng tạm ổn. Nhưng tình thế bây giờ không yên, không tự mình đi một chuyến ta không an lòng. Vưu Đại Nương gật đầu. Dương Nghi nghe xong, liền hiểu được vài phần. Nàng ở Vân Châu mấy tháng, cộng thêm những điều nghe được từ kiếp trước, tự nhiên hiểu Vân Châu là nơi thế nào, chẳng trách bọn họ lại thận trọng như vậy. Khí hậu Vân Châu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, trong một năm có gần nửa thời gian là bão cắt hoành hành, trừ bỏ một phần năm diện tích có thể trồng trọt, thu hoạch một năm một lần ra, còn lại đều là thảo nguyên, cho nên vật tư cực kỳ thiếu thốn. Nhưng một phần năm diện tích đất canh tác với dân chúng ở nơi này mà nói, cũng rất quan trọng. Cho dù vất vả, cần cù làm việc chân tay quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có thể đủ no bụng mà thôi. Nhưng so với nhiều người ăn không đủ no mặc không đủ ấm mà nói, bọn họ đã rất mãn nguyện rồi. Cũng chính vì như thế, vật giá ở Vân Châu cực cao. Chỉ nói tới gạo thôi, kinh thành chỉ bán chừng 6 văn tiền một cân, nhưng ở đây lại bán đến tám chín văn tiền một cân có lúc 10 văn tiền còn không mua được mà chi tiêu trong phủ nếu như dựa hết vào bổng lộc nhị gia thôi quả thật sẽ rất khó khăn may mà lão phu nhân thương con trước khi đi vân châu đã phân chia cửa hàng cho hai huynh đệ dĩ nhiên là đồng đại gia được phần nhiều nhưng lão phu nhân cũng bí mật dùng đồ cưới trợ cấp cho nhị gia không ít vì vậy ngoài mặt đồng gia vẫn còn là một chỉnh thể nhưng trên thực tế trong lòng đồng đại gia cùng nhị gia đều hiểu đây đã coi như là phân nhà mà từ nay tất cả những chuyện ở đồng gia sẽ không còn liên quan gì đến nhị gia nữa trong đó nhị gia được bốn thôn trang ba cửa hàng cộng thêm một ít điền sản những thứ này ước chừng chỉ chiếm ba phần sản nghiệp của đồng phủ còn đa số vẫn ở trong tay đồng đại gia những sản nghiệp này ở thông châu mà nói cũng xem như là hết sức giàu có rồi ai bảo nhị gia chỉ là lão nhị đâu chứ tự nhiên sẽ không thể so với người thừa kế đồng phủ. Hiếm có là, đồng đại gia cũng không bất mãn. Phải biết, dù đồng đại gia chỉ cấp một hai thôn trang, rồi đuổi nhị gia ra ngoài, thì nhiều lắm cũng chỉ bị người ta nói thủ đoạn lợi hại mà thôi. Nếu hoa màu, lương thực thu được trong trang đều đổi thành bạc đưa tới Vân Châu, thì dễ dàng hơn nhưng lại không có lợi, trung gian sẽ tổn thất một số tiền lớn. Vì vậy, trong một năm sẽ có hai lần vận chuyển như thế này. Rửa bát đổ xong, Dương Nghi trở về phòng, kéo chiếc trương gỗ được sơn đỏ dưới giường ra. Bên trong đều là da lông thú, được xếp lại gọn gàng. Trên nhất là một tấm da trồn, tiếp đó là hai tấm da thỏ, dưới cùng chính là bốn tấm da sóc. Da trồn tương đối đáng tiền, da thỏ thứ hai, còn rẻ nhất là da sóc. Những tấm da này đều mua được lúc nàng ra ngoài đi dạo, phải biết, đồ tốt có thể gặp nhưng không thể cầu. Sau mấy lần, Công phu trả giá của nàng cũng tăng lên đáng kể, thường thường chém cho những người bán hàng rong phải kêu cha gọi mẹ, đau lòng không dứt. Nhưng mà, mấy tấm da này cũng tiêu hết vốn liếng nàng tích cóp được. Bây giờ, tiền lương mỗi tháng của Dương Nghi đã rất cao. Hiện tại là 1.500 văn, ngày lễ ngày Tết hoặc khi có việc mừng còn được thêm mấy phong bao đỏ. Ở nơi này hơn nửa năm, trừ đi một chút chi tiêu thường ngày, nàng cũng tích cóp được mấy lượng bạc, chỉ là tất cả đều đã biến thành da thú cả rồi. Nhưng Dương Nghi cũng không đau lòng, nếu mang được mấy tấm da này về thông châu trước Tết, bán hết đi, ít nhất cũng có thể kiếm được hai ba mươi lượng. Dương Nghi cũng không phải là một nha đầu mới 12 tuổi, vừa tới nơi này không lâu nàng liền nhận thấy, da lông ở Vân Châu rẻ hơn ở thông châu rất nhiều. Mà gạo, lúa mì và các loại lương thực ở đây lại mắc hơn vài văn tiền so với thông châu. Nếu mua đi bán lại giữa hai nơi, tiền kiếm được chắc chắn không phải là con số nhỏ. Nếu có thể nhờ người mang một ít da lông trở về, phụ thân và nương cũng sẽ không còn rầu rĩ vì tìm kế sinh nhai. Sau khi nghĩ như vậy, nàng bắt đầu có ý tưởng tích cấp da lông. Còn bốn tấm da sóc là Dương Nghi cố ý mua cho phụ thân cùng nương nàng, cũng không quá đắt. Nàng biết tính tình của hai vị thân sinh nhà mình, nếu là vật gì có giá trị phỏng chừng không phải cất đi, thì chính là mang bán, căn bản là không nở lấy ra dùng cho chính mình. Cũng may, tấm da sóc này mặc dù không quá đẹp mắt, nhưng cũng rất ấm. Dương Nghi viết một phong thơ, xếp gọn những tấm da kia lại rồi đi tìm thanh thuốc. Thẩm thanh kinh ngạc nhìn bọc đồ lớn trong tay Dương Nghi, Dương nha đầu, cháu muốn nhờ ta đưa hết những thứ này về nhà hả? Nghĩ đến việc làm phiền người khác như vậy, Dương Nghi ngượng ngùng khẽ gật đầu. Thẩm thanh lật đi lật lại, hài lòng nghĩ, những tấm da này chất lượng cũng không tệ, không ngờ Dương nha đầu tuổi còn nhỏ, lại có nhãn lực như vậy. Thanh thúc, mấy thứ này nhờ thúc mang về giúp để cho phụ thân, nương cùng ca ca muội muội làm quần áo chống lạnh trước khi đông đến. Không thành vấn đề. Thẩm Thanh vuốt vuốt râu, đồng ý, thật ra lần này ông cũng áp tải một chuyến hàng da lông đến kinh thành, sau đó sẽ qua Thông Châu thu lương thực mang về. Cũng may Thông Châu gần kinh thành, nên không quá khó khăn. Dương Nghi có thể nhận ra được vấn đề khác biệt về vật giá ở Vân Châu, đồng nhị gia làm sao có thể không nhận ra đây. Vậy nên, không lâu sau khi hắn tới Vân Châu, liền cho người bắt tay vào thu mua da lông ở nơi này. Tiếp đó hợp tác với biểu ca triển hoành đào của mình mở một cửa hàng tiêu thụ da lông ở Kinh Thành. Hôm nay, cửa hàng này có doanh thu rất khá, mỗi năm đều mang về cho nhị gia không ít bạc. Dương Nha đầu, lần này thanh thúc giúp cháu, nhưng đừng nên nói gì nhiều với người khác. Nghe lời này của Thanh Thúc, Dương Nghi hơi lo lắng, chẳng lẽ làm như vậy là không được phép. Ha ha, Dương Nha đầu, nếu cháu gặp được mấy tấm da tốt, thì nên tích cấp dần tới sang năm, lúc đó nhị gia sẽ khai ân giúp cháu mang về thông châu. Ở trong phạm vi nhất định, nhị gia sẽ không ngăn cản bọn họ kiếm chút tiền, bất quá số da lông mỗi hộ đưa ra không thể vượt quá số lượng quy định. Nhưng cái ông không ngờ chính là, Dương Nghi lại cơ trí như vậy, mới đến Vân Châu không lâu, liền nghĩ đến cách này rồi. Dương Nghi sững sờ nhìn Thanh Thúc, còn có việc như vậy sao? Về cách chọn đa thú tốt, cháu có thể đi nhờ An Đại Thúc chỉ bảo thêm, ông ta rất có kinh nghiệm đấy, hàng năm đều đưa không ít gia về Thông Châu. Khó trách, quần áo, vật dụng ở An Gia dù không quá phô trương, nhưng còn tốt hơn gia nô ở Đồng Gia mấy phần. Dương tỷ tỷ, hôm nay tỷ búi tóc thật là đẹp." An Tiểu Nhu vừa tò mò vừa hâm mộ nhìn búi tóc của Dương Nghi. "Hôm nay Dương Nghi tỉ mỹ chảy một cái tiếu hoàng kế." Lúc trước nàng vẫn luôn tết hai bím kiểu trẻ con, còn tiếu hoàng kế này thì nghiêng về thiếu nữ, vừa lúc phù hợp với tuổi của một tiểu cô nương chưa xuất giá như nàng. "Thích không?" Dương Nghi hỏi. An Tiểu Nhu gật mạnh đầu. "Thích thì cứ nói, tỷ tỷ sẽ dạy muội." Quả nhiên không có nữ hài tử nào không muốn làm đẹp. Thật tốt quá. An Tiểu Nhu làm nũng, bây giờ dậy luôn được không? Nhưng, không phải hôm nay đi xem hội chùa sao? Tuy nói vấn một búi tóc không mất bao nhiêu thời gian, nhưng để người khác chờ thì thật là không phải. Không sao đâu, đại ca muội sẽ không để ý. Dương Nghi không lay chuyển được nàng, chỉ đành phải dẫn Tiểu Nhu vào phòng. Hai khắc sau, An Tiểu Nhu nhìn búi tóc xinh đẹp trên đầu, vui mừng nói: Tỷ tỷ, tỷ học được bản lĩnh này lúc nào vậy? Dương Nghi cười nhạt, không trả lời. Cuộc sống của những nữ nhân ở hậu viện rất nhàm chán, đặc biệt là người làm di nương, sáng sớm đến thỉnh an phu nhân xong, thời gian sau đó đều là của họ. Không tìm chút chuyện để làm, sao có thể chịu đựng được mà sống qua ngày chứ, được sủng ái còn may, nhưng một khi thất sủng lại không có con bên mình mà nói, cuộc sống chỉ còn là ngồi ăn rồi chờ chết thôi những kiểu tóc này nàng học được lúc còn làm di nương có vài kiểu là do bản thân tự nghĩ ra được dương nghi chải tóc tiểu nhu thành hai búi cài hai đóa hoa lên để vài lọn tùy ý rủ xuống bên tai khiến an tiểu nhu nhìn vừa thanh tú lại vừa hoạt bát dương tỷ tỷ người trong gương đúng là muội sao thật là xinh đẹp an tiểu nhu giật mình nói dĩ nhiên là muội rồi trong phòng còn có ai khác sao dương nghi vừa dọn dẹp vừa cười nói Tỷ tỷ tay của tỷ thật khéo léo, nương muội cũng chỉ biết tết hai bím mà thôi. Đúng rồi, nếu tỷ tỷ đã biết vấn tóc, vì sao trước kia cũng tết hai bím xấu xí giống như muội vậy? An Tiểu Nhu không hiểu, nếu đổi lại là nàng, mỗi ngày nàng sẽ vấn một kiểu, chứ không dùng hai bím tóc xấu xí như vậy đâu. Lúc đó tóc còn ngắn mà. Trước kia, bởi vì không đủ dinh dưỡng, nên tóc nàng rất ít, còn khô cứng nữa, không thích hợp để vấn thành những búi tóc quá cầu kỳ nàng biết rất rõ tầm quan trọng của dung mạo với nữ nhi nếu như dung mạo không khá thì dù ngươi có nhiều ưu điểm hơn đi nữa cũng không lọt vào được mắt nam nhân kiếp trước nàng không hiểu nên cũng không để ý tới mái tóc sau này biết rồi muốn bảo dưỡng thì đã quá muộn dù nàng có dụng tâm đến cỡ nào đi nữa hiệu quả cũng chẳng bằng được người khác vì vậy mặc dù lúc này nó có hơi xấu một chút nhưng dương nghi vẫn cảm thấy rất vui vẻ nàng tin chắc từ từ điều dưỡng, tóc sẽ dần tốt lên. Trước khi đến Vân Châu, nàng đã nhờ người âm thầm mua hai, ba cân mè đen, đến đây rồi, mới đưa cho người ta sao chính cất vào hũ kính. Mỗi đêm, trước lúc ngủ, nàng cùng vua đại nương mỗi người ăn một muỗng, cứ liên tục hai tháng như vậy, tóc của vua đại nương liền tốt hơn rất nhiều. Mà nàng thì càng nhanh, gần như thay đổi dần theo từng ngày. Đến nơi này mới nửa năm, bổ sung đủ dinh dưỡng, chẳng những cao hơn, tóc cũng thêm dài mượt. Dương tỷ tỷ, đi, chúng ta đi tìm ca ca. An tiểu nhu sốt ruột muốn khoe với huynh trưởng. Ngoài sân, trừ an trí viễn còn có tỷ muội vương gia. An trí viễn nói, tỷ muội vương gia muốn cùng đi hội chùa với họ, đã đợi được một lúc rồi. Dương nghi hiểu ý gật đầu. Ca, huynh xem, có đẹp không? Nói xong, an tiểu nhu còn xoay một vòng. An trí viễn cưng chiều gật đầu một cái, khẽ vuốt hai búi tóc của nàng, đẹp lắm, hài lòng chưa? Sau đó xoay đầu hướng Dương Nghi nói, Dương muội muội đúng không? Nha đầu này thật quá nghịch ngợm, đã làm phiền muội rồi. Đâu có, Tiểu Nhu rất nghe lời, không phiền hà gì đâu. Dương Nghi khách khí trả lời. Vương Thiến Vân ở một bên nhìn qua, trong lòng không rõ là tư vị gì. Hai nhà An Vương, mặc dù quan hệ không tính là thân mật, nhưng vì cùng là người được lão phu nhân chọn tới Vân Châu, nên cũng chẳng quá xa lạ. Lúc đầu, phụ thân nàng còn có ý muốn kết thân với An Gia, họ cũng không phản đối, mọi người đều ngầm hiểu, vốn định chờ con cái hai nhà lớn một chút sẽ đính hôn. Đáng tiếc, không biết bắt đầu từ lúc nào, An Gia lại dần dần xa cách, không hề đề cập tới chuyện kết thân nữa. Hôm nay nhìn thấy An Trí Viễn cao lớn, ổn trọng, hơn nữa thái độ của hắn đối với Dương Nghi còn rất ôn nhu. Trong lòng Vương Thiến Vân tràn đầy khó chịu. Vương Thiến Vân nào biết, An Đại Nương bị hành động ác độc lúc nhỏ của nàng ta hù dọa. Cho nên nói, nhưng quả tuần hoàng, tất có đạo lý của nó. Vương Thiến Vân tỉ mỉ quan sát búi tóc của Dương Nghi một cái, nhận ra là tiếu hoàng kế. Kiểu này không khó vấn, nàng cũng biết, nhưng muốn vấn ra được hình dạng như vậy thì thật không dễ. Nó yêu cầu người làm phải có đủ khéo léo cùng thuần thục, nàng tự biết mình không có khả năng vấn ra được hình dạng này. Hơn nữa, cách ăn mặc của dương nghi hôm nay khiến nhan sắc của nàng ta lại tăng thêm hai phần huống chi dung nhan của dương nghi còn chưa phát triển mà của mình cơ bản đã ra hình ra dạng sau một phen so sánh như vậy trong lòng vương thiến vân lại càng thêm chán nản vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của dương nghi thì nàng liền có kích động muốn hủy hoại đợi gần nửa canh giờ chỉ vì chờ an tiểu nhu vấn tóc vương tuệ xảo càng nghĩ càng bất mãn thấy an tiểu nhu trở thành tiêu điểm trong mắt vương tuệ xảo lóe qua một tia phẫn hận, không nhịn được nói, này, các ngươi làng nhằn đủ chưa? Rốt cuộc có muốn đi hay không? An trí viễn nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, không thèm so đo. Dương nghi âm thầm lắc đầu, vương tuệ xảo đúng là một nha đầu được chiều quá sinh hư, hơi không vừa ý liền muốn ồn ào. Nếu vương gia còn không chịu quản thúc cho tốt, về sau nhất định sẽ phải tăng quả đắng. Các ngươi muốn thì đi đi, chúng ta cũng không mượn các ngươi chờ. An Tiểu Nhu nhỏ giọng lầu bầu, rõ ràng là họ ương ngạnh muốn đợi, lại còn bày ra thái độ như vậy, thật đúng là ức hiếp người quá đáng. Xảo Nhi Vương Thiến Vân không đồng ý cao mày, An Gia đối xử với Vương Gia bọn họ đã đủ xa cách, muội muội lại còn muốn biểu hiện mặt tùy hứng điêu hoa của mình lúc này sao? Bị tỷ tỷ trách mắng cùng An Trí Viễn coi thường khiến Vương Tuệ Xảo cảm thấy khó chịu. Tầm mắt chuyển một cái, lửa giận liền nhằm vào người khác phát ra, nhìn cái gì, đúng là không biết xấu hổ, tuổi còn nhỏ, đã biết công khai quyến rũ nam tử, còn hại ta bị chửi. Tiện nhân, dâm phụ. Dương Nghi kinh ngạc nhìn vương tuệ xảo, quả nhiên, chọn hồng thường chọn quả mềm mà bóp sao. Thấy nàng ta càng nói càng khó nghe, sắc mặt của Dương Nghi trầm xuống, cho dù ai vô duyên vô cớ bị người ta mắng, đều sẽ cảm thấy tức giận. Huống chi, vương tuệ xảo, nàng ta có tư cách gì mắng nàng chỉ là vấn một kiểu tóc thì chính là tiện nhân dâm phụ vậy tuổi còn nhỏ đã nói ra những lời ô ngôn uế ngữ như ngươi thì tính là gì so với tiện phụ dâm ô còn không bằng lành lạnh nói xong dương nghi cố ý dời tầm mắt dừng lại trên búi tóc phức tạp của vương thiến vân châm chọc cười một tiếng thiến tỷ đây chính là nữ nhi do vương gia nuôi dạy sao hôm nay ta coi như đỡ nhìn rõ nghe những lời nói không biết xấu hổ kia của vương tuệ xảo sắc mặt an trí viễn cũng trở nên khó coi. Hắn cũng không biết, tiểu nữ nhi của vương gia này từ khi nào đã trở nên biến chất như vậy. May mà bây giờ nhu nhi không chơi thân với các nàng nữa, bằng không, sợ rằng tiểu muội ngoan ngoãn của hắn sẽ bị người ta dạy hư. Vương Thiến Vân, quản lý muội muội của tỷ đi, đừng để nàng ta giống như con chó điên, gặp phải ai liền cắn người đó. Dương Nhi cũng lười nói nhiều, nếu đã trở mặt rồi, nàng cần gì phải giữ ý nữa xảo nhi, muội câm miệng cho ta. Vương Thiến Vân giận dữ mắng. Vừa rồi nàng không lên tiếng, cũng chỉ vì muốn cho Dương Nghi một chút giáo huấn thôi, vậy mà muội muội lại chẳng hiểu chừng mực, không biết cách tiếng lùi, ương ngạnh đến tình trạng này. Cũng do nương cả ngày cứ nói những lời khó nghe ở trước mặt muội muội, nếu truyền ra ngoài, nàng cũng sẽ bị dính líu, đến lúc đó nhà nào nguyện ý cưới nàng nữa chứ. Vương Tuệ xảo mơ hồ biết mình phạm sai lầm, liền mím môi, cứng cổ đứng bất động ở đó. Dương tỷ tỷ, chúng ta cứ đi như vậy sao? An Tiểu Nhu tức đến đỏ mặt, họ khi dễ nàng thì không sao, nhưng lại còn đụng đến Dương tỷ tỷ nữa. Tiểu Nhu, muội phải nhớ kỹ, dù sao chúng ta cũng là người, nên biết hào phóng một chút, không thể chỉ vì bị chó cắn mà đi cắn lại nó đúng không? Nàng đã chịu đủ cái kiểu cứ hai ngày ba bữa, lại tìm tới gây phiền toái của tỷ muội Vương gia, trở mặt thì trở mặt, dù sao lúc đầu nàng cũng chẳng mấy hảo cảm với nhà vương gia này nhớ lại buổi chiều đầu tiên khi vừa đến vân châu phòng tắm của bọn họ còn đang thu dọn nên phải qua vương gia mượn một lần lúc tắm nàng phát hiện trên chiếc kệ đặt quần áo có hai ba mươi đồng tiền rất dễ thấy mặc kệ vương gia là cố ý hay vô tình nàng cũng không so đo nhưng nàng mới vừa tắm xong vương thiến vân liền viện cớ đi vào phòng tắm dương nghi chờ ở bên ngoài vương thiến vân đi ra ánh mắt phức tạp nhìn dương nghi một cái một chữ cũng không nhắc đến chuyện tiền đồng dương nghi cười lạnh trong lòng dùng mười mấy văn tiền để thử người khác sao mặc kệ mục đích là gì cũng đều khiến cho người ta chán ghét e hèm nhị gia không biết nhị gia đã thấy được bao nhiêu trong lòng mọi người đều không dám chắc vương thiến vân sợ hãi lại càng thêm tức giận muội muội chỉ biết gây chuyện ừ tiểu nữ nhi của vương gia sao lại như vậy cái gì thô tục cũng nói ra được. Vừa rồi, hắn ở một bên nghe thấy cũng khó chịu, nhưng giờ đã khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn lạnh lùng nhìn vương tuệ xảo một cái, thấy nàng ta không chịu nổi sợ đến phát trung, mới dời tầm mắt. Mặc dù không đến mức phải so đo với một tiểu nha đầu, nhưng tiểu nữ nhi vương gia nên bị phạt. Theo ý hắn, vẫn là dương nha đầu tốt hơn, không chủ động gây chuyện, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt hắn có nên nghĩ đến việc bảo vương gia dọn ra ngoài không? Tránh cho dương nha đầu học theo, khiến một đứa bé ngoan ngoãn bị người ta dạy bậy, đồng nhị gia cân nhắc. Dương nghi thấy nhị gia lẳng lặng đứng ở đó không nói gì, không có cách, chỉ đành phải nhắm mắt chờ. Ai bảo mình hôm nay là nha hoàng cận thân của người ta chứ, không biết nhị gia trở về phủ lúc này, có gì phân phó. Bị vương tuệ xảo náo loạn như vậy, ý muốn đi dạo hội chùa của Dương Nghi cũng nhạt đi, chẳng bằng ở nhà vậy. Đồng nhị gia cúi mắt, thấy Dương Nghi ngước đầu đầy hy vọng nhìn mình, giống như đang mong đợi mình sai bảo, con ngươi sâu thẳm thoáng qua một chút ý cười, nhanh đến mức không để cho bất kỳ ai phát hiện, từ tối nay có người tới đây, ngươi đi nói với nhũ mẫu một tiếng, sau đó chuẩn bị chút thức ăn. Nói xong, nhìn An Trí Viễn gật đầu một cái, rồi bước tới thư phòng. Trong lòng Dương Nghi rất vui vẻ, rốt cuộc cũng không cần dính dáng gì đến tỷ muội vương gia nữa vì vậy ấy nấy nhìn huynh muội an gia nói xin lỗi không thể cùng mọi người đi dạo hội chùa rồi không có việc gì chuyện nhị gia giao cho quan trọng hơn an trí viễn nói an tiểu nhu cũng không dám có dị nghị gì dương nghi thuận lợi rời khỏi đi làm việc nhị gia phân phó hai tháng sau thẩm thanh áp tải một lượng lương thực lớn trở lại vân châu dương nghi nhìn thẩm thanh đang phân phó mọi người chuyển lương thực vào kho hàng sau khi xong hết nàng mới bước lên thanh thúc phụ thân và nương của con vẫn khỏe chứ rất tốt thân thể còn đang tráng kiện ca ca con cũng đã vào tường tư thục bọn họ nhờ ta chuyển lời bảo con đừng quá lo lắng cho gia đình dương nghi nghe ca ca của mình được đến trường cảm thấy rất vui mừng nàng hy vọng ca ca có thể quý trọng cơ hội cố gắng học nàng không cầu ca ca có thể thi được công danh chỉ cầu huynh ấy biết nhiều chữ nghĩa hơn một chút tầm nhìn cùng tương lai sẽ rộng mở hơn không phải kiếm miếng ăn dựa vào mấy mảnh đất khô cằn đúng rồi nương con còn nhờ ta mang vài thứ về đây dương nghi nhận lấy túi đồ vừa vào phòng liền mở ra là một bộ xiêm y màu hồng cánh sen tuy chất vải không phải là loại quá tốt nhưng đường may rất tinh tế nàng mặc thử lên người hơi rộng một chút ắt hẳn là do nương đã hỏi thanh thúc dáng người hiện giờ của nàng sau đó ước chừng theo để may rồi nhớ tới tình huống trong nhà dương nghi có chút đau lòng nhà nàng tuy chưa đến nỗi nghèo rất mồng tơi nhưng muốn đi học thì phải tiêu tốn rất nhiều tiền hôm nay trong nhà nhất định đã rất khó khăn số bạc lúc nàng ký văn khế cầm cố trước kia sợ là không còn thừa bao nhiêu hơn nữa phòng ốc cũng không bền chắc mỗi khi trời mưa người trong nhà luôn lo lắng chỉ sợ nó sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào. Nghe nói năm nay không ít nơi xảy ra nạn lụt, đến cả địa phương quanh năm khô hạn như Vân Châu cũng mưa vài trận vào tháng 5 tháng 6, thiết nghĩ thông châu còn nhiều hơn. Mùa hè này, trong lòng phụ thân và nương khẳng định không dễ chịu. Phụ thân nàng đã sớm muốn sửa lại nhà cho tốt hơn, nhưng đáng tiếc, hữu tâm vô lực. Lần này nàng nhờ Thanh Thúc đưa về một ít da lông là hy vọng có thể bán được nhiều tiền một chút, để trong nhà có đủ điều kiện mà xoay sở không tốt, nàng suy tính không chu toàn rồi. Lẽ ra nàng chỉ nên để lại 4 tấm da sóc, còn lại thì nhờ thanh thúc bán giúp, rồi mang bạc về cho phụ thân và nương chứ không phải để hai người tự lo liệu. Dương nghi ảo não, thời gian này phụ thân và nương nàng đều đang rất bận rộn, họ lại còn là những người quá thật thà, không biết cách buôn bán, làm không tốt có khi còn bị người ta lừa, hoặc gặp phải những kẻ thấy mùi tiền thì liền nổi máu tham. Nhưng giờ mọi việc đã ngoài tầm tay với, dù dương nghi có phiền lòng cũng đành phải để xuống chỉ có thể tự an ủi mình mong rằng mọi chuyện không quá tệ như nàng nghĩ cách thôn bọn họ không xa cũng có chợ bình thường phụ thân cùng nương nàng thường hay mua bán ở đó nếu mấy tấm da kia bán ở đây thì bạc kiếm được ít hơn một chút nhưng có thể yên tâm dương nghi không biết phụ thân và nương nàng căn bản không nghĩ tới việc bán mấy tấm da kia tất cả đều giữ lại đợi khi nàng và nhị nha đầu thành thân thì có thể lấy ra thêm trang. Sau lần Dương Nghi và tỷ muội Vương Gia xảy ra tranh chấp, ước chừng hơn một tháng tiếp đó, nhi tử của Vương Gia, Vương Xuân Sinh bất ngờ được bách phu trưởng thăng lên làm chính cửu phẩm ngoại bả tổng, là một chức võ quan nhỏ thuộc hàng cửu phẩm. Ngay sau đó, nhị gia gọi Vương Quản sự tới, trả lại khế ước bán thân cho bọn họ xem như bồi thường, để Vương Gia ra ngoài tự lập. Vương Quản sự tìm một tòa nhà, có hai viện ở cạnh đồng gia để sinh sống. Dương Nghi không biết tòa nhà này là mua hay thuê, nhưng hàng năm, hai nhà vương tang cũng có buôn bán chút gia lông, ắt hẳn kiếm được không ít, tất nhiên sẽ có bạc để mua nhà. Vương gia được thăng quan, cởi bỏ nô tịch, khiến cho lòng an đại nương khó chịu một thời gian. Nhi tử của vương gia chỉ mới vào doanh trại 2 năm đã được thăng lên bả tổng rồi, mà nhi tử nhà bà vào đó 4 năm, mới chỉ là cửu phẩm ngoại ủy, hôm nay dưới quyền vương xuân sinh, bảo bà sao có thể nuốt được cơn giận này nhớ đến mấy năm nay phu thê họ cẩn trọng đi theo làm tùy tùng kết quả lại chẳng bằng loại người chỉ biết dùng mánh khóe dạo này người đàng hoàng không có vận khí tốt rồi lão an ông nói xem nhị gia nghĩ thế nào vậy rõ ràng viễn nhi văn nhi nhà chúng ta có khả năng hơn vương xuân sinh kia rất nhiều vì sao hắn có thể lên làm bả tổng mà viễn nhi vẫn chỉ là một ngoại ủy thôi hồ đồ nhìn lại bộ dạng bây giờ của bà đi để người khác thấy lại cho là chúng ta bất mãn với chủ tử đó không phải vậy sao ông không nhìn thấy vẻ mặt hả hê vừa rồi của trương thị à thật khiến người ta khó chịu an tiến lực hiếp mắt nói nữ nhân các bà đúng là tóc dài kiến thức ngắn ngay cả đạo lý nút dưới bóng đại thụ cũng không hiểu vương gia hôm nay được thăng quan cởi nô tịch thoạt nhìn có vẻ tốt nhưng một khi đã ra ngoài phần tình nghĩa với nhị gia tự nhiên sẽ từ từ phai nhạt theo thời gian, ngày sau Vương Xuân Sinh phải tự dựa vào chính mình rồi. Sinh Ca Nhi có bao nhiêu bản lãnh, tôi và bà còn không biết sao. Người như hắn cũng có thể bay lên làm bả tổng, ắt hẳn là do nhị gia muốn bồi thường cho Vương gia bọn họ. Còn An gia chúng ta, bản lãnh của Viễn Nhi luôn rất tốt, nếu không gây ra sai lầm gì, nhị gia đối xử với chúng ta ắt hẳn sẽ không kém hơn Vương gia. Bà cần gì phải để ý chút lợi nhỏ trước mắt này chứ? An đại nương đảo đảo mắt, hiểu thông rồi, nở nụ cười, khen An tiến lực một câu, tiến lực, vẫn là ông sáng suốt. Nhưng có một chuyện An tiến lực nghĩ mãi cũng không ra, vương gia như thế, không phải là ngày một ngày hai, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì khiến nhị gia quyết định động thủ đây. An tiến lực hưởng thụ, hừ, một tiếng, quay sang nương tử nhà mình, tôi thấy vua đại nương đối đãi với dương nha đầu cũng không bình thường, rảnh rỗi thì bà và tiểu nhu nên thân cận với dương nha đầu nhiều hơn chút. An Đại Nương đáp lại, trước đó vài ngày, Dương Nha Đầu có hỏi tôi cách chọn lựa da lông, lúc ấy dọa tôi giật cả mình, hỏi ra mới biết là Trầm quản Gia, bảo nàng tới xin chúng ta chỉ bảo, ông nói xem, thẩm quản sự có phải có ý đồ gì hay không? An Tiến Lực suy nghĩ một chút, nói, hơn phân nữa là đúng vậy, Nha Đầu kia rất thông minh. Nàng đã nói chuyện này trước với bà, chính là muốn tỏ rõ, nàng không có tâm tư nào khác với An Gia. An Đại Nương thang một tiếng, nha đầu này mới đến chưa bao lâu thì đã chen được một chân vào rồi. Gia lông là nguồn thu lớn nhất cả năm của An Gia bọn họ, mặc dù mỗi năm chỉ có một chuyến, nhưng có thể mang về cho họ 3 đến 500 lượng bạc, gấp mấy lần tiền lĩnh hàng tháng. Chưa nói đến chuyện nếu những người khác ở đồng phủ mà biết, ác hẳn cũng hối hận đến xanh cả ruột rồi. Nhưng đáng tiếc chính là mỗi năm cũng chỉ có một lần, nhị gia tuy không phản đối việc bọn họ tự làm, nhưng nghĩ đến quãng đường xa xôi, Gặp gần từ Vân Châu tới Thông Châu, đôi lúc còn có thổ phỉ, bà liền bỏ luôn phần tâm tư này. An gia bọn họ không có tài lực vật lực lớn đến vậy, cũng không nên tham khoản tiền không thuộc về mình kia. Có tiền mà không có mạng để dùng thì còn ý nghĩa gì chứ? Tính tình nương tử nhà mình thế nào an tiến lực sao có thể không biết, bà cũng đừng oán giận người ta. Việc đã như vậy, cũng là do dương nha đầu có phúc khí. Vả lại vương gia rút lui rồi, cái nàng chiếm là phân ngạch của vương gia cũng chẳng tồn hại đến chút ít lợi nào của bà. Hơn nữa đây là do Trầm quản gia phân phó, hơn phân nữa cũng được sự chấp thuận từ nhị gia, bà đi so đo cái này là tự tìm phiền phức đó. Vương gia cởi nô tịch, không còn là gia nhân của đồng gia, đồng gia tất nhiên cũng không có nghĩa vụ phải tiếp tục chăm sóc cho bọn họ. Nghĩ đến việc mỗi năm bọn họ tổn thất đi mấy trăm lượng bạc, An đại nương liền cảm thấy thoải mái trong lòng, biết rồi biết rồi, ông chỉ được cái nhiều lời thôi. Hôm nay là ngày vương gia thăng quan, Dương Nghi cũng cảm thấy thoải mái. Vương gia dọn ra rồi, nàng thật vui mừng. Có mấy người đáng ghét cả ngày cứ lắc lư trước mặt, nói ra những lời thô lỗ, khiến người ta bực mình, mà vẫn không thể đuổi đi, đúng thật là một chuyện khiến người ta phiền muộn. Bây giờ thì tốt rồi, nàng nhìn đâu cũng thấy mọi vật đều trở nên đáng yêu hơn mấy phần. Dương Nghi vừa thu dọn thư phòng vừa nghĩ. Đồng khoát nhiên vừa như lơ đãng quét mắt nhìn qua Dương Nghi mấy lần, thấy nàng đang mỉm cười khóe miệng hơi vểnh lên tâm tình hắn cũng trở nên vui vẻ quét dọn xong dương nghi thi lễ cáo lui ra khỏi cửa quả nhiên nhìn thấy an tiểu nhu ở cách đó không xa tiểu cô nương chỉ dám đứng yên ở khoảng cách đó không chịu đến gần thư phòng thêm nửa thước dương nghi hướng nàng vẫy vẫy tay nàng liếc qua thư phòng một cái rồi mới chậm rãi bước đi chờ dương nghi ở phía trước dương nghi buồn cười nàng biết từ trước đến giờ an tiểu nhu đều sợ nhị gia thấy nhị gia giống như chuột thấy mèo chẳng dám hé miệng nửa câu tiểu nhu thật ra thì nhị gia cũng không có gì đáng sợ đâu cả thành vân châu sợ chỉ có tỷ cảm thấy nhị gia không đáng sợ thôi an tiểu nhu nhỏ giọng lầu bầu ngài không nhiều hơn người khác một cái mũi cũng không thiếu hơn một con mắt chẳng có gì khác với người bình thường ngài sẽ không tùy tiện đánh người cũng sẽ không tùy tiện mắng chửi người nhiều lắm chỉ trưng ra mặt lạnh thôi Mặt lạnh thôi cũng đã rất đáng sợ đấy Thấy nói không thông Dương Nghi cũng lười giải thích nữa Chuyện như vậy không thể cưỡng cầu được Đồng nhị gia cũng chẳng để ý Nhị gia Vương gia dọn ra rồi Gia nhân trong phủ không đủ Có cần bảo mấy người môi giới đi mua thêm không Vương Đại Nương từ ái nhìn Dương Nghi ra khỏi thư phòng Mới nói Không cần Sáng mai ta sẽ nói thanh thúc dẫn mấy người tới đây Bọn họ đều là những binh sĩ bị thương tật phải rút khỏi quân doanh, đại nương cứ chọn lựa đi, sau đó dạy bọn họ quy củ, rồi sắp xếp công việc cho họ. Tiền trợ cấp ở trên phát xuống cũng không còn bao nhiêu, miệng ăn núi lở. Nếu được, hắn không ngại cho công việc, để bọn họ có con đường sống. Vưu đại nương đồng ý, nghĩ có nên nhân cơ hội này dạy bảo cho Dương Nghi luôn không? Năm nay Dương Nha đầu cũng đã 11, Cách lúc chuột thân còn có 4 năm, sau khi chuột thân cũng đến tuổi tập kê, tiếp đó là thành thân, trì hoãn nữa cũng không được, nếu đến lúc đó mới học nữ công gia chánh, thì đã muộn. Từ học tập đến thuần thuộc, cần phải có cả một quá trình. Nếu nữ công không thành thạo, mất thể diện không chỉ là dương nha đầu, mà còn cả nương nàng nữa. Dương nha đầu thành tâm đối xử với bà, bà cũng không muốn ngày sau nàng phải khổ. Thôi, dù sao lão bà tử như bà trừ chút bản lãnh này, cũng chẳng còn gì nữa. Vậy nàng cũng coi như báo đáp ân tình hơn nửa năm nay đi. Ta nhổ vào, chỉ là một bách trưởng nho nhỏ mà cũng muốn lấy Thiến Vân nhà ta. Bảo hắn về nằm mơ đi. Không biết Thiến Vân của chúng ta có tướng làm phu nhân sao, người như hắn mà có thể với tới à. Con trai mới vừa được thăng lên bả tổng đường làm quan đang rộng mở, vương đại nương trương thị cũng ngày càng kiêu căng. Nghe vương đại nương to tiếng, người nọ thẳng lưng, rời đi. Lời này không khác nào quăng cho bà Mai một cái tác, khiến người ta sinh hận. Dương Nghi chú ý thấy bước chân của vị đại nương này nặng thêm mấy phần, ắt hẳn là tức giận đến cùng cực rồi. Dương Nghi âm thầm lắc đầu, vương đại nương này, nói chuyện cũng không biết giữ chừng mực. Chỉ lo vui miệng nhất thời mà vô duyên vô cớ rước thêm kẻ thù có gì không hài lòng, nói riêng với nhau là được, người ta cũng không phải là loại không biết phải trái. Cần gì phải to tiếng ra trước mặt thiên hạ, dùng sự khó xử của người ta nâng cao giá trị nữ nhi nhà mình. Đây mà gọi là kết thân gì chứ, rõ ràng là kết thù thì có. Chật chật, dương nha đầu, con nói xem, đây đã là lần thứ mấy trong tháng rồi vậy. An đại nương lắc đầu, tặc lưỡi. Con trai của bà ta trước kia cũng chỉ là một bách trưởng thôi, mơ hồ được nhị gia chú ý thăng lên làm bả tổng mới đảo mắt một cái mà đã khinh thường bách trưởng nhà người ta chắc là lần ba mặc dù hai lần trước không thành nhưng vương đại nương vẫn còn rất khách khí cự tuyệt từ lúc con trai độc nhất thăng quan vương gia được cởi nô tịch ra ở riêng cộng thêm vương thiến vân dung mạo xuất chúng khí chất thanh nhã xem như cũng có chút danh tiếng ở vân châu người tới cửa cầu hôn liền ngày càng nhiều trước kia trương thị không phải như vậy là do những năm này quá thuận buồn xuôi gió nên người cũng càng ngày càng không biết chừng mực. Có vài người lúc cao hứng liền làm sằng làm bậy gây ra vô số họa về sau. Bọn họ không hiểu được đạo lý càng hài lòng thì lại càng phải khiêm tốn. Dương Nghi không nói nữa nàng biết An Đại Nương chỉ đang buộc miệng cảm thán mà thôi. Hơn nữa dù nói thế nào Vương Đại Nương cũng xem như là bậc trưởng bối. An Đại Nương nói được nhưng vãn bối như nàng thì lại không được ta nghe nói tiểu tử trần gia này rất tốt trừ hơi nghèo ra mọi thứ đều ổn chỉ cần dụng tâm xây dựng không có ai sẽ nghèo cả đời dương nghi tùy ý nói lời này nói cũng phải con ngươi của vương đại nương đảo một vòng cười nói dương nha đầu nếu con nhìn trúng ai đại nương sẽ giúp con đi hỏi đại nương con còn nhỏ mà trong lòng nàng khẽ trợn trắng mắt đây không phải là quá sớm sao Tính cả tuổi mụ nàng cũng chỉ mới 12, hơn nữa, nàng cũng không có ý định thành thân ở Vân Châu. Nàng định về nhà, chọn một người thành thật hợp ý, ở gần cha mẹ, có thể đỡ đần cho song thân. An Đại Nương cười, không sớm nữa đâu, hôm qua còn có người đánh tiếng với ta về con đấy. Những binh lính ở đây, phần nhiều xuất thân từ tầng lớp bình dân, muốn cưới được thê tử là chuyện không dễ. Hơn nữa, ở Vân Châu, nữ nhân cũng không nhiều, làm gì có cơ hội để chọn lựa tướng mạo giống như dương nghi vậy mặc dù chưa lớn lên nhưng người để ý cũng không ít trong suy nghĩ của bọn họ có thể quán xuyến công việc trong nhà chính là thê tử tốt chẳng ai để ý đến xuất thân là sang hay hèn cao quý chẳng thể ăn thay cơm dù có là tiểu thư yểu điệu cũng chẳng bằng một nữ tử bình thường có thể yên tâm phó thác cả gia nghiệp dĩ nhiên điều này không đại biểu cho việc bọn họ không muốn cưới danh môn khuê tú chỉ là tiêu chuẩn chọn trượng phu của những vị tiểu thư này thường rất cao không phải môn đăng hộ đối thường không được với những người xuất thân bình dân như họ quả là chuyện xa vời nghe lời đại nương đính ước sớm một chút mới tốt chậm chân thì sẽ bị người ta chọn hết đó còn dư lại không phải dưa vẹo táo nứt thì chính là những tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch nếu như lời an đại nương nói nhị gia nhà bọn họ chính là hàng còn dư lại cũng nên xếp vào đội ngũ dưa vẹo táo nứt cà Dương Nghi nghĩ thầm, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Đại nương, người không cần phải lo cho con đâu, An Đại ca cũng gần 17 rồi phải không? Đã đến lúc người ra tay thu xếp rồi đó. Cũng đúng nhỉ. Nghe Dương Nghi nói thế, tâm tư An Đại nương chuyển đến khuê nữ bà vừa hỏi thăm mấy ngày trước. Vương Tẩu, hôm nay lại có người đến cầu hôn nhà Tẩu à? Đúng vậy. Trên mặt của Vương Đại Nương Trương Thị khó nén vẻ hài lòng người vừa rồi là Trần Gia Nương Tử phải không? Nghe nói cháu bà ta cũng có chút bản lãnh, năm nay chỉ mới 17, đã là bách trưởng rồi. Nhà đó chỉ có hắn độc đinh, ta không muốn gã khuê nữ đi chịu khổ. Bách trưởng thì sao chứ, con trai của bà hôm nay đã lên chức bả tổng rồi. Lời này vừa nghe liền biết là lấy cớ, nếu như gã đi, ở trên không có ai quản thúc, chẳng phải quá tốt sao. Là thân nam nhi chỉ cần có chí tiến thủ, ngày sau ắt sẽ thành công thôi. Dĩ nhiên, điều Trương Thị nói, cũng có lý. Chỉ là theo tính tình Trương Thị, hơn phân nữa là ngại người ta nghèo quá. Vương Tẩu đúng là một mẫu thân tốt. Trương Thị ở xa xa nhìn thấy hai người Dương Nghi đang ngồi theo thùa, liền nói qua loa vài câu với người kia, rồi bước qua, ơ, ờ, hai người đang nói gì mà vui vẻ vậy, nói cho ta nghe một chút với nào. Dương Nghi cùng An Đại Nương khẽ nhìn nhau một cái. An Đại Nương nói, nào có việc gì, chỉ là vài chuyện theo thùa linh tinh thôi. Nói xong nhìn đối diện chớp chớp mắt vài cái, Dương Nghi hé miệng ra cười. Nói đến theo thùa nha, vẫn là ấy chết, ta nhớ tới còn có bộ quần áo chưa làm xong, Dương Nha đầu, con đi chọn vải giúp ta đi. Là làm cho tiểu nhu phải không? Con nhớ hình như trước giờ mùi ấy thích hoa sen. Nhà chúng ta. Trương Thị cố gắng chen miệng. Không được không được, y phục có hoa sen của nha đầu kia cũng nhiều rồi vậy thì ngươi một câu ta một câu dương nghi cùng an đại nương bàn luận hăng say trương thị mấy lần muốn chuyển đề tài tới trên người con gái bà ta nhưng đều không thành công bà đắc ý muốn khoe khoang đúng không ta không cho bà cơ hội đó xem bà còn làm được gì trương thị thấy hai người càng nói càng hứng khởi mình hoàn toàn không chen miệng vào lọt sốt ruột đứng ở một bên nhưng bảo bà ta cứ thế rời đi thì lại không cam tâm trần thị vương đại nương bà sao có thể để mình mất mặt thế được còn có phải cảnh cáo tiểu nha đầu họ dương này vài câu đột nhiên mắt trương thị sáng lên thì ra là triệu thúc quản gia đã trở lại trương thị nhiệt tình bước lên đón lão triệu ông về rồi à triệu thúc gật đầu chần chờ nhìn mấy người họ một cái sao đại muội tử lại có thời gian rảnh rỗi đến đây còn không phải là vì nữ nhi đáng lo kia sao ta vừa mới giúp nàng cự tuyệt một mối hôn sự không thích hợp trong lòng bực mình, nên đến đây nói chuyện một chút. Triệu Thúc hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, đúng vậy, con cái là nợ của cha mẹ mà. Cũng không phải là thế này. Trương Thị giống như chiếc máy hát vừa được mở, phát sóng liên tục. Đặc biệt có những nữ nhân, còn nhỏ tuổi mà không biết xấu hổ, cứ thích nhìn chầm chầm nam nhân. Luôn mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình, còn không biết nhìn lại bản thân, nàng xứng sao. Trương Thị nói xong, đưa mắt quét về phía dương nghi bên này lời đầy ẩn ý thanh âm trương thị vốn không nhỏ lúc này còn cố ý kéo dài dương nghi nghe xong liền cảm thấy bực bội lúc trước đến ngày nghỉ vương xuân sinh thường về nhà vài lần thấy hắn có vài phần giống một cố nhân một gã sai vặt đã từng giúp nàng nên nhìn nhiều hơn mấy lần thôi không ngờ trương thị này lại cho rằng nàng tơ tưởng tới con trai của bà ta thật không hiểu trong đầu bà ta đang nghĩ cái gì có nói gì thì loại người này cũng không thông suốt được dương nghi nhanh chóng thu dọn châm tuyến khung theo an đại nương hình như con để quên một cuộn chỉ màu ở phòng rồi phải về lấy đã ta cũng phải về làm cơm tối rồi nhìn sắc trời chắc lão an cũng sắp trở lại vừa thấy hai người chuẩn bị đi trương thị không nói hai lời liền tiến lên chặn lại định đi đâu người ta muốn nói chính là ngươi triệu thúc nhanh tay đóng cửa lại ngăn cản những ánh nhìn tò mò bên ngoài Dương Nghi dương mắt, nhìn bà ta, không nói một câu. An Đại Nương nhịn không được, kéo Dương Nghi qua, đứng ngăn ở trước mặt nàng, hỏi, họ trương kia, bà có ý gì? Ta muốn dạy dỗ tiểu nha đầu này, bà đừng nên xen vào. Trương Thị đẩy An Đại Nương ra, chỉ vào Dương Nghi mắng, ta cho ngươi biết, đừng có quyến rũ xuân sinh nữa. Bằng không ta không để yên cho ngươi đâu. An Đại Nương nghe vậy, sốt ruột nói, Trương Thị, có người nào hèn hạ như bà không? Bà xem con trai mình là châu là bảo là chuyện của bà, nhưng sao bà có thể đạp con cái của người khác vào trong bùn vậy chứ? Dương nha đầu chỉ mới 12, bà nói như thế bảo nàng sau này sao dám gặp người khác đây hả? Nếu nàng không làm, sợ gì bị ta nói? Con mắt nào của bà thấy tôi quyến rũ con trai bà? Dương nghi lạnh lùng nói, nếu nàng còn im lặng, sẽ khiến người khác nghĩ rằng nàng đang chột dạ. Còn dám nói không có, Mấy lần trước là ai nhìn Xuân Sinh nhà ta không chớp mắt. Xuân Sinh là bị tiện nha đầu này quyến rũ đến thất thần, con trai bảo bối của bà lại không nỡ nói nặng một câu, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy bất đồng với người khác rồi. Thật buồn cười, nhìn nhiều vài lần là quyến rũ. Vậy vừa rồi ta thấy bà nhìn chầm chầm vào một con chó già, thì ra là bà đang quyến rũ nó à. Dương Nghi bày ra biểu tình như chợt hiểu. Ngươi! Ngươi! Trương Thị giận đến mức bốc khói, nhưng không phản bác được lời nào. Tóm lại, Xuân Sinh nhà chúng ta chắc chắn sẽ không coi trọng ngươi, ngươi nên dập tắt cái ý niệm này đi. Trương thị run rẩy lặp lại ý trong mấy lời vừa rồi, hy vọng dùng cái này để đã kích Dương Nghi. Ai thèm chứ, bà chớ tự giác vàng lên mặt mình. Đúng vậy, Trương thị, đừng tưởng rằng con trai bà được thăng lên bả tổng là giỏi, ta nói cho bà biết, Vân Châu chúng ta cái gì cũng thiếu, nhưng võ quan thì chả hiếm. Xuân sinh nhà bà chỉ là một bả tổng nho nhỏ mà thôi, chẳng đáng cho chúng ta để vào mắt. Còn tốt hơn an trí viễn nhà bà, làm đã 4-5 năm mà vẫn chỉ là một ngoại ủy. An đại nương nổi giận. Đủ rồi, các ngươi nói xong chưa? Cả trạch viện này đều bị các ngươi làm náo loạn hết cả, đều do ta bình thường quá thoải mái, nên các ngươi không xem quy củ ra gì phải không? Hai người các ngươi, từ ngày mai trở đi, mỗi người quét dọn nội viện 10 ngày. Vưu Đại Nương chỉ vào An Đại Nương và Dương Nghi nói. Hai người không phản đối, quét sân thôi mà, ngày nào họ không làm chứ. Vưu Đại Nương nhìn về phía Trương Thị, Trương Thị, bà cũng xuất thân từ Đồng Phủ, chẳng lẽ mới ra khỏi trạch viện vài ngày, thì đã quên hết quy củ rồi hay sao? Còn nữa, lúc nào nha hoàng của Đồng Phủ phải cần người ngoài tới dạy dỗ rồi. Trương Thị nhìn Vưu Đại Nương, lúc này vì sự xúc động nhất thời của mình mà hối hận muốn chết, Vưu Đại Nương, bà tha cho ta một lần đi ta không dám nữa trong quân doanh con trai còn phải dựa vào nhị gia nhiều bà không nên vì mê muội nhất thời mà gây náo loạn ở đây lão triệu tiễn khách triệu thúc mở cửa mời người ra ngoài lần này cho qua nhưng lần tới sẽ không may mắn như thế đâu thanh âm của vưu đại nương truyền đến từ phía sau trương thị khiến bà ta kinh hoảng chảy mồ hôi đầy người còn có về chuyện ngày hôm nay Ta không hy vọng sẽ nghe phải nửa chữ khó nghe nào nữa Vâng Trương Thị run run đáp Vưu Đại Nương đuổi Trương Thị đi rồi Nghiêm mặt nói Người như vậy nói nhiều làm gì Nếu thật ầm ĩ lên Chẳng lẽ chỉ có mình bà ta mất mặt sao Nhưng là Tình huống lúc đó Trương Thị cứ cắn chặt không thả Có muốn tránh cũng tránh không khỏi dương nghi hiểu vưu đại nương lo nghĩ cho nàng hơn nữa có bị nói hai câu cũng không mất đi miếng thịt nào nàng liền bước tới kéo tay vưu đại nương làm nũng đại nương con biết rồi lần tới nếu nhìn thấy trương thị con nhất định sẽ tránh xa bà ta đại nương ngài đừng giận nữa giận nhiều sẽ mau già đó thái độ của dương nghi khiến vưu đại nương vừa bực mình vừa buồn cười tuổi ta đã cao còn sợ già gì nữa vưu đại nương cũng hiểu trương thị là người không biết điều mà Dương Nghi bị người ta chỉ vào mặt mắng to, còn có thể bình tĩnh phản kích, chứ không phải chỉ biết khóc xuông, đã rất giỏi rồi, bà cũng không đành lòng trách nàng quá mức. Bà thở dài, danh tiếng của nữ nhân là thứ quan trọng nhất, cũng may bây giờ con còn nhỏ, nếu không hôm nay người bị thua thiệt sẽ là con. Giấy không gói được lửa, chuyện lúc nãy nhất định sẽ bị truyền đi. May nhờ Dương Nghi còn ít tuổi, sao có thể làm ra những chuyện xấu xa kia. Nên có nói ra cũng không mấy ai tin. Sáng mai con đến biệt viện với ta, những người kia đã được dạy dỗ gần xong rồi, cũng đến lúc dẫn về phân việc. Vưu đại nương phân phó. Vâng. Kẹo tinh ngưu đây, kẹo tinh ngưu ngon tuyệt đây, hai văn tiền một hộp, được làm bằng bí quyết tổ truyền, hương vị ngọt ngào ngon miệng đây. Lão trượng, lấy cho ta hai hộp. Triển hoành đào vừa đưa tiền vừa lãi nhãi, con ta thích nhất cái này, mỗi lần về mà không mua, tiểu tử kia sẽ không cho ta vào cửa đồng nhị gia suy nghĩ một chút yên lặng bỏ tiền mua một hộp này không phải đệ không thích đồ ngọc sao người đang cô đơn như đệ mua cái này làm gì đồng nhị gia không để ý đến hắn đi thôi ngày mai đừng đến trễ này này kêu hai tiếng cũng không thấy hắn quay đầu lại trong lòng triển hoành đào tò mò rối rắm rốt cuộc hắn mua cái này cho ai đây đồng nhị gia vừa trở về phủ liền từ triệu thúc biết được chuyện xảy ra lúc chiều nghe xong hắn nghiêm mặt nói về sau, những người không phận sự đừng cho vào cổng Nói xong, sẽ bước đi về hướng nội viện Triệu Thúc thầm tiếc hận thay Vương Hồi Từ lúc Vương Gia được cởi nô tịch, rời khỏi đây Vương Hồi vẫn luôn bôn ba bận rộn vì kế sinh nhai Đúng là một người biết chịu khó Đáng tiếc, hắn lại cưới phải một nương tử phá hoại Sau khi Vương Gia cởi nô tịch, phần tình cảm với đồng phủ đã phai nhạt nhiều rồi Giờ Trương Thị lại náo loạn như vậy khiến nhị gia lập tức liệt vương gia vào những người không phận sự, đây không phải phá hoại thì là gì. Đánh chó phải ngó mặt chủ, lúc trước vương gia còn là người của đồng gia, bà ta có gây sự với dương nha đầu, thì cũng chỉ là mâu thuẫn giữa ma ma với nha hoàng. Nhưng vương gia tách ra rồi thì không giống vậy nữa. Hôm nay trương thị náo loạn ở đây, chính là đánh vào thể diện của đồng gia. Nhị gia nói như vậy là còn quá nhẹ. Đồng khoát nhiên vào nội viện, thấy Dương Nghi đứng ở bên giếng, lấy mu bàn tay không ngừng dụi mắt, bên chân là hai chiếc thùng nhỏ. Trong lòng nhị gia buồn bực, đứng ở bên cạnh không lên tiếng. Dương Nghi xoa nhẹ một hồi, cảm thấy mắt dễ chịu hơn nhiều rồi, mới từ từ mở ra, nhị gia. Ngài về khi nào vậy? Khóc nhẹ à? Đồng nhị gia nhìn chầm chầm vào đôi mắt hồng hồng của nàng. Nào có, là do bụi bay vào thôi. Từ. Nhị gia yên lặng lấy ra hộp kẹo, cho cô hai mắt dương nghi sáng lên kẹo tinh ngưu của trần ký chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra là kẹo tinh ngưu của trần ký ắt hẳn bình thường cũng ăn không ít nhưng sao nhị gia lại mua kẹo cho nàng nhìn ra sự hoài nghi của nàng đồng nhị gia nghiêm trang giải thích không biết người nào đã đặt cái này ở trong lều ta thấy không ai thích ăn nên ta cầm về khỏi lãng phí a à, cảm ơn nhị gia biệt viện là một tòa nhà có hai cửa nhỏ hơn nơi ở hiện tại của họ rất nhiều, cũng là sản nghiệp của nhị gia. Những người thanh thúc nhận về dù sao cũng không biết quy củ, phải dạy dỗ quan sát một thời gian, giải quyết vài vấn đề, rồi mới có thể phân việc. Thẩm thanh đưa tới 6 nam 8 nữ, trong đó có bốn đôi là vợ chồng, nam nữ tách ra dạy riêng. Thanh thúc quảng nam, vưu đại nương quảng nữ. Dạy mấy ngày, loại đi một người tay chân không sạch sẽ, hôm nay vưu đại nương mang dương nghi tới nghiệm thu thành quả mà An Tiểu Nhu luôn chơi thân với Dương Nghi, dưới sự năng nỉ của nàng, cũng được dẫn theo. Vưu Đại Nương nể tình An Gia chăm chỉ chịu khó mấy năm nay, không phản đối việc An Tiểu Nhu đi theo, cũng không thiếu nguyên nhân do hôm qua An Thị ra. Tay trợ giúp Những người này, chỉ có bốn người nguyện ý ký văn tự bán đức, một đôi vợ chồng tuổi gần 40, một quả phụ, một nam tử trung niên bị què chân. Người quả phụ này tên là Hoa Nương, lúc trước là tỳ nữ trong một gia đình giàu có sau bị chủ nhà bán đi lưu lạc tha hương gặp gỡ trượng phu trên đường về thăm người thân sau đó cùng trượng phu đến vân châu nhưng trước đây không lâu trượng phu bất hạnh bỏ mình quãng thời gian lưu lạc lúc trước khiến thân thể bà bị tổn thương không ít sau khi thành thân không có con trượng phu chết rồi bà cũng không muốn tái giá hôm nay tự nguyện bán mình vào đồng phủ hán tử trung niên kia sau khi bị què chân vợ bỏ trốn với người khác đôi vợ chồng còn lại thì đơn giản nhiều con trai chết trận vì kế sinh nhai cũng vì muốn tìm nơi tránh gió sống nốt nửa đời sau vưu đại nương tập trung mọi người tới đây rồi không nhiều lời trực tiếp phân việc hai vị thiếu phụ may vá tốt được an bài đến châm tuyến phòng hai vị đại nương trong nom việc giặt giũ một vị phụ nhân khỏe mạnh trong nom việc vẫy nước quét nhà phòng bếp do an đại thúc quản cũng chọn hai vị đại nương có tài nấu nướng an bài thỏa đáng xong Vưu Đại Nương công bố tiền được lĩnh mỗi tháng cùng chế độ thưởng phạt cho mọi người, sau đó lại nửa đe dọa nửa động viên người mới, cuối cùng bảo bọn họ ngày mai bắt đầu làm việc. Vưu Đại Nương, từ thị này vừa nhìn liền biết không phải người hiền lành, công phu mắng chửi người là số một, con thấy những người khác chẳng có ai thích bà ta, hơn nữa, công thị kia, bộ dáng hung ác, thích bấm, nhéo khiến người khác đau đến tận xương. Con không hiểu sao người lại muốn giữ họ lại như vậy sẽ ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà đó dương nghi hỏi trước kia lúc còn làm di nương những ma ma như vậy là người nàng ghét nhất trong viện nếu có những người như thế thường bị nàng đuổi cho thật xa dương nha đầu hiểu rõ như vậy là do từng bị nhéo qua rồi à vưu đại nương trêu ghẹo không có con nghe được từ một nha hoàng bên chu phủ nàng ấy nói rất nhiều nha hoàng ghét bà ta biết bà ta muốn vào đồng phủ nên nói cho con để cảnh giác lời này nghe rất ngây thơ bởi vì thân thiết với vưu đại nương nên dương nghi không ngại để cho bà thấy mặt ngây thơ của nàng nếu là người khác nàng sẽ tự nhìn tự nghĩ không hỏi thẳng ra như vậy nha đầu con nên nhớ không có lính nào dở chỉ có tướng không biết dùng người từ thị cùng tôn thị nếu con biết cách sử dụng thỏa đáng chỗ tốt của họ sẽ phát huy cực hạn chẳng nói đâu xa ngày hôm qua nếu từ thị ở đây thì chính là nhân tuyển tốt nhất để đối phó trương thị kia nhất định sẽ khiến bà ta chẳng chiếm được chút tiện nghi nào dương nghi nghe âm thầm suy nghĩ trước kia lúc nàng làm di nương không ai dạy nàng những điều này bình thường đều là phu nhân đưa nha hoàng tới nàng thấy tay chân lanh lợi liền phân việc thôi về phần sau phải lưu lại tôn thị chính con tự suy nghĩ đi bà nghĩ trong tương lai những người bà đã dạy dỗ này chủ yếu là để cho sau khi Nhiên Ca Nhi thành thân sử dụng. Tránh việc nương tử của Nhiên Ca Nhi gã đến đây không thể quán xuyến được trạch viện một cách thuận lợi. Nếu không, đồng phủ này chỉ cần giữ nguyên như cũ là được, nhiều lắm là mua thêm hai thô sử ma ma nữa thôi. Công thị Người như vậy dùng để xử phạt những nha hoàng, nô bột cứng đầu cứng cổ thì không còn gì tốt hơn, chẳng qua, hiện nay trong nhà trừ nhị gia cùng vưu đại nương, còn ai có thể động đến nàng mà thủ đoạn của vưu đại nương không tệ chẳng cần mượn người ngoài cũng có thể xử lý thỏa đáng được mọi chuyện căn bản không cần làm những việc thừa thải thế này mà nhị gia thì lại càng không cần chẳng lẽ hai người này đều không phải do vưu đại nương chuẩn bị vì mình vậy thì vì ai dương nghi trằn trọc nghĩ buổi tối an tiểu nhu kể lại những việc hôm nay thấy cho cha mẹ nghe nữ nhi nói an tiến lực than thở không hổ là ma ma hầu hạ bên cạnh thái phu nhân, dùng người cũng chu toàn như vậy. Bà ấy để cho ta làm một quản sự nho nhỏ ở phòng bếp, lúc trước ta còn không phục. Bây giờ nghĩ lại, so sánh với bà ấy, chúng ta quả thật kém xa. An Đại Nương vẫn còn chưa phục hồi tinh thần. Tiểu Nhu, những thứ này ta và Nương con không dạy cho con được, về sau con đi theo Dương Tỷ Tỷ phải chú ý mà học, biết không? Không hiểu cũng đừng lo lắng, cứ ghi nhớ ở trong lòng, nếu có thể nghiệm ra được mấy phần thôi, đời này của con cũng sẽ được nhờ rất nhiều rồi. Chỉ là nhân chi thuật mà đã lợi hại như vậy, ác hẳn việc nữ công, bếp nút, trị gia cũng sẽ không kém. Ông nói xem, sao vận số của dương nha đầu này lại hên vậy chứ? Chuyện gì tốt cũng đều rơi xuống người nàng. Nữ nhi nhà mình so sánh với người ta, liền thấy rõ cao thấp, bảo bà sao không để ý được. Bà đó, đừng có ghen tức lung tung bà chỉ thấy thành quả người ta đạt được sao không thấy những gì người ta đã bỏ ra tấm lòng nàng đối với vưu đại nương chẳng kém gì nữ nhi ruột thịt ta nghe thanh quản gia nói bệnh thấp khớp kia là do nàng mỗi ngày dụng công nấu thuốc chữa trị thảo dược không khó lấy nhưng quan trọng hơn cả là sự kiên trì lần này an đại nương không dám lên tiếng con biết chữ không vưu đại nương hỏi dương nghi có một chút còn việc tính toán dương nghi lắc đầu tới đây ta dạy cho con hai ngày sau vưu đại nương hỏi lại học xong chưa dương nghi gật đầu con cầm cái này đi xem cho kỹ không hiểu chỗ nào thì hỏi lại ta dương nghi nhận lấy thấy hai chữ sổ sách thật to giật mình đến mức thiếu chút nữa ném nó xuống đất vừa gặp chuyện đã hoảng hốt bình thường ta dạy con vậy hả đại nương đây đây là sổ sách sao không phải trên đó có viết à? Những gì vưu đại nương dạy, rất hữu dụng cho việc quản gia sau khi xuất giá của nàng, nàng cũng học rất nghiêm túc, cảm thấy những kỹ năng này, học thêm cũng chẳng có gì là không tốt. Nhưng đây là sổ sách, kiếp trước đã từng sống ở đồng phủ gần 10 năm, đương nhiên biết sổ sách có ý nghĩa gì, đặc biệt là với một trạch viện như đồng gia mà nói, sổ sách tượng trưng cho quyền lực lớn nhất, không phải là đương gia thì không thể giữ sổ sách này ghi chép chi tiết thu chi trong nhà nhị gia mặc dù kém hơn tòa trạch viện ở thông châu kia nhưng cũng không phải là thứ nàng có thể tùy tiện đụng tới lúc trước khi còn đi theo đồng văn nóc có một thị thiếp được hắn cưng chiều đến vô pháp vô thiên vọng tưởng muốn lấy biểu tượng quyền lực này trong tay phu nhân không đến mấy ngày sau liền bệnh chết cũng lúc ấy nàng mới hiểu công việc cai quản sổ sách này chẳng phải là chuyện dễ dàng gì vưu đại nương người mau cầm lại đi dương nghi nhét sổ sách vào tay bà như thể nó là một củ khoai lang nóng phỏng tay bảo con xem thì con cứ xem đi nhiều lời như vậy làm gì đây không phải là vấn đề có nhiều lời hay không được không đại nương tốt của con ơi người cho con xem cái này nhị gia đồng ý sao đương nhiên hắn không đồng ý sao ta có thể đưa cho con những sổ sách này chỉ là một phần nhỏ của việc thu chi trong nhà những thứ khác đều do nhiên ca nhi quản lão trầm thay mặt xử lý cho nên căn bản cũng không sợ người khác xem được. Dương Nghi ngơ ngẩn, Vưu Đại Nương đối xử với nàng rất tốt, nàng đã biết, nhưng sao nhị gia cũng. Chẳng lẽ? Sẽ không, Dương Nghi lắc đầu một cái, vứt bỏ suy đoán của mình. Mặc dù dung mạo của nàng không tệ, nhưng vóc người gầy yếu, bộ ngực bằng phẳng này, có thể khiến nam nhân thầm thương trộm nhớ sao? Nàng rất hoài nghi. Trừ phi là loại nam tử bị ổi, nhưng ánh mắt nhị gia nhìn nàng rất bình thường nhớ tới chuyện lúc trước hắn cho nàng kẹo đại khái hẳn là dị gia xem nàng như cháu gái mà thôi được rồi số sổ sách này con cầm về đi có chỗ nào không hiểu thì tới hỏi ta vâng đại nương đại nương không xong rồi dương nghi xông thẳng một đường từ cửa chính đến nội viện thở hồng hộc nói hốt ha hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì bình thường ta dạy con thế nào gặp chuyện không được hoảng hốt nếu thật đã xảy ra con sợ hãi cũng chẳng có ích gì ngược lại phải bình tĩnh suy nghĩ không chừng còn có cơ may cải biến còn có bình thường khi nói chuyện nhất định phải chậm rãi hấp tấp như vậy một chút khí độ cũng không có vưu đại nương dạy dỗ nàng một hơi dài dương nghi vội ổn định lại thần sắc đợi vưu đại nương hài lòng rồi mới lên tiếng đại nương nhị gia bị thương cái gì lúc này đến phiên vưu đại nương không giữ nổi bình tĩnh chuyện khi nào làm sao con biết vừa rồi ở đại sảnh có người trong quân doanh đến dương nghi mới vừa nói xong liền thấy thanh thúc dẫn một vị tướng lãnh mặt nhung trang rất uy nghi tới đây thanh thúc giới thiệu vị này là triển đô ti cũng là biểu ca của nhị gia triển đô ti vị này là nhũ mẫu của nhị gia người là nhũ mẫu của khoác nhiên sau khi thấy vưu đại nương gật đầu triển hoành đào nói tiếp ta cũng không nhiều lời nữa tối hôm qua đại quân đột quyết phái thích khách xâm nhập nhị gia các ngươi vì cứu tổng binh đại nhân thân trúng ba tên trong đó một mũi tên trúng chỗ nguy hiểm quân y đang chữa trị ta biết trong nhà hắn có một lọ kim sang dược rất hữu dụng với vết thương đây đúng là thứ đang cần không biết lọ thuốc kia ở đâu để ta đi lấy thanh thúc nói xong xoay người bước đến thư phòng bây giờ nhị gia thế nào rồi vưu đại nương vội hỏi trước khi ta tới đây vẫn chưa tỉnh lại không được lão nô phải thấy hắn bình an mới có thể an tâm triển đại nhân khi ngài trở về có thể mang lão nô theo được không chuyện này doanh trại là nơi trọng địa ta bảo đảm sẽ không đi lung tung không phải là vấn đề này để dương nha đầu đi đi bà cũng đã có tuổi đến đó cũng chẳng giúp được gì không chừng nhị gia chưa khỏe lại bà đã ngã bệnh rồi không bao lâu sau thanh thúc trở lại cầm trong tay một chiếc bình tinh xảo giao cho triển hoành đào triển hoành đào nhận lấy cẩn thận cất đi không nhìn thấy hắn sao ta có thể yên tâm huống chi ta cũng không đến mức vô dụng như vậy vưu đại nương nói xong quýnh lên lại ho khan vài tiếng nhìn xem vài ngày trước bà còn đang cảm phong hàng mà đừng nên làm nhị gia lo lắng thêm mới phải vưu đại nương vẫn đang ho không phản bác được huống chi chuyện này liên quan đến đồng nhị gia vưu đại nương không thể không thỏa hiệp nói với dương nghi đang đứng sau vỗ lưng giúp bà con đi đi chăm sóc nhị gia cho tốt đại nương yên tâm con nhất định sẽ tận tâm chăm sóc tốt cho nhị gia nhanh thu dọn y phục đi thanh thúc nói với dương nghi dương nghi nhìn về phía triển hoành đào triển hoành đào nhìn quanh một vòng hình như hắn còn chưa đồng ý mà thôi thôi tối hôm qua thương vong khá nhiều quân y sợ là không đủ sức ứng phó, có một người tay chân nhanh nhẹn chăm sóc biểu đệ cũng tốt. Vì vậy vội nói với Dương Nghi, nhanh lên. Dương Nghi không biết cưỡi ngựa, không thể làm gì khác là ngồi chung ngựa với triển hoành đào, nhưng vì Dương Nghi vẫn đang còn nhỏ, vóc người cũng không cao, nên không có ảnh hưởng gì. Một đường sóc nảy vội vàng, khoảng hai ba khắc sau, đến cửa chính doanh trại Vân Châu. Triển hoành đào dẫn Dương Nghi đi thẳng đến trước lều của đồng khoác Nhiên quân y vẫn còn đang chữa trị hắn vội đưa lọ thuốc vào hai người đứng đợi ở bên ngoài ước chừng hơn hai chung trà quân y mới mang vẻ mặt mệt mỏi đi ra lâm quân y đồng thiên tổng sao rồi không tốt lắm tên đã rút ra máu cũng ngừng rồi nhưng hình như đồng thiên tổng không có ý muốn sống quân y bất đắc dĩ lắc đầu chuyện này sao lại như vậy biểu đệ này cho tới bây giờ luôn là một người rất kiên cường những lời này của quân y thật khiến hắn thật khó có thể chấp nhận các người vào xem một chút đi nhưng đừng ở quá lâu còn nữa tối nay có thể bệnh nhân sẽ phát sốt nhớ chú ý giúp ngài ấy hạ nhiệt đừng để nóng quá sẽ ảnh hưởng tới não dặn dò xong quân y liền đi triển hoành đào vào thăm đồng nhị gia một lúc dặn dò dương nghi chăm sóc thật tốt cho hắn xong liền vội vàng đi xử lý công vụ đồng nhị gia sắc mặt tái nhật nằm ở nơi đó hai mắt nhắm nghiền chân mày nhíu chặt, không còn vẻ hồng hào tinh anh thường ngày. Má trái có một khối băng trắng, Dương Nghi không hề biết má trái của nhị gia bị một đau sâu tới tận xương. Tuy Lâm Quân Y đã khử trùng và bôi thuốc rồi, nhưng dù ngày sau có lành, cũng không tránh khỏi lưu lại sẹo. Dương Nghi tỉ mỉ vắt một chiếc khăn mặt ướt, đắp lên trán đồng khoác nhiên. Đến trưa, nhị gia vẫn còn hôn mê, có mấy tướng sĩ thường ngày thân thiết đến thăm hắn. Tổng binh đại nhân đã lên tiếng, Bảo quân y dùng thuốc tốt nhất chữa trị cho đồng thiên tổng, nhưng đồng thiên tổng vẫn chưa tỉnh lại. Gần tối thì triển hoành đào cùng các trưởng bối của triển gia đều tới, nói chuyện với nhị gia một lúc lâu, ngụ ý đều hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Đến tối, quả nhiên nhị gia phát sốt. Dương nghi đút thuốc cho hắn xong, rồi cởi hết y phục, chỉ chừa lại quần lót, cầm khăn lông ướt lau sạch toàn thân cho đồng khoác nhiên, giúp hắn hạ nhiệt. Có dương nghi tận tâm chăm sóc, cơn sốt trên người nhị gia dần dần tản đi ấm xuống nhưng vẫn không ổn định thân thể dần dần lạnh lẽo hơi thở cũng chậm lại dương nghi nhớ tới lời quân y nói xem ra quả nhiên nhị gia không có ý muốn sống nữa dương nghi là người đã chết qua một lần nhớ tới quá khứ trước kia của nhị gia đối với suy nghĩ của ngài ấy dương nghi cũng có thể mơ hồ hiểu được bởi vì nhị gia mang bác tự sát thê một đường lận đận nếu nói ngài ấy không thèm để ý sợ đến chính nhị gia cũng không thể tin nổi. Nghĩ thử xem, nhị gia cũng đã 23 rồi. Nếu mọi việc đều suôn sẻ, sợ rằng con trai cũng đã có thể đi mua xì dầu. Đáng tiếc, hôm nay, đừng nói đến con, ngay cả thê tử cũng còn không có. Về phía người thân, trừ nương ngài ấy ra, còn có một đại ca không quá thân cận. Bởi vì lúc nhị gia sinh ra, con trai đại ca ngài đã được một tuổi, cộng thêm đồng quẫn nhiên thường làm quan ở ngoài, Tình cảm của hai huynh đệ không thể xem là thân thiết. Gặp chuyện như vậy, người có thể để ngài ấy nhớ thương cũng không nhiều lắm, mà lão phu nhân tuổi đã gần 60, vốn nên an hưởng tuổi già, nhưng giờ lại vì chuyện chung thân đại sự của ngài ấy mà lao tâm khổ tứ. Nửa đêm tỉnh dậy, có khi ngẫm lại, chẳng bằng chết đi, khỏi phải lo nghĩ gì nữa, tránh liên lụy đến người thân. Loại ý niệm tiêu cực này, cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua khi cảm thấy bất lực mà thôi nhưng một khi thân thể con người bị suy yếu, những suy nghĩ tiêu cực được đè nén trước kia sẽ nhân cơ hội mà nổi dậy, khiến cho người ta chẳng còn ý chí muốn sống. Những thứ này là do Dương Nghi suy đoán. Bác tự gì đó chỉ là một khái niệm mơ hồ, tin thì có, không tin thì không, nàng cảm thấy chẳng đáng để tâm. Nhị gia đã trải qua nhiều khó khăn cùng bất công như vậy, nhưng vẫn không một chút quán tháng, thật khiến người ta bất ngờ. Thiết nghĩ, Lấy thế lực của hai nhà đồng Triển cùng năng lực của bản thân ngài ấy Nếu coi trọng khuê tú nhà nào Chỉ cần không phải hoàng thân quốc thích Không phải tiểu thư nhà quá có thế lực Thì sao không cưới được ai Nhưng ngài ấy tình nguyện độc thân đến nay Chứ không muốn gieo họa cho những cô nương khác Như vậy có thể thấy được ý chí kiên định Cùng hiền hậu nơi nhị gia rồi Nghĩ đến đây Dương Nghi đột nhiên cảm thấy đau lòng Đau lòng thay ngài ấy Hốc mắt đỏ lên Từng giọt lệ trong suốt Nóng hổi, tí tách rơi lên mu bàn tay đồng khoác nhiên, càng nghĩ, nước mắt càng không kìm nén được. Nhị gia, ngài là người tốt, người tốt không nên chết, nhị gia, ngài phải sống. Nhị gia là một trưởng bối tốt, mua kẹo cho nàng, còn bảo vưu đại nương dạy nàng quản lý sổ sách. Mặc dù những chuyện làm vì nàng không nhiều lắm, nhưng là người đối tốt với nàng ngoài phụ thân và nương mà không hề có mục đích, không vọng tưởng nhận lại hồi báo gì từ nàng, hoàn toàn khác hẳn đồng văn nóc dương nghi càng nghĩ càng không muốn đôi tay bắt lấy cánh tay tráng kiện của hắn lắc lắc còn có một chuyện rất quan trọng nếu như nhị gia đi rồi nàng cùng mấy người vưu đại nương cũng không có kết cục tốt có thể trở về đồng phủ là nhẹ còn không thì bọn họ phải chôn theo nhị gia đại nương đang ở nhà trong mong ngài tỉnh lại đấy nhị gia nghĩ đến lão phu nhân đang ở thông châu đi nếu người mất như vậy chắc chắn lão phu nhân sẽ rất đau lòng đột nhiên ngón tay đồng nhị gia bỗng nhúc nhích đáng tiếc dương nghi không phát hiện nhị gia ngài tỉnh lại đi ngài tỉnh lại ta sẽ làm cho ngài bánh quy sốt gạo nếp đây là ta món ta mới học được đó đại nương nói ngài thích ăn món này nhất mà tiểu nha đầu đừng khóc dương nghi đang khóc đến thương tâm chợt ngẩng đầu chớp chớp mắt nhị gia ngài tỉnh rồi nhị gia yên lặng nhìn nàng đôi mắt ướt đẫm mi đẹp khẽ chớp những giọt lệ theo đó chảy xuống càng làm nổi bật da thịt nhẵn nhụi trắng hơn tuyết, cánh mũi ửng đỏ, trong giọng nói còn mang theo tiếng nấc nghẹn, ác hẳn đã khóc rất nhiều. Ừ. Dương Nghi khẽ nấc một cái, ngừng khóc, cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, thấy đôi môi khô ráp của hắn, nhẹ nhàng hỏi, nhị gia, ngài muốn uống nước không? Ừ. Dương Nghi đứng dậy đi rót ly trà ấm, rồi ngồi xuống giường hẹp, tỉ mỉ giúp hắn uống. Nhưng ánh mắt nhị gia vẫn nhìn nàng, không chớp, trong lòng dương nghi hơi lúng túng nhị gia đây là sao vậy ước chừng là thấy nàng hơi thiếu tự nhiên đồng nhị gia cúi mắt che đi ánh nhìn như muốn tìm tòi kia lão nhị vừa rồi dương nghi có động tĩnh lớn như vậy những binh sĩ canh gác bên ngoài không thể nào không biết hoặc nghe đều cho rằng đồng thiên tổng không qua khỏi bọn họ nào dám chậm trễ lập tức chạy đi thông báo người xông tới trước tiên là nhị cửu cửu triển hồng phi kế tiếp mấy người khác cũng lục tục tiến vào không bao lâu sau trong căn lều rộng rãi đứng đầy tám chín người những người này không phải là thân thích thì là huynh đệ vào sinh ra tử với đồng nhị gia dương nghi bị chen đến một góc nhỏ phía trong vốn là bọn họ nghe tin tức nói tình trạng đồng nhị gia không được tốt lắm có thể không qua khỏi nhưng bây giờ thấy người đã tỉnh đương nhiên không thể tránh được một trận gà bay chó sủa được lắm tiểu tử dạ người khác rất vui đúng không ngươi chờ đó cho ta chờ ngươi khỏe lên rồi ta không đánh gục ngươi thì không phải là ta nhị gia quét mắt nhìn hắn từ trên xuống một cái khinh miệt nói chỉ bằng ngươi mặc dù bị thương nhưng bản lãnh khi dễ người khác của nhị gia cũng không giảm đi nửa phần hắn không đủ sức vậy thêm ta thì sao triển hoành đào đứng ở một bên lành lạnh nói thêm ta nữa còn có ta khóe miệng nhị gia co giật Tiểu Nghi Nhi, nhiều thêm chút, nhiều thêm chút, bây giờ tên kia đã khỏe ngang trâu rồi, không cần phải bồi bổ nữa, tránh khỏi nóng quá mà chảy máu mũi. Triển Hoành Đào Lên tiếng cảnh cao tên biểu ca không biết điều kia xong, nhị gia quay sang dặn dò Dương Nghi, nha đầu, đừng để ý đến hắn. Lớn tiếng như vậy làm gì? Tai ta đâu có điếc. Triển Hoành Đào ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó xoay người nói thầm, ngay cả một tiếng biểu ca cũng không gọi, thật là một đứa trẻ không ngoan. Đồng nhị gia đen mặt, có loại biểu ca nào dành ăn với biểu đệ đang bị thương như huynh sao? Nhị gia nhấn mạnh hai chữ bị thương. Nhìn lại dáng vẻ bây giờ của đệ đi, vết thương đã sớm cốt lên rồi, để ta ăn dùng chút canh cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Hơn nữa, hiện tại một mình ta phải làm phần việc của hai người, súc đến mấy cân rồi, đáng lý ra người nên bồi bổ là ta mới đúng. Đồng nhị gia trừng hắn, sao không thấy ngươi gầy ở chỗ nào chứ? Dương Nghi bình tĩnh nhìn bọn họ cãi vã, loại tiết mục này, cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn, lúc mới bắt đầu nàng có chút không thích ứng nhưng đến bây giờ đã thành thói quen. Múc thêm một chén nữa cho nhị gia, còn dư lại thì trút qua bác cho đại nhân triển đô ti. Đồng nhị gia cầm bát canh, buồn bực liếc biểu ca mình một cái, không thèm chấp với vẻ mặt hả hê của hắn. Nha đầu, hành lý sắp xếp đến đâu rồi? Đều đã thu thập xong cũng không có gì nhiều. Nói thật, ở trong quân doanh ngay người 4 năm ngày rồi, nàng thật sự có chút không chịu nổi. Bởi vì Dương Nghi là nô tỳ, hơn nữa còn là tới chăm sóc chủ tử, tất nhiên không có chỗ ở riêng. Nàng nghỉ ngơi ở một góc nhỏ trong lều của nhị gia, vấn đề ngủ này không quá khó khăn, nhưng vấn đề tắm thì đúng thật không có cách giải quyết. Bây giờ, trời đang là mùa hè, ở trong quân doanh không thể tắm, chỉ có thể thừa dịp vào buổi tối, lúc nhị gia đã ngủ thấm ướt khăn lau qua loa một chút nàng là người yêu sạch sẽ không tắm rửa thì cảm thấy cả người không được tự nhiên vậy sáng mai chúng ta trở về đợi chút các ngươi định đi à vậy canh bổ mỗi ngày của hắn không phải sẽ bay mất sao vết thương của nhị gia đã bắt đầu kết vẫy cộng thêm vưu đại nương đang lo lắng ở nhà không nhìn thấy nhị gia sợ rằng sẽ không yên lòng hơn nữa thức ăn trong quân doanh cũng không quá tốt cho nhị gia cho nên về nhà nghỉ ngơi có lẽ sẽ mau bình phục hơn. Dương Nghi tỉ mỉ giải thích. Nghe vậy, triển hoành đào hít vào một hơi, giỏi thật, chiêu rút củi dưới đáy nồi này, đúng là đủ ngoan độc. Trở lại đồng gia, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của vua đại nương, hơn một tháng sau, thương thế của đồng nhị gia cũng hoàn toàn lành lại, đáng tiếc vết sẹo trên mặt giống như một con rết kéo dài từ khóe miệng đến vành tai, không thể tiêu trừ. Bộ dạng của nhị gia vốn đã đủ dữ tận rồi, giờ đây lại có thêm một vết sẹo to, nhìn càng giống thổ phỉ chạy trốn hơn. Vưu Đại Nương vừa chăm sóc nhị gia vừa không biết thở dài bao nhiêu lần, lao bao nhiêu lệ. Trong lúc nhị gia dưỡng thương, Vưu Đại Nương cũng không nơi lỏng việc dạy dỗ Dương Nghi. Nghỉ ngơi một tháng, nhị gia liền trở lại quân doanh. Cuộc sống quay về quỹ đạo vốn có. Huynh đệ, hai ngày nữa được nghỉ phép rồi, đệ có dự định gì không? Triển hoành đào bày ra biểu tình lấy lòng, sắp lại gần, một chút dáng vẻ của huynh trưởng cũng không có. Làm chi? Đồng nhị gia tùy tiện hỏi, mắt vẫn chưa từng rời khỏi sa bàn. Không bận gì thì cùng đến thanh sơn săn thú đi, bây giờ chính là thời kỳ hưu sao tươi ngon nhất đấy. Đồng nhị gia ngẩng đầu, kỳ quái nhìn hắn một cái, không phải trước kia ngay cả hỏi hắn cũng không thèm, luôn trực tiếp kéo người đi sao. Triển hoành đào cảm thấy mình rất xui xẻo, nhận được những hai lá thư nhà, một phong đến từ nương, một phong đến từ tỷ tỷ của hắn trong thư đều là bảo hắn phải quan tâm đến chuyện lớn cả đời của vị biểu đệ này tranh thủ tiễn người đi trong năm nay bất đắc dĩ chỉ đành phải nghe theo đề nghị của bạn xấu dùng đến cả chủ ý cũ nát như vậy lần này lâm an dạ đề nghị mang theo gia quyến thuận tiện ăn cơm giả ngoại đồng nhị gia nhíu mày có bao nhiêu người nữ nhân nhiều thường hay dễ ầm ĩ không nhiều lắm chỉ mấy nhà có quen biết thôi Triển hoành đào suy nghĩ một chút rồi bổ sung, ta hiểu tính tình của đệ mà, lần này đệ cứ chuẩn bị như cũ là được rồi, ta sẽ nói tẩu tẩu đệ an bài thỏa đáng mọi thứ. Khóe miệng đồng nhị gia nhếch lên, không cần, tự ta sẽ chuẩn bị. Mang tiểu nha đầu đi ra ngoài giải sầu cũng không tồi, nàng ác hẳn sẽ rất vui mừng. Triển hoành đào hơi ngạc nhiên, nhưng vì trong lòng còn có chuyện, nên cũng không nghĩ nhiều. Vưu đại nương lấy lý do lớn tuổi, hành sự bất tiện nên không đi, giao cho nàng thu xếp mọi chuyện xong hết rồi báo lại với bà một tiếng là được dương nghi hiểu đại nương đây là muốn khảo sát khả năng của nàng vưu đại nương không đi an đại nương tự nhiên cũng biết ý từ chối nói những trường hợp tụ hội giả ngoại thế này không thích hợp với đại thẩm như bà cuối cùng quyết định ra ba người sẽ đi dương nghi an tiểu nhu cùng một gã sai vặt để đánh xe trước đó dương nghi đã hỏi qua thanh thúc những vật dụng cần thiết cho chuyến giả ngoại quan trọng nhất là có thể sẽ gặp phải những tình huống bất ngờ bên ngoài nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng để kịp thời xử lý nàng còn liệt kê ra danh sách cẩn thận đối chiếu lại thêm bớt vài thứ sau đó mới đưa cho vưu đại nương xem qua vưu đại nương khen nàng đôi câu chỉ ra hai chỗ sơ sót nhỏ bảo dương nghi bổ sung hai ngày trôi qua rất nhanh trời vừa sáng bọn họ liền lên đường đồng nhị gia cưỡi ngựa mấy người dương nghi ngồi trong xe nhàn nhã đi về hướng thanh sơn đồng nhị gia đi trước thấy biểu tẩu liền nhờ nàng chăm sóc mấy người dương nghi nhị gia yên tâm đi chuyện đệ đã nhờ biểu tẩu ta tất sẽ lo lắng chu toàn chỉ là đừng trách ta nói mấy lời không lọt tai đệ cũng nên thành thân thôi trong nhà phải có một nữ chủ nhân chăm lo mới phải triển hoành đào tiếp miệng biểu tẩu đệ nói đúng lắm chuyện này quả thật nên tiến hành sớm đi lần trước biểu đệ xém chút mất mạng dọa cho trưởng bối hai nhà sợ chết khiếp người tham gia quân ngũ như bọn họ, vốn đã luôn ở trong vòng nguy hiểm, chẳng biết khi nào sẽ bỏ thân lại chiến trường. Lấy vợ sinh con, kéo dài hương khói, là chức trách mà phận làm con cháu như bọn họ phải làm. Lần này có gia quyến mấy nhà cũng cùng đi, đều là chỗ quen biết, gia cảnh không tệ, nếu xem trọng người nào, cứ nói với biểu tẩu đệ, nàng ấy sẽ làm mai cho. Nhị gia lúc này mới hồi thần, cười khổ, thì ra là lần tụ hội này còn có mục đích như vậy. Chỉ là, với bộ dáng bây giờ của hắn, cô nương nhà nào sẽ để ý chứ? Dù cho là lúc trước, khi mặt hắn còn chưa bị thương, hy vọng cũng đã vô cùng mong manh, chứ đừng nói hiện tại. Biểu ca, biểu tẩu, lời hai người nói, ta đều hiểu. Chuyện này, trong lòng ta tự có tính toán, hai người cứ yên tâm đi. Lại hàng huyên đôi câu, đồng nhị gia và triển hoành đào liền dục ngựa tiến về phía nam, chuẩn bị vào núi săn thú. Khoát nhiên, nói thật, nương đệ và chúng ta đều rất lo lắng cho đệ. Luôn không hiểu được đệ thích cô nương như thế nào, mấy năm nay đệ sống cũng không dễ dàng gì, nên nương đệ cũng không muốn cưỡng bắt đệ cưới những cô nương mà bà thích, chỉ cần hòa hợp là được rồi. Nhưng có một yêu cầu, phải là cô nương có gia thế trong sạch. Biểu đệ này của hắn, thật quá trắc trở. Những người yêu thương đệ ấy, đều hy vọng đệ ấy sẽ hạnh phúc. Qua lần tai kiếp này, ai cũng đều sợ, sợ đệ ấy cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chặt đứt hương hỏa. Vân Châu ở lệch về phía bắc, bốn mùa không rõ rệt như thông châu, lúc này lá cây đã ngã vàng, rơi xuống theo gió, phong cảnh nhìn rất hữu tình. Xe ngựa của bọn họ vừa tới núi Thanh Sơn, liền có một cô nương trẻ tuổi tiến lên đón, là muội muội ở đồng phủ đến sao. Vừa nhìn trang phục cùng khí độ kia, liền biết là đại nha hoàng đắc lực cạnh chủ tử, Dương Nghi cũng không dám khinh suất, đúng vậy, vị tỷ tỷ này, là người triển phủ ư. Người nọ gật đầu. Ngươi cứ gọi ta là hoa đào là được, phu nhân đã chờ các ngươi lâu rồi. Lời này Dương Nghi không dám xem là thật, làm phiền hoa đào tỷ tỷ, tỷ cứ gọi ta là Dương Nghi, còn vị muội muội bên cạnh này tên là An Tiểu Nhu. Hoa đào cười gật đầu, đi theo ta. Bái kiến phu nhân triển hoành đào xong, triển phu nhân nói vài lời khách sáo, rồi giao bọn họ lại cho hoa đào. Dương Nghi chọn một chỗ không xa triển gia bắt đầu dọn đồ đặt giả ngoại ra. Trên sườn núi tương đối bằng phẳng ở Thanh Sơn, trừ triển gia, còn có mấy nhà khác. Dương Nghi biết rõ thân phận của mình, để tránh chọc phải phiền toái, vẫn nên nương tựa vào triển gia thì hơn, ít nhất hai nhà còn là thân thích. Người có sẹo trên mặt vừa rồi là ai vậy? Nhìn thật đáng sợ. Thẩm Hàm Ngọc chán ghét quán trách, biểu ca cũng thiệt là, người như vậy cũng mời tới, không phải dọa người khác chết khiếp sao. Lâm Phương Huệ cao mày, biểu muội này, thật đúng là không lễ phép, suyệt, biểu muội muội đừng nói nữa. Người đó là chính lục phẩm doanh thiên tổng đồng đại nhân, nghe nói vết sẹo trên mặt là vì cứu tổng binh đại nhân nên mới bị thương. Nàng nhấn mạnh ba chữ chính lục phẩm, người ta không phải dạng vô danh tiểu tốt mà ngươi có thể tùy ý chà đạp. Nếu để người ngoài nghe được, thể diện của lâm gia bọn họ cũng coi như mất sạch. Qua, hắn chính là đồng nhị gia. Là người mang tiếng khắc thê kia sao? Quả nhiên, dáng dấp người này vốn đã xấu, giờ trên mặt còn có thêm một vết sẹo, lại càng xấu hơn. Biểu muội Lâm Phương Huệ khẽ quát. Ai nha, biểu tỷ chỉ là một doanh thiên tổng mà thôi, sợ gì chứ? Biểu ca là chính ngũ phẩm kia mà. Thẩm hàm ngọc xem thường, dù chỉ là cửu phẩm ngoại ủy, cũng không phải là người muội có thể tùy ý nghị luận. Được rồi, không nói thì không nói. Cần gì bày ra bộ dạng giáo huấn người khác thế chứ? Thanh âm của hai người không nhỏ, nhưng bởi vì Dương Nghi cách bọn họ khá xa, nên chỉ có vài từ mơ hồ lọc vào tai. Dương Nghi nghe được sắc mặt trầm xuống. Dương tỷ tỷ An Tiểu Nhu Trần chờ hỏi. Hiển nhiên, nàng cũng nghe được. Dương Nghi nhìn về phía triển gia một cái, phát hiện vẻ mặt của những gia hoàng ma ma kia vẫn bình thường, không lý nào nàng nghe, mà bọn họ không nghe được. Đừng để ý tới họ, lát nữa ta và muội đi xung quanh nhặt thêm ít củi mang về. Dương Nghi thở dài trong lòng, cho dù nàng nghe những lời kia cảm thấy tức giận, khó chịu hơn đi nữa, thì với thân phận nhỏ bé này, có thể làm được gì chứ? Lỗ mãn tiến lên tranh luận với người ta sao? Như vậy, cũng chỉ làm tăng thêm phiền toái cho nhị gia mà thôi. Huống chi, đối với lời nói của mấy người không liên quan này, nhị gia cũng chưa chắc để ý. Xung quanh núi Thanh Sơn đều là cây cối, nên chỉ một lát, hai người đã nhặt được một bó củi to. Dương Nghi nhìn khuôn mặt mệt mỏi đỏ bừng của An Tiểu Nhu, nói, Tiểu Nhu, mùi ở đây nghỉ một lát đi, nhân tiện trong chừng hành lý, ta đi lấy chút nước. Bao ca ca đi nhặt thêm ít củi nữa đi. Bao tiểu ca chính là gã sai vặt đánh xe. Bao lục nhi không có dị nghị gì với sự phân công của Dương Nhi. Dương tỷ tỷ, ta đi với tỷ, ta không mệt, chỉ hơi nóng thôi. Nghe lời, những hành lý này mặc dù không quý giá gì, nhưng cũng phải có người trông mới được. Hơn nữa, nương muội nhờ ta chăm sóc muội, lát nữa nếu bị cảm nắng ta biết ăn nói thế nào với an đại nương đây. Được rồi. Dòng suối nhỏ cách nơi này một quãng, vừa rồi dương nghi thấy có rất nhiều người múc nước về từ phía bên kia nàng không muốn chen lấn với người khác liền đi lên một đoạn ngắn tìm chỗ tốt ngồi rửa tay rửa mặt định ngồi nghỉ trên tảng đá lớn một lát rồi mới mang nước trở về nhìn dòng suối trong suốt bất chợt lại nhớ đến những người thân ở quê nhà không biết bây giờ họ sống có tốt không tính thời gian thì nàng đến vân châu cũng gần hai năm rồi tết năm ngoái nàng vốn có thể theo trở về nhưng không khéo chính là trước đó bị nhiễm phong hàn không thể không ở lại. Chỉ có thể lấy hai tấm da lông còn lại nhờ thanh Thúc bán, sau đó mang bạc về dương gia giúp nàng. Năm đầu tiên tới Vân Châu, trừ gửi về mấy tấm da lông kia, nàng còn có một tấm da trồn bạc chất lượng thượng hạng. Nàng không biết rằng, tấm da này bị nhị gia giữ lại, còn bảo thanh Thúc mang 20 lượng bạc đến dương gia. Dương nghi lấy lại tinh thần, thở dài, dù cuộc sống ở nhà thế nào, nàng cũng đã tận lực có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích còn không bằng làm việc trước mắt cho xong đột nhiên binh một tiếng thùng gỗ chứa nước rơi xuống đất sắc mặt dương nghi trắng bệch ôm bụng ngồi sổng xuống bụng của nàng rất đau mỗi lần hít thở thì cơn đau càng tăng thêm đau đến nỗi khiến nàng ngồi không vững nữa qua chừng hai chung trà bụng mới dần dần dịu lại dương nghi thử đứng lên cảm giác phía dưới có chút kỳ lạ dinh dính loại cảm giác này quá quen thuộc Dương Nghi thầm kêu không tốt. Đây rõ ràng là dấu hiệu quỳ thủy đến. Kiếp trước lần đầu nàng có kinh là ở 13 tuổi, sao giờ lại đến sớm thế này? Quỳ thủy lần đầu tiên đến rất mãnh liệt, không đợi nàng suy tính thỏa đáng, đã thấy quần lót ngày càng ướt át. Thêm nữa, hôm nay nàng mặc xiêm áo màu trắng, dương nghi cứng người tại chỗ, không biết phải làm thế nào cho đúng. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng thùng 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 thùng. thùng. thùng những người bên dòng suối vội vàng nhìn lại tiếng gì vậy là mấy người đại nhân quay về sao không giống tiếng chân ngựa không tốt thanh âm này thanh âm này hình như là heo rừng heo rừng đến rồi người nói đùa à nơi cắm trại cũng truyền đến tiếng thép chói tai của nữ nhân ngay sau đó tín hiệu báo nguy được phát lên không trung trời ạ à, rất nhiều heo rừng hơn một trăm con heo rừng điên cuồng chạy về hướng này gặp ai cũng hút heo rừng hút người kìa cứu mạng chủ tử đi mau bảo vệ chủ tử lên xe ngựa mau dương nghi lo lắng cho mấy người an tiểu nhu nhưng nàng biết giờ mình có đi ra cũng chỉ là vô ích hy vọng bọn họ có thể nhanh trí một chút tìm chỗ an toàn mà trốn không tốt bên kia có biến các nam nhân đang săn bắn lập tức quay đầu ngựa chạy như bay về sườn núi phía nam không muốn va chạm với đám heo rừng đám người phân tán ra đồng khoác nhiên nhìn xung quanh tìm kiếm mấy người dương nghi may mắn ở sườn núi phía bắc tìm thấy an tiểu nhu cùng bao lục nhi nhưng lại không nhìn thấy dương nghi đồng nhị gia bắn liền mấy tên thanh toán đám heo rừng xung quanh họ xong lo lắng hỏi sao chỉ có hai người cắt ngươi dương nghi đâu tỷ ấy đang lấy nước ở ngoài suối hai người núp ở đây ta đi tìm nàng cứu mạng có ai hay không đừng đến đây Đừng đến đây. A. À, thẩm Hàm Ngọc lo sợ nhìn con heo rừng đang thở phì phò trước mắt, tay cầm một cây gỗ không ngừng khu khoắn loạn xạ. Vừa rồi nàng chỉ biết cắm đầu chạy, bất tri bất giác thất lạc mọi người, chạy trốn đến nơi vắng vẻ này, ngay cả một bóng người cũng không có, lại còn có một con heo rừng theo sát sau lưng. Đột nhiên, hai chân sau của nó đạp một cái, phát lực, hung hăng chạy nhanh về phía nàng. Thẩm Hàm Ngọc nhanh chân bỏ chạy, mắt thấy heo rừng càng đuổi càng gần nàng nghĩ rằng ắt hẳn mình phải bỏ mạng ở đây rồi đột nhiên con thú thét lên chói tai sau lưng còn truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất thẩm hàm ngọc quay đầu nhìn thì ra heo rừng bị một mũi tên bắn trúng đầu sau đó nàng phát hiện người cứu nàng lại là đồng nhị gia hắn ngồi trên lưng ngựa bắn liền ba tên bắn xong rồi không thèm nhìn kết quả chạy như bay càng chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái nếu không phải do mắt của nàng tốt căn bản là nhận không ra người đến này, ngươi chờ một chút. Ngươi không giúp ta, ta trở về thế nào? Không ai trả lời nàng. Đồng khoác nhiên rất có lòng tin với tài bắn cung của mình, dù ba tên kia không thể giết chết con heo rừng cũng sẽ làm cho nó bị thương nặng. Cô nương kia hoàn toàn có thể chạy trốn, nếu vẫn không được, thì cô ta cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi. Hắn phải nhanh chóng tìm được Dương Nghi, thật sự không muốn lãng phí sức lực trên những người không liên quan. Lúc đồng nhị gia tìm được Dương Nghi thì nàng đang run run đứng trong dòng suối, sắc mặt trắng bệch. Một con heo rừng ở bên bờ đang nhìn nàng chầm chầm, thỉnh thoảng thử bước xuống nước, bộ dạng như lúc nào cũng có thể bổ nhào qua. Dương Nghi không biết heo rừng có sợ nước hay không, thời điểm vừa thấy con thú này, nàng theo bản năng chạy xuống giữa dòng suối. Thật ra thì, con suối này sâu nhất là ở gần bờ, nước đến khoảng đầu gối. Đồng khoát nhiên dễ dàng giải quyết con heo rừng. Tiếp đó, không nói một lời ôm Dương Nghi từ dưới nước lên bờ. Nhiệt độ của nhị gia khiến Dương Nghi lấy lại tinh thần, cảm ơn nhị gia. Nàng bị thương. Đồng nhị gia chỉ chỉ vệt máu phía sau nàng. Ý thức được hắn nói cái gì, Dương Nghi hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, không có, không có bị thương. Nhị gia cao mày, không đồng ý nhìn nàng, bị thương thì cứ nói ra, ta luôn mang theo thuốc trị thương, vừa lúc có thể cầm máu. Yên tâm, sẽ không đau đâu nhị gia nàng thật không bị thương mà loại vấn đề này bảo một cô gái như nàng phải mở miệng giải thích thế nào với một đại nam nhân như hắn đây nhanh đi đừng để mất máu quá nhiều nhìn màu máu còn rất tươi rõ ràng là vừa mới chảy xuống điều này nói rõ vết thương còn chưa cầm máu dương nghi nhìn bộ dạng nếu nàng không ngoan hắn liền tự thân động thủ kia nhắm mắt lại chấp nhận mà nói thật ra thì đó là quỳ thủy của nữ nhân trời ạ à, để cho nàng chết đi đồng nhị gia sửng sốt tiếp đó mặt dần đỏ lên đáng tiếc da người này vốn màu đồng nên không nhìn rõ chỉ từ hai bên tai hồng hồng có thể nhìn ra một chút đầu mối lúng túng trầm mặt tràn ngập giữa hai người khoác lên đi đồng nhị gia cởi áo ngoài trên người ra dương nghi chần chờ một chút nhưng vẫn nhận lấy khoác lên dù sao với tình trạng hiện giờ của nàng để cho người khác nhìn thấy không lịch sự lắm có chiếc áo khoác đậm màu này của hắn, ác hẳn không ai nhìn ra gì. Đi thôi, chúng ta qua hội họp với bọn họ. Dương Nghi đáp khẽ. Nhị gia dắt ngựa đi ở phía trước, Dương Nghi chậm rãi theo sát phía sau. Nhị gia vốn là võ phu, bước chân vừa nhanh lại vừa lớn. Thân thể Dương Nghi đang không thoải mái, cộng thêm vừa rồi còn ngâm mình trong nước một khoảng thời gian nên lại càng khó chịu. Đồng khoát nhiên quay đầu lại, thì thấy nàng sắc mặt tái nhợt, đang cố gắng bước theo hắn mặc dù không nói gì nhưng tiếp đó hắn dần dần bước chậm lại không bao lâu sau bọn họ đến được chỗ bọn người an tiểu nhu các nhà đang kiểm lại nhân số trải qua lần biến loạn heo rừng này các nhà đều có thương vong may nhờ các nam nhân trở lại kịp thời nên chỉ chết hai người số còn lại bị chút vết thương nhẹ hoặc kinh sợ mà thôi Trải qua trận hỗn loạn này, không ít người bị thương hoặc bị rách xiêm áo, cũng có không ít nữ quyến khoác áo ngoài của người khác. Cho nên Dương Nghi mặc áo của đồng khoác nhiên, cũng không coi là quá gây sự chú ý, chỉ là hai ống tay dài ra một khúc, giống như một đứa trẻ mặc y phục của người lớn, có chút buồn cười thôi. Đồng khoác nhiên mặc dù đang thương nghị chuyện vừa rồi cùng các đồng liêu, nhưng cũng đôi lúc hoặc vô tình, hoặc cố ý quét mắt về phía Dương Nghi, thấy sắc mặt nàng vẫn không tốt, nhưng may mà có chút huyết sắc hơn. Lúc vừa trở về, trừ thả chậm bước chân, hắn cũng chẳng biết phải giúp nàng thế nào. Hắn không ngại cổng nàng trở lại, nhưng không thể không bận tâm đến thanh danh của nàng. Lúc trước hắn vẫn còn nghĩ nàng là tiểu nha đầu, vậy mà nghĩ đến không khí mập mờ vừa rồi, ngực của hắn chợt xẹt qua một cảm giác khác thường, tê dại kích thích. Sau khi an toàn trở về, thẩm hàm ngọc liên tiếp nhìn về phía đồng nhị gia. Nữ nhân đối với thoại bản anh hùng cứu mỹ nhân, luôn khó có sức chống cự. Thẩm Hàm Ngọc cũng không ngoại lệ, nói thật, lúc vừa phát hiện người cứu mình là đồng nhị gia thì nàng vô cùng thất vọng. Nhưng đồng khoát nhiên sau khi cứu nàng, một câu cũng không nói liền bỏ đi, hiện tại cũng vậy, chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Điều này làm cho nàng rất tức giận, nữ nhân thật đúng là một sinh vật phức tạp, nếu lúc ấy đồng khoát nhiên mượn ân cứu mạng bày tỏ sự quan tâm, có lẽ nàng sẽ vui mừng, sẽ hài lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn ở trong lòng. Nhưng hôm nay hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến, lại làm cho nàng thật sự để ý. Nàng không tin, đồng khoát nhiên xấu xí này chẳng có chút cảm giác nào với nàng, nếu không, hắn cũng chẳng xuất hiện một cách trùng hợp như thế. Nhưng tại sao hắn vẫn luôn không bước tới kể công đây? Hay là do lúc đó nàng quá chật vật nên hắn không thấy rõ dung mạo. Có lẽ, hắn chỉ là vờ tha để bắt. Thôi, Nhìn vào phân lượng hắn đã cứu nàng, liền chủ động một lần vậy. Thẩm Hàm Ngọc quay sang Lâm Phương Huệ, nói, "Biểu tỷ, ta ra đây một lát." Hắn lớn lên như vậy, sợ là chưa từng tiếp xúc với nữ tử như nàng đi. Lâm Phương Huệ cau mày, "Muội định đi đâu?" Tình thế bây giờ, tốt nhất không nên làm gì khiến chuyện rối lên thêm nữa. Đến chỗ biểu ca. Lâm Phương Huệ thấy nàng nhanh như chớp đã đi ra xa, cũng lười trông nom. Đồng Thiên tổng cảm ơn vừa rồi ngài đã cứu ta. đồng khoát nhiên đang nói chuyện lại bị người ta cắt ngang, tự nhiên lòng không vui, hắn định bàn bạc nhanh để về sớm một chút, không muốn nha đầu kia quá vất vả. còn việc cứu người nào, hắn căn bản không để ở trong lòng, không cần khách khí. đồng nhị gia nhàn nhạt nói, cảm nhận được sự lạnh nhạt của hắn, thẩm hàm ngọc nhất thời khó có thể tiếp nhận. biểu muội, ta và đồng thiên tổng còn có việc phải thương lượng muội trở về trước đi hôm nào ta sẽ dẫn muội tới cửa cảm tạ lâm hoáng chi cũng cảm thấy phiền lòng với vị biểu muội này giờ là lúc nào rồi còn hành sự tùy tiện không phân biệt tình huống như thế chứ thẩm hàm ngọc cắn môi dậm chân một cái chạy đi biểu muội này của ta thật luôn khiến người khác phải nhức đầu mong đồng huynh lượng thứ không có việc gì cuối cùng các nam nhân mượn được mấy chiếc xe ngựa từ một thôn trang dưới chân núi thanh sơn cộng thêm vài chiếc chưa hư hỏng nặng, miễn cưỡng cũng có thể đưa người trở về. Sau khi trở lại đồng phủ, nàng nhờ mama ở phòng bếp nấu giúp một chén nước đường đỏ. Vưu đại nương từ bên ngoài về, vừa nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn Dương Nghi một cái, biết quỳ thủy của nàng đang tới, trước đây không lâu lại ngâm mình trong nước lạnh, vội bảo người pha nước tắm cho nàng. Kiếp trước, kinh nguyệt của Dương Nghi luôn rối loạn, không theo quy luật, còn kèm thêm triệu chứng đau bụng. Nàng không để ý mấy, cũng không có trưởng bối nói với nàng về tầm quan trọng của vấn đề này. 15 tuổi, nàng bị Đồng Văn nóc nạp làm thông phòng, vẫn không mang thai. Cho đến một hôm, nàng ra tay cứu một lão ma ma phạm tội, khi đó nàng coi như được sủng ái, nên nhị phu nhân cũng cho chút mặt mũi. Sau này, đại nương thấy mỗi khi kinh nguyệt đến, nàng đều cực kỳ khó chịu cùng không có quy luật, mới ra tay giúp nàng điều chỉnh chút ít trên ẩm thực, thế này mới khiến nàng mang bầu. Kiếp này, nàng không muốn bỏ bê thân thể của mình chưa tới ba năm nữa nàng sẽ tập kê rồi sau đó là lập gia đình làm thê tử của người ta không thể so với khi làm thiếp thất không có mấy nhà có thể chịu được việc vợ mình ba năm rưỡi mà chẳng sinh nổi một quả trứng thật ra thì đây không phải là chuyện khó khăn gì mỗi khi đến nguyệt sự chỉ cần uống chút nước đường đỏ nấu gừng sau kỳ kinh thì uống canh tứ vật khoảng 6-7 ngày canh gừng nấu với đường đỏ có thể trị chứng đau bụng kinh có thể xúc tiến việc bài tiết chất độc canh tứ vật có thể điều lý thân thể khiến kinh nguyệt có quy luật cũng bài xuất các chất bẩn còn sót lại trong tử cung giúp khí sắc nhìn tốt hơn những biện pháp này không có mấy người biết nhưng những phu nhân thì lại biết đáng tiếc dương nghi xuất thân nghèo khó nương nàng không bị bệnh này hoặc dù có bị cũng sẽ cố chịu cho qua chứ chẳng tốn tiền đi điều trị mà bên cạnh dương nghi đến một vị ma ma cũng không có người hầu toàn là những nha hoàng ít tuổi không mấy kinh nghiệm đối với những chuyện này cũng chẳng biết chút gì. Lúc trước, khi đi theo hầu hạ nhị phu nhân, tuy là nhị đẳng nha hoàng, thế nhưng những chuyện cơ mật đều do thân tính của nhị phu nhân làm, nào đến lượt nàng nhúng tay. Chuyện liên quan đến con cháu, sợ không chỉ nhị phu nhân, mà tất cả các phu nhân khác cũng phải phòng bị vậy thôi. Ai, nghe nói Vương Thiến Vân đính hôn rồi. An Tiểu Nhu lại gần Dương Nghi nhẹ giọng thủ thỉ, gương mặt thần bí, giống như biết cái gì cũng không còn sớm nữa, năm nay nàng cũng đã 15 rồi đúng không? Dương Nghi tùy ý nói, tay vẫn không ngừng việc luồn kim. An Tiểu Nhu thấy Dương Nghi chuyên chú theo thùa, nhìn thoáng qua, một đóa hoa sen đã thành dáng. Thấy nàng không thèm để ý, tâm tình nhiều chuyện của An Tiểu Nhu cũng phai nhạt đi đôi chút, là 15 rồi, nghe nói nhà trai là ngũ phẩm tuần phủ lâm đại nhân. Lần này, Dương Nghi kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngũ phẩm tuần phủ lâm đại nhân lấy thân phận của Vương Thiến Vân căn bản không thể, chẳng lẽ là làm thiếp? Làm thiếp à? An Tiểu Nhu gật đầu. Vương gia chịu. Sao lại không chịu? Hai ngày nay Vương Đại Nương cười đến không khép miệng, ngày hôm qua còn dẫn Vương Thiến Vân đến nhà muội khoe khoang nữ nhi của bà ta tốt số thế nào, chọc nương muội tức giận kìa. Nói xong lời cuối cùng, mặt An Tiểu Nhu buồn buồn. Làm thiếp à? Dương Nghi thở dài, đặt khung theo xuống người chưa từng trải qua chỉ thấy được mặt tốt bên ngoài đợi đến khi hiểu được thì đã quá muộn tiểu nhu hâm mộ sao nhớ tới thần thái phi dương quần áo sáng trở của vương thiến vân hôm qua an tiểu nhu mê muội nói muội không biết dương tỷ tỷ xinh đẹp hơn vương thiến vân nhiều về sau nhất định sẽ gả cho người còn tốt hơn lâm đại nhân nghe lời nói thật thà ngây thơ này của an tiểu nhu dương nghi cười cười có dung mạo đẹp chưa chắc đã có thể gả cho người tốt mặc kệ người ta thế nào ta nhất định sẽ không làm thiếp dương nghi nghiêm túc nói có một số việc đã làm một lần liền thôi đi lại con đường đã từng bước qua thì đúng là quá ngu ngốc không phải ai cũng đều có cơ hội làm lại lần nữa nàng rất biết trân trọng quà tặng mà ông trời đã ban cho mình nghe nàng nói như thế có một người đang đi cách đó không xa chợt dừng bước sau ít phút mới rời khỏi thật ra thì hơn một năm này vương thiến vân cũng trôi qua không tốt mấy từ lúc cởi nô tịch ra khỏi đồng phủ trương thị lại còn ngạo mạn cự tuyệt mấy nhà tới cửa người cầu hôn xong lời đồng vương gia mắt cao hơn đầu liền nhanh chóng lan ra dần dần người tới cửa cầu hôn ít đi vốn là mấy hộ giống như vương gia những nhà quyền quý chân chính thường nhìn không vào mắt có vài thương gia có chút tài sản đến cửa cầu hôn cũng chỉ là vì mỹ danh của vương thiến vân nhưng trương thị lại quá kiêu ngạo không nhìn rõ được sự thật cộng thêm những lời đồng kia người có gia cảnh thuộc hàng trung, chẳng ai muốn đưa đến của cho người ta chế nhạo, vì vậy liền dứt khoát bỏ qua ý muốn kết thân với vương gia. Khuê nữ vương gia không có lỗi, nhưng thông gia như vậy thật quá không biết điều, không chừng ngày nào đó mình sẽ bị dính líu. Hơn nữa, cô nương tốt ở Vân Châu cũng không phải chỉ có mình vương thiến vân. Cũng có người bất mãn với thái độ của vương gia, tốn ít tiền trưng diện cho lão khất cái đầu đường, bảo hắn tới cửa cầu hôn, thuần túy là muốn làm cho vương gia mất mặt kết quả dĩ nhiên là bị trương thị tức giận dùng chổi lớn đuổi ra khỏi cửa nửa năm sau vương gia chấp nhận đề nghị của lâm gia gã vương thiến vân làm thiếp cho trưởng tử lâm gia đối với việc này mọi người khen chê không đồng nhất có hâm mộ có xem thường có người nói vương thiến vân đúng là tâm cao khí ngạo như lời đồn chỉ sợ mệnh mỏng như giấy bạc có lẽ chính bản thân nàng ta cũng không nhận ra lúc mới đầu vương gia vốn rất đắc ý cho là thoát khỏi đồng gia ngày sau sẽ càng tốt đẹp con trai tuổi còn trẻ đã lên chức cửu phẩm càng có nhiều cơ hội thăng tiến trên tay mình lại có chút tiền vốn mấy năm nay dưới trướng của nhị gia cũng có quen biết không ít dựa vào giao tình ngày thường tiếp tục việc kinh doanh cũng không phải là vấn đề khó đáng tiếc vương hồi vất vả xoay quanh nhưng chẳng mấy ai muốn hợp tác với ông ta bạc trong nhà lại vì việc xây dựng quan hệ mà tiêu tốn phân nữa con trai không hiểu chuyện vì một lần say rượu gây sự đã thương người, bị cách chức chính cửu phẩm ngoại ủy bả tổng. Mới chỉ hơn một năm, đã hành hạ vợ chồng vương gia tiều tụy không ít. Hai đóa hoa nở trên cùng một cành. Ngược lại với vương gia, An Trí Viễn vì lập công trong chiến trận được thụ phong làm bác phẩm ủy sở kỵ binh, đệ đệ An Trí Văn mặc dù lần này không được thăng chức, nhưng cũng là người được coi trọng. Vương hồi vốn cũng không phải là người thông minh, bằng không cũng sẽ chẳng cưới phải một nương tử như Trương Thị ban đầu người vương lão thái gia chọn cho ông ta là trần thị là an đại nương hôm nay nhưng sau thấy trương thị dễ nhìn hơn trần thị một chút trong lòng nghiêng về trương thị chẳng đồng ý việc cưới trần thị chuyện này không biết sao bị an tiến lực biết được an tiến lực chẳng phải là người tầm nhìn hạn hẹp như vương hồi chỉ biết coi trọng dáng vẻ bên ngoài ông nhìn trúng trần thị tháo vác biết trị gia vì vậy tốn một ít công phu khuyên bảo vương hồi cưới trương thị sau đó chính mình lại cưới trần thị chuyện này ông làm rất bí mật người biết rõ không nhiều lắm ngay cả trần thị cũng chẳng biết bà không thành với vương hồi là do một tay trượng phu nhúng vào cuối cùng mọi việc đã rồi vương lão thái thái chỉ biết nói một câu đáng tiếc mấy năm gần đây càng minh chứng quyết định của an tiến lực lúc trước là chính xác song thân của an tiến lực mất sớm căn cơ tự nhiên không so được với vương gia nhưng hôm nay xem ra có chỗ nào không bằng vương gia chứ thời gian thấm thoát Ngày tháng thoi đưa, xuân hạ thu đông, trong lúc lơ đảng, lại qua hai năm. Hai năm thời gian đủ để một tiểu nha đầu phát triển thành một đại cô nương xinh đẹp động lòng người. Nha đầu, con đi theo ta học những thứ này, cũng đã được ba năm rồi phải không? Vưu đại nương gấp sổ sách lại, đưa cho Dương Nghi. Dương Nghi cẩn thận nhận lấy, đáp, hai năm rưỡi rồi. Từ dáng vẻ, tư thế, nữ công, việc bếp nút, quản lý người dưới đến trong nong sổ sách, trị gia, những gì nên dạy ta đều đã dạy gần hết mấy năm này con cũng làm rất khá vưu đại nương than thở những thứ bà dạy này không biết dương nha đầu có thể sử dụng được mấy phần nha đầu này cái gì cũng tốt chính là xuất thân hơi thấp một chút nếu không thì đại nương đều nhờ người đại bảo chẳng qua kinh nghiệm của con còn thấp còn cần đại nương ở một bên giúp đỡ cho vừa nói dương nghi vừa kéo tay bà lay nhẹ được rồi đại nương còn có lời muốn nói với con dù con ở ngoài có chu toàn thế nào nhưng trong nhà đối với trượng phu lúc nên mềm mại thì phải mềm mại đừng cứng đầu còn chuyện khuê phòng vưu đại nương nhỏ giọng dạy dương nghi thuật giữ chồng mặc dù được sống lại lần nữa nhưng lời của vưu đại nương vẫn khiến nàng trợn mắt hốc mồm khuôn mặt đỏ ửng dương nghi xấu hổ la nhỏ đại nương sao người lại nói với con những cái này cô nương ngốc đạo làm vợ này vốn phải do nương con dạy cho con trước đêm thành thân. Bây giờ ta nói với con, chính là vì muốn cho con có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Một nữ nhân nếu muốn hạnh phúc, không có chút thủ đoạn thì không được. Đây cũng là điều cuối cùng đại nương có thể dạy con. Vưu đại nương không ngờ đến, những thủ đoạn mà bà dạy này, người được lợi cuối cùng lại là nhị gia nhà mình. phần 1, mời các bạn đón nghe phần 2 Các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Chúc các bạn có một ngày vui